Ta ở trong lòng đất bế quan 430 năm, mặc dù mới khai quật 3 ngày, nhưng đã nghe rất nhiều lời đồn về Phong Phi Vân, kẻ này tuy rằng thiên tư kinh diễm, vang dội cổ kim, nhưng lại là một tên du côn vô lại, mấy vị yêu nữ thiên tư tuyệt đỉnh của Sâm La Điện chúng ta đều bị hắn tai họa, loại người này coi như thua, cũng có thể quỵt nợ, muốn thu phục hắn chỉ sợ thập phần gian nan. Vị lão giả này chính là đệ ngũ hộ pháp trưởng lão, tự chôn mình bế quan trong bùn đất nơi hoang sơn dã lĩnh, chôn 430 năm, mấy ngày gần đây mới được tà khí khổng lồ của tà hoàng kích thích, mới sớm thức tỉnh, leo ra từ trong bùn đất. Rất nhiều tu sĩ, bế tử quan, đều chôn mình dưới mặt đất nơi hoang vu nhất, có thể đột phá cảnh giới thì sẽ tự nhiên thức tỉnh, leo ra khỏi bùn đất, nếu không thể đột phá cảnh giới, sẽ chọn đời ngủ say trong lòng đất, biến thành một cỗ hoạt tử nhân. Thẳng đến khi bị thời gian mục nát hầu như không còn, hóa thành đất vàng. Một vị hộ pháp trưởng lão khác mặt mày hiền lành, trên mặt luôn treo dáng tươi cười, lắc đầu, nói. Phong Phi Vân người này quả thật so với người trong tà đạo chúng ta còn muốn tà khí, còn muốn không từ thủ đoạn hơn, nhưng hắn lại một người dám làm dám chịu, hơn nữa cũng thập phần thủ tín, sẽ không làm ra chuyện quỵt nợ đâu. Không sai, cũng chính bởi vì nguyên nhân này. Tà hoàng và thiếu chủ mới muốn thu phục hắn, bằng không thì đã sớm diệt trừ hắn rồi. Một lão giả dính đầy bùn đất khác nhẹ gật đầu, nhìn qua tế đàn cổ xưa cách đó không xa, con mắt có chút nhíu lại, nói. Phong Phi Vân nếu là một người như vậy, vậy thì chắc chắn sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ, tất nhiên sẽ đi mà quay lại, mọi người chú ý cẩn thận một chút. Ha ha, đệ lục hộ pháp trưởng lão quá lo lắng, một tên Phong Phi Vân nho nhỏ mà thôi. Bất kỳ một hộ pháp trưởng lão nào ở đây ra tay đều có thể trấn áp hắn, hắn căn bản không lật nổi sóng gió gì đâu. Một tiếng cười già nua vang lên, tiếp theo một lão đầu tử cao chưa đầy mét rưỡi từ trong đám mây bay ra, làn da toàn thân đen kịt như than, con mắt chỉ lớn chừng hạt đậu nành, lộ ra màu đỏ sậm. Trong tay lão nhân này còn cấm lấy một tấm da thú bảo quang trong suốt, trên tấm da thú này có đường vân sơn xuyên hà đồ, chính là một tấm da của linh thú đã tu luyện 2.000 năm. Lão đầu tử này nghiễm nhiên chính là phản đồ của Vu Thần Điện, sư thúc cảnh Phong Chí Sư, Cổ Lực Đạt. Cổ Lực Đạt mới từ Vu Thần Man Thành đuổi trở về, cùng 12 Vu Thần kỵ sĩ đánh một trận ngang tay với nhau. Đệ ngu hộ pháp trưởng lão ngồi ở trên mặt ghế thanh đồng nói. Cổ Lực Đạt, người không dẫn đám man nhân Phụng Thiên Bộ kia qua đấy chứ? Cổ Lực Đạt kỳ thật cũng là cổ cương nhân, chỉ là từ nhỏ tu luyện vu thuật, mới biến thành bộ dáng như hiện giờ. Đệ ngũ hộ pháp nói lời kỳ thị với cổ cương nhân khiến trong lòng của hắn cảm thấy bất mãn, nhưng hắn cũng không biểu hiện ra, cười nói. Lũ ngu ngốc kia làm sao có thể đuổi theo ta được, ra khỏi Thiên Vu Thần Thành liền bị ta bỏ xa sau lưng, hiện giờ đoán chừng còn tìm kiếm ở bên ngoài vạn dặm, lại có hành giả đại nhân cản phía sau, căn bản không có bất kỳ người nào có thể đuổi đến đây được đâu. Cổ Lực Đạt từ trong gia thú lấy ra 5 tôn vu đỉnh cao 3 mét, bên trong có máu huyết lưu động. Lao ra các loại hương vị dơ bẩn, hắn đánh 5 cái vu đỉnh này ra ngoài, rơi xuống trên đỉnh tòa tế đàn cổ xưa kia, vốn là kịch liệt rung rung, bị một loại lực lượng huyền diệu khó giải thích bài xích, nhưng lúc sau liền chậm rãi trầm xuống, định ở ngũ phương tế đàn. Oanh! Toàn bộ tế đàn lập tức bộc phát huyết quang đỏ sập, lao ra một cổ vạn dân tế tự chi âm. 5 cái vu đỉnh rơi xuống nắm góc tế đàn, chấn áp ngũ phương, tỉnh lại lực lượng viễn cổ trong tế đàn. Một cổ lực lượng vô cùng rung động nhân tâm từ bên trong tế đàn đen kịt bộc phát ra, dẫn tới toàn bộ thiên địa đều gió lạnh phần phật, bầu trời tức thì bị một mảnh mây đen che chắn lấy, tầng mây màu đen biến thành một cái qua luân cực đại, tựa hồ toàn bộ thiên mạc đều đang xoay tròn lấy. Tế tự đã bắt đầu. Cổ Lực Đạt toàn thân đều đang run rẩy, nhìn qua tế đàn đen kịt kia, kích động nói không nên lời, hắn đã chờ đợi ngày này quá lâu rồi. Hơn 2 vạn đầu dị thú đã sớm chuẩn bị tốt bị tu sĩ Sâm La Điện tà đạo lục tục ngo ngoe vận chuyển đến trên tế đài, có dị thú thể thân thể khổng lồ, dài đến mấy chục thước, bị khóa sắt to như chén ăn cơm buộc chặt, vẫn đang không ngừng giãy giụa. Một vị hộ pháp trưởng lão, đánh ra một đạo cấm quang, bao lấy đầu dị thú này, đầu dị thú thân thể khổng lồ kia liền lập tức không giãy giụa nữa. Tòa tế đàn này cao trong mây tầng, nguy nga đại khí. Bình đài ở phía trên nhất đường kính đạt đến hơn 260 mét, tựa như một tòa đăng thiên thần thai vậy. Hao tốn 3 canh giờ, hơn 2 vạn đầu dị thú mới được đưa đến toàn bộ. Tuy rằng tế tự lần này so ra kém lần 1 vạn năm trước, nhưng vẫn rung động nhân tâm, đứng ở đàng xa nhìn lại,
tựa như hình ảnh tiên dân cổ xưa đang hướng thần linh cầu phúc vậy, dùng cổ lực lượng tế tự này để cướp lấy thiên vu thần thụ trong thể nội thiên vu thần nữ đã đủ rồi. Linh thú chấn hồn. Đệ ngũ hộ pháp trường lão và đệ lục hộ pháp trường lão đồng thời ra tay, từng người đánh ra một đầu thần liệm đen kịt, kéo ra một đầu linh thú tu luyện ngàn năm. Đây là một đầu bệ ngạn mang theo cổ chi thánh thú huyết mạch, tu luyện hơn 1.200 năm, tuy rằng thánh thú huyết mạch trong thân thể đã thập phần mỏng manh, nhưng so với linh thú bình thường lại cường đại hơn nhiều, lực lớn vô cùng uy mãnh, một chảo đánh ra có thể đập cho một vị cự phách thành bùn máu ngay. Đầu bệ ngạn này chính là vương giả trong sơn lĩnh phụ cận thiên vu bộ, thống lĩnh tất cả dị thú trong phạm vi 2 vạn dặm, thường xuyên dẫn đầu dị thú công phạt man thành, khiến tứ đại bộ chu thiên vu bộ đều cực kỳ đau đầu, mỗi một lần liên thủ đi đối phó đầu bệ ngạn này đều dùng thất bại chấm dứt. Xâm La Điện sinh mệnh hành giả tự mình ra tay, hao tốn đại lực khí, mới bắt giữ được đầu bệ ngạn này, mang đến đây, muốn dùng máu của nó để làm chủ tế phẩm. Ngao! Trên thân thể bệ ngạn cột hơn 30 sợi khóa sắt thô nhám như thùng nước, trên mỗi một sợi khóa sắt đều dán một tấm phù văn, mỗi khi bệ ngạn giãy giụa thì phù văn kia sẽ chớp động một lần, phát ra một đạo dòng điện bổ tới khiến bệ ngạn rú thảm liên tục. Xâm La Điện các ngươi lại dám dùng linh thú huyết dịch để tế tự, nếu việc này để cho mấy vị linh thú vương giả ở trong thập vạn Hà Sơn biết được, nhất định sẽ không bỏ qua đâu. Bệ ngạn miệng phun tiếng người, thanh âm chấn động trời xanh. Một đôi mắt màu vàng sáng chói tựa như nhật nguyệt tinh thần vậy. Đệ ngũ hộ pháp trường lão nói. Tà hoàng đã quay về, tu vị kinh thiên vĩ địa, mấy vị linh thú vương giả kia sẽ không bởi vì một đầu linh thú như ngươi mà đắc tội Xâm La Điện chúng ta đâu. Bệ ngạn mãnh liệt giãy giụa, lại bị điện quang đánh hơn 10 lần, rú thảm nói. Nhân loại vô sỉ, nếu không phải ta bị 33 tôn phù bi trấn áp thì ngươi chưa chắc là đối thủ của ta. Đệ ngũ hộ pháp trường lão và đệ lục hộ pháp trường lão không cần phải nhiều lời nữa, sử dụng cự lực đưa bệ ngạn lên đỉnh tế đàn, có lực lượng 5 tòa vu đỉnh trấn áp, tiếng chửi rủa của bệ ngạn cũng dần nhỏ đi. Ngay sau đó lại có mấy ngàn cổ cương man nhân bị xua đến trên tế đài, những cổ cương man nhân này nữ có nam có, trẻ có già có, đều là do tu sĩ Xâm La Điện từ bộ lạc ở phụ cận bắt đến, trên mặt bọn hắn vẫn còn mang theo thần sắc mờ mịt, không biết sẽ sắp xảy ra chuyện gì. Phong Phi Vân đứng ở trên đỉnh một ngọn núi bên ngoài mấy trăm dặm, triển khai Phượng Hoàng Thiên Nhãn, rất xa nhìn ra xa, gió lạnh thổi vạt áo, phát ra thanh âm phốc phốc. Tà Hoàng thiếu chủ vẫn không xuất hiện, chỉ có 5 vị hộ pháp trường lão tọa chấn. Phong Phi Vân mặc cưu cửu quái bào màu tím vào người, một cổ khí tức yêu tà ma tính liền từ trong thân thể bạo phát ra, chiến ý vô cùng tràn đầy, bao phủ toàn bộ núi cao. Ngay sau đó, Phong Phi Vân lập tức liền choàng ẩn tầm xa la lên trên người, hắn chợt biến mất tại chỗ, tất cả khí tức đều thu liễm trong vô hình. Nam Cung Hồng Nhan mặc ẩn tầm xa la, có thể đánh lén giết chết cự phách, mà Phong Phi Vân tâm càng lớn, muốn đánh lén mấy vị cự phách. Phong Phi Vân mặc ẩn tầm xa la, xuyên qua chướng khí sơn lâm, đến một khe núi nguyên thủy, cách tòa tế đàn kia chỉ có mấy ngàn thước, có thể cảm nhận được cổ lực lượng viễn cổ trùng kích linh hồn người kia. Tế trên đài hơn 2 vạn đầu dị thú khổng lồ đang gào thét, chấn khiến dị thú chiến hồn trong thân thể Phong Phi Vân cũng thiếu chút nữa cộng minh, bẩy ra từ trong thân thể. Cách đó không xa, có mấy trăm vị tà đạo tu sĩ Xâm La Điện thủ hộ, trận địa sẵn sàng đón quân địch thủ hộ lấy tế đàn ở trung ương, hiển nhiên là không muốn để bất luận kẻ nào quấy rối lần tế tự này. Không ai có thể phát hiện ra tung tích và khí tức của Phong Phi Vân, mặc dù là 5 vị hộ pháp trưởng lão cũng không được. Dưới tế đàn cao vút trong mây, một lão đầu tử thân cao chưa đầy 1.5 mét, dọc theo một con đường do xương trắng chất thành, tay nâng một bản sách cổ gia thú, chậm rãi bước tới đỉnh tế đàn, mỗi khi đi 9 bước sẽ dập đầu một cái, trong miệng nói lẩm bẩm, tựa hồ là vu tộc tế văn cổ xưa. Lão đầu tử này tự nhiên là cổ lực đạt, người có tuổi thọ lâu dài nhất trong toàn bộ cổ cương tộc, đã sống hơn 800 tuổi, tinh thông vô số vu sư cấm thuật. Có thể rèn luyện tính mạng lực người khác để gia tăng thọ nguyên cho mình. Hắn từng trên một quyển thạch bi cốt khác đọc qua bí pháp cướp đoạt thiên vu thần thụ, vào thật lâu trước kia, từng có một vu sư tà tôn cướp đoạt qua thiên vu thần thụ trong thể nội một vị thiên vu thần nữ, hơn nữa còn thành công. Trên thạch bi cốt khác kia có ghi lại, muốn cướp đoạt thiên vu thần thụ, nhất định phải mượn nhờ lực lượng tế tự khổng lồ, sau đó giao hợp cùng thiên vu thần nữ, dùng dương nguyên của mình dẫn xuất âm nghiên trong cơ thể thần nữ. Dung hội quán thông, sau đó dung hợp với lực lượng tế tự, cực
cưỡng ép kéo Thiên Vu thần thụ ra từ trong cơ thể thần nữ, giá tiếp đến trong cơ thể của mình. Muốn cướp đoạt Thiên Vu thần thụ, điều kiện thập phần hà khắc, đầu tiên, Thiên Vu thần nữ và người thi vu nhân đều phải còn trinh trắng. Tiếp theo, người thi vu còn phải tinh thông các loại vu thuật, đạt tới tình trạng lô hỏa thuần thanh. Thứ ba, nhất định phải tiến hành ở trong thánh địa vu lực tụ tập, dùng vạn thú chi huyết làm tế phẩm, đạt được Thiên Vu đại thần chấp nhận. Thiên Vu thần nữ kỳ thật cũng không phải là con gái của Thiên Vu đại thần mà chẳng qua chỉ là Thiên Vu đại thần từ trong hàng tỷ ý chí chọn lựa ra một người phát ngôn, chỉ là cổ cương nhân tôn kính đối với thần nữ, mới dùng xưng hô Thiên Vu thần nữ là con gái của Thiên Vu đại thần. Nếu có được đủ nhiều tế phẩm, liền có thể khiến Thiên Vu đại thần ngầm đồng ý một người khác trở thành người phát ngôn của hắn, bật lực lượng Thiên Vu thần thụ. Không đến nửa canh giờ, Cổ Lực Đạt liền đi tới đỉnh tế đàn, đứng ở trung ương năm cái vu đỉnh, trong tay vẫn bưng lấy sách cổ gia thú đang không ngừng đọc lấy tế văn, thập phần thành kính, con mắt từ đầu đến cuối đều không nháy lấy một cái. Theo tế văn không ngừng vang lên, vầng sáng trên tế đài cũng càng lúc càng cường thịnh, gọi về lực lượng tế tự từ vạn năm trước, phát ra trận trận thanh âm phong lôi. Phía dưới, Xâm La Điện ngũ đại hộ pháp trưởng lão đều đứng dậy khỏi mặt ghế thanh đồng, cũng đều bị cổ lực lượng cường đại này chấn nhiếp, khó trách Tà Hoàng lại coi trọng việc này như thế. Lực lượng tế tự của vu tộc quả nhiên không giống bình thường, nhưng bọn hắn vẫn không tin trên đời này thật sự tồn tại Thiên Vu đại thần, dù sao cái này thật sự quá mức mờ ảo, khiến người cảm thấy không đựa thực tế. Thần cũng chỉ là tà vật do tín ngưỡng sinh ra mà thôi. Phong Phi Vân rõ ràng không quay lại quấy nhiễu, thật sự không ngờ, hẳn là hắn tự biết lực lượng của mình ít ỏi, đã biết khó mà lui rồi. Đệ ngũ thập nhất hộ pháp trưởng lão hơi kỳ lạ nói. Có lẽ hắn là chạy về Vu Thần Man Thành cầu viện binh rồi. Rất có thể, bất quá chờ hắn đi Vu Thần Man Thành gọi đến cứu binh thì tất cả mọi chuyện đã là kết cục đã định, Thiên Vu Thần Thụ tất nhiên đã bị Cổ Lực Đạt lấy đi. Mượn nhờ vào lực lượng của Thiên Vu thần thụ, hắn liền có thể thống nhất cả cổ cương tộc. Chuyện này cũng hợp tình hợp lý, dù sao Phong Phi Vân vẫn quá trẻ, hơn nữa tu vị cũng quá thấp, có 5 vị hộ pháp trưởng lão Xâm La Điện chúng ta tỏa chấn, đủ để dọa lui hắn rồi. Đúng lúc này, 4 vị tu sĩ áo đen Xâm La Điện khiêng lấy Bạch Ngân Thần Kiệu, leo lên tế đàn, đặt Bạch Ngân Thần Kiệu ở trước mặt Cổ Lực Đạt. Thần nữ nương nương đi ra đi. Ngươi không muốn thấy tất cả các bộ của cổ cương tộc nội chiến đấy chứ, ta có thể giúp ngươi thực hiện nguyện vọng này. Cổ Lực Đạt đã cao giọng hoàn tất tế văn, trong miệng phát ra thanh âm già nua mà khô quát. Trong Bạch Ngân Thần Kiệu duỗi ra một bàn tay tuyết trắng, hết sức nhỏ ôn nhu, da tuyết tinh tế tỉ mỉ, bàn tay này có chút nhút nhát e lệ, do dự thật lâu mới xốc rèm lên, một nữ tử thân thể hơi có vẻ nhu nhược ngồi ở bên trong, ngọc thân linh lung, điềm đạm đáng yêu. Trên người ngưng tụ lấy một mảnh hơi nước nhàn nhạt hư ả, trong tay cầm một cây thần trượng màu bạc, trong tay ngọc nhỏ nhắn ôm lấy một cái vu bồn bùn đất phong cách cổ xưa. Đôi mắt nàng rất lớn, lông mi cong cong, lại mang theo vài phần khiếp nhược, ngọc thể thướt tha linh lung nhẹ nhàng run rẩy, tựa như một con chim cút nhỏ vậy. 4 vị tu sĩ Xâm La Điện khiêng Bạch Ngân Thần Kiệu kia đều thấy thất thần, vị Thiên Vu thần nữ này quả thực giống như một vị tiểu tiên nữ bị đánh rơi phàm trần, rơi vào động ma vậy. Mà trên thực tế vị Thiên Vu thần nữ này cũng không tính nhỏ, đã chừng 20, có vài phần trẻ trung của thiếu nữ, cũng có vài phần thẹn thùng của thục nữ, cái cổ giống như tuyết ngọc, bộ ngực cũng thập phần cao thẳng, ngọc eo hết sức nhỏ nhắn mê người. Lúc nàng đi ra khỏi Bạch Ngân Thần Kiệu, ngọc thân thon dài mà cao gầy liền triển lộ ra, mông ngọc mượt mà, hai chân thon dài, cầm trong tay thần trượng màu bạc, mặc Bạch Ngân trường bào, tóc đẹp đến eo. Khiến 5 vị hộ pháp trưởng lão dưới tế đàn đều cảm thấy huyết mạch bành trướng, trong mắt cũng như muốn rớt ra. Cổ Lực Đạt càng kích động phi phàm, lửa nóng trong lòng không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung, đôi tròng mắt như đậu nành trợn lên nhìn chằm chằm vào Thiên Vu thần nữ, trong lòng cuồng hô, Thiên Vu đại thần đối đãi ta không tệ. Đã cách nhiều năm, nữ nhân bán trà đã từng quần áo thô ráp, nay đã duyên dáng yêu kiều, thanh tú thướt tha, áo bào màu bạc bao tth tân. Mang theo một loại khí chất thần tú trung linh, thật giống như tụ tập ngàn vạn cương triều trong một thể vậy. Nàng dần qua liền không sợ nữa, dáng người đứng ngạo nghễ, ngực ngọc cao thẳng, đôi mắt dễ thương sinh ra thần thánh đoạt mệnh chi quang, khẽ mở hàm răng, thanh âm thanh nhã, nói. Các ngươi đến cùng là người nào? Ngón tay khô quắt của Cổ Lực Đạt nhẹ nhàng sờ lên tròm râu như đống rơm rạ trên cằm, cười nói.
dựa theo bối phận mà tính thì ta chính là sư thúc tổ của ngươi. Sư phó nói, sư thúc tổ chính là tà ác phu sư, đã bị trục xuất phu thần điện. Thiên Vu thần nữ nhẹ nhàng cau lại lông mày thanh tú, đôi mắt như thu thủy, mặc dù biết được lão già trước mặt này chính là tà ác phu sư nhưng trong mắt của nàng lại không có nửa phần sát ý, lộ ra thập phần thanh tịnh, giống như hai vinh sinh mệnh tuyền thủy vậy. Thiện lương, hồn nhiên. Cạc cạc, có phải là sư thúc tổ hay không hiện giờ đã không quan trọng nữa, tương lai cũng không quan trọng. Đôi mắt đỏ sậm của Cổ Lực Đạt diệu diệu phát quang, nhìn chằm chằm vào đường cong thân thể động lòng người của Thiên Vu thần nữ, giống như muốn nhìn thấu thần bào màu bạc trên người nàng, nhưng trên người Thiên Vu thần nữ lại bao phủ một tầng hơi nước, cách trở lấy tất cả vầng sáng thế gian. Cổ Lực Đạt thu hồi ánh mắt, khóe miệng có chút dương lên, cũng đã là nhũ dây nhi trên thớt, cần gì gấp trong nhất thời, cười lạnh nói. Tế tự bắt đầu. Tế tự làm gì? Thiên Vu thần nữ cho dù có đần hơn nữa cũng có thể cảm nhận được một cổ hào khí nguy hiểm, tựa hồ tất cả đều là đờn ác nhằm vào nàng. Trong mắt Cổ Lực Đạt đồng thời mang theo vầng sáng không sạch sẽ và thần thánh, cười nói. Dùng lực lượng tế tự, tỉnh lại một tia thần niệm của Thiên Vu đại thần, thỉnh cầu hắn giao thân thể và Thiên Vu thần thụ trong thân thể ngươi cho ta. Cổ Lực Đạt kích động đến run rẩy, hai tay như tiểu tụy nhìn không được với tới trước. Giống như muốn nắm lấy ngọc thể dịu dàng của Thiên Vu thần nữ, trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn đến phát run, cũng không biết là vì có được Thiên Vu thần thụ mà hưng phấn hay là vì có được ngọc thể Mỹ Tư Khuynh Thành của Thiên Vu thần nữ mà hưng phấn nữa, hoặc là nói, cả hai đều có. Thiên Vu thần nữ hoa dung thất sắc, tự nhiên biết lão đầu tử trước mắt này muốn làm gì, trên người ngân hoa vạn trượng, tay nâng bạch ngân thần trượng, ngưng tụ ra vô lực vô cùng vô tận, muốn phản kháng. Tiểu thần nữ, người phản kháng không được đâu. Cổ Lực Đạt tế ra một tấm da thú óng ánh sáng long lanh, da thú trở nên lớn mấy trăm trượng, ngưng tụ ra đồ văn núi non sông ngòi, thôn vệ lấy lực lượng bộc phát ra từ trong bạch ngân thần trượng, khí kình khổng lồ trực tiếp khiến Thiên Vu thần nữ ngã trên mặt đất. Cổ Lực Đạt thu hồi da thú, điên cuồng cười to, trực tiếp đi tới chỗ Thiên Vu thần nữ, âm trầm nói. Nếu ngươi phối hợp thì lão phu còn có thể ôn nhu với ngươi một chút, ngân ngân. Tiểu nữ oa nhi không biết tốt xấu, hiện giờ ta liền lột sạch ngươi, ném vào trong tế trì, khiến ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Trong mắt Cổ Lực Đạt lộ vẻ âm tàn mà tàn nhẫn, hắn từng ném một người sống vào trong vô đỉnh, rèn luyện sinh mệnh lực để gia tăng thọ nguyên, những người kia toàn bộ cũng không phải thọ nguyên hao hết mà chết, mà là bị chôn sống luyện chết. Mà ngay cả những tà đạo tu sĩ Xâm La Điện có rất nhiều đều cảm thấy tiếc hận. Một thần nữ khuynh quốc khuynh thành như thế sao lại bị một lão già hõm hẹm trà đạp, bất quá lại không một ai lên tiếng, dù sao tất cả mọi chuyện đều là ý của Tà Hoàng Đại Nhân, không ai dám làm trái ý chí của Tà Hoàng Đại Nhân cả. Ngay khi Cổ Lực Đạt ngồi xổm người xuống, vươn ra thủ trưởng thì trong hư không phía sau hắn xuất hiện một tia rung động, Cổ Lực Đạt dù sao chính là tu sĩ có thể sánh với cự phách hậu kỳ, đã nhạy cảm nhận ra được một tia chấn động này, thân thể lập tức kéo căng. Dùng tốc độ nhanh nhất tế ra gia thú. Phốc! Sau lưng, trong hư không, đạo sát cơ kia càng nhanh hơn. Chỉ thấy hư không giống như bị đánh mở ra, một đạo bóng người thanh sắc, cầm trong tay mũi nhọn màu trắng, đâm ra như tia chớp, đâm thủng phần lưng Cổ Lực Đạt, tung tóe ra một mảng lớn máu tươi. Một màn này xảy ra thật sự quá đột ngột, chỉ trong tốc độ ánh sáng Cổ Lực Đạt cũng đã bị trọng thương, cột sống trên lưng cũng đứt một nửa. Nếu không phải mỗi khối xương cốt của hắn đều dùng vu văn khắc lục qua, hợp thành một cái chỉnh thể vậy thì một thương vừa rồi đã lấy mạng hắn rồi. Hắn dù sao cũng là cường giả cấp bậc cự phách hậu kỳ cấp, ngay nháy mắt khi rung động trong hư không xuất hiện đã tránh được chỗ hiểm chí mạng, giữ được một mạng, sau lưng đẫm máu, quay cuồng ra ngoài, dùng da thú chăm chú bao trùm thân thể. Bóng người màu xanh kia nhẹ ồ lên một tiếng, muốn lại bổ một kích, triệt để đóng đinh Cổ Lực Đạt. Nhưng năm vị hộ pháp trưởng lão phía dưới tế đàn đã đồng thời ra tay, mỗi người đều đánh ra một đạo thủ ấn khổng lồ, đánh qua. Lớn mật, lại dám nhiễu loạn tế tự. Thanh âm lôi đình xé trời chấn khiến thiên địa run rẩy, năm đạo trưởng ấn, giống như năm cái thương thiên chi thủ đè ép xuống. Nhưng ngay trong nháy mắt, bóng người màu xanh kia lại đột nhiên biến mất vô tung, thủ ấn của ngũ đại hộ pháp trưởng lão đánh vào hư không. Bóng người màu xanh kia xuất hiện cực kỳ rất nhanh. Nhanh đến mức không ai có thể thấy rõ hình dạng của hắn, biến mất cũng càng thêm nhanh, chỉ nháy mắt đã ngay chút khí tức cũng không để lại,
nếu không phải Cổ Lực Đạt còn nằm dạp trên mặt đất ho ra máu thì tất cả tà đạo tu sĩ còn tưởng rằng tất cả vừa rồi chỉ là ảo giác nữa ấy chứ. Toàn bộ tứ phương khổng lồ đều ngưng tụ ra một cổ không khí khẩn trương, mỗi người đều ngừng lại hô hấp, thời khắc cảnh giác tứ phương. Một hộ pháp trưởng lão mặt mũi hiền lành như có điều suy nghĩ, chố mắt nhìn, nói. Là Phong Phi Vân, sau khi Nam Cung Hồng Nhan chết đi, ẩn tầm Sa La đã rơi vào trong tay Phong Phi Vân, vừa rồi có lẽ là do hắn mặc vào ẩn tầm Sa La ra tay, hắn hiện giờ nhất định đang nấp ở phụ cận. Đây tuyệt đối không phải một tin tức tốt, khiến sắc mặt tất cả mọi người ở tràng liền biến đổi đột ngột, ẩn tầm Sa La có thể che giấu tất cả khí tức trên người tu sĩ. Cho dù Phong Phi Vân giờ phút này đứng ở ngay sau bọn hắn cũng không thể phát giác được. Thân thể mỗi người đều kéo căng, vô cùng khẩn trương. Phốc! Trên tế đài, một tu sĩ Xâm La Điện hét lên rồi ngã gục, đầu lâu bay ra khỏi bổ. Không ai trông thấy là ai ra tay, chỉ cảm thấy trong hư không xuất hiện một tia chấn động, một đạo vầng sáng bạch sắc từ bên trong giò xét ra, sát khí thập phần lợi hại, tu sĩ Xâm La Điện kia đã bỏ mạng. Ngũ đại hộ pháp trưởng lão muốn ra tay, nhưng hư không lần nữa khép kín, tất cả khí tức lại biến mất vô tung. Phốc, phốc, phốc. Ngay sau đó tu sĩ Xâm La Điện ở ba mặt khác cũng bị đánh chết, đều bị chết không hiểu thấu, căn bản không ai thấy được là ai ra tay với bọn họ, nhưng bọn hắn lại đều chết hết, ngay cả cơ hội hoàn thủ cũng không có. Ngũ đại hộ pháp trưởng lão đều đến mức nổi giận trong bụng, trơ mắt ếch ra nhìn bốn vị tu sĩ bỏ mạng. Nhưng lại không cách nào cứu viện. Cổ Lực Đạt bị trọng thương đã sớm sợ tới mức vẻ mặt màu đất, từ trên tế đàn lăn xuống, chạy trốn tới giữa năm vị hộ pháp trưởng lão, liên tiếp ăn vào 9 miếng vu đan màu đen, mới cầm được máu tươi chảy xuống, trên mặt cũng khôi phục bộ phận huyết sắc. Năm vị hộ pháp trưởng lão chỉ cần cẩn thận một chút là có thể đề phòng tiểu tử kia tuy rằng mặc tàng hình bảo y, nhưng ngay sát na hắn ra tay thì tất nhiên sẽ lao ra khỏi bảo y. Lộ ra khí tức, lúc đó chính là thời cơ tốt nhất để đánh chết hắn. Trong lòng Cổ Lực Đạt vô cùng oán hận, nghiến răng nghiến lợi, lập tức sắp thành công, lại nửa đường giết ra một biến số, còn thiếu chút đã lấy mạng hắn, nếu bắt được tiểu tử này, không nên tươi sống luyện chết hắn. Đệ ngũ hộ pháp trưởng lão thần sắc kịch động, nói. Phong Phi Vân dù sao vẫn chưa đạt tới cảnh giới cự phách, chỉ có xuất kỳ bất ý đánh lén, mới có thể tạo thành uy hiếp cho chúng ta. Chỉ cần chúng ta cẩn thận đề phòng, hắn cho dù có mặc ẩn tầm Sa La, cũng không có khả năng làm bị thương chúng ta được. Nhân vật cấp bậc cự phách thần thức đều cường đại, chỉ cần trong hư không có một tia chấn động không tầm thường cũng có thể khiến bọn hắn trong thời gian ngắn nhất làm ra phản ứng, phát động công kích, chém giết uy hiếp. Hắn dù sao chỉ có một người, hơn nữa tu vị không bằng chúng ta, phong tỏa không gian, bức hắn ra ngoài. Năm vị hộ pháp trưởng lão đồng thời tế ra một tấm huyết tinh phù lục, dài chừng hơn 1 mét, phân biệt khắc lục lấy 5 tôn cổ thú dữ tợn bất đồng, cửu đầu điểu, cùng kỳ, tất phương, trọng minh điểu, hỏa thứ, đều là hồng hoang hung thú trong truyền thuyết. Đây chỉ là phù văn máu tươi khắc lục mà thành, huyết dịch đã cực kỳ mỏng manh, nhưng vẫn có thể bộc phát ra uy lực khó lường. 5 tấm huyết tinh phù lục, lơ lửng ở 5 phương trời cao, huyết khí phát ra nhét đầy không gian, chấn khiến thiên thế rung rung. Hư không cũng như muốn nứt ra một khe hở. Cổ lực áp bách kia vô cùng kinh người, khiến tế hơn 2 vạn đầu dị thú bị chế biến kia gào rú liên tục, có dị thú nhỏ yếu càng trực tiếp bạo thể nổ tung. Bọn hắn muốn dùng 5 tấm huyết đồ này bức Phong Phi Vân ra, sau đó chấn áp hắn. Phong Phi Vân, người vẫn nên buông tha đi, tu vi của ngươi quá thấp, căn bản không thể nào là đối thủ của ngũ đại hộ pháp chúng ta được, thua ở trong tay Tà Hoàng thiếu chủ cũng không tính mất mặt. Một hộ pháp trưởng lão trong đó đang khích lệ Phong Phi Vân nhận thua. Nếu ngươi còn gượng chống, chỉ sẽ bị 5 huyết đồ đánh chết, nếu nhận lời thua, ngược lại sẽ trở thành cao tầng của Xâm La Điện, trở thành phụ tá đắc lực của thiếu chủ. Đăng! Trên tế đài truyền đến thanh âm khóa sắt đứt gãy, toàn bộ tế đàn chớp mắt liền rung động, một khối phủ bia từ phía trên rơi xuống dưới, chia 5 xẻ 7. Ngao! Tiếp theo là tiếng thú khổng lồ, vô cùng cuồng nộ. Chấn khiến màng tai người đau nhức. Tiếp theo liền truyền đến tiếng khóa sắt bị chấn đứt liên tiếp, ngay khi tất cả tu sĩ Xâm La Điện đều đang kinh ngạc thì một đầu bể ngan cao tới hơn 100 mét, tựa như núi nhỏ đứng trên đỉnh tế đàn, giơ 2 cặp móng vuốt khổng lồ, vẫn tiếp tục điên cuồng chạy xuống dưới, đạp nát một góc tế đàn, không ngừng có đá vụn lăn xuống. Bể ngạn hình thái như một đầu thần hổ đầu rồng màu trắng,
con mắt lớn hơn cả vạc nước, mang theo lửa giận lôi đình mạnh mẽ đánh tới tấm huyết đồ treo trên bầu trời kia. Một vị hộ pháp trưởng lão quá sợ hãi, hoảng sợ nói. Phong Phi Vân chém ra khóa sắt và phù bia trên người linh thú Bệ Ngạn, thả nó đi rồi. Đây là một đầu linh thú có được thượng cổ thánh thú huyết mạch, tu luyện hơn 1.200 năm, chiến lực hung hãn, có thể đồng thời đại chiến với mấy tôn cự phách, vốn bị sinh mệnh hành giả cầm đến hiến tế, bị 33 phù bia trấn áp, với tư cách chủ tế phẩm, nhưng lại bị Phong Phi Vân thả đi. Linh thú đã có được trí tuệ tương đương với nhân loại, bị người bắt lấy làm tế phẩm, khiến Bệ Ngạn cuồng nộ, hôm nay phá phong mà ra, tất cả lửa giận đều muốn bộc phát ra. Oanh! Bệ Ngạn thân hình khổng lồ, có được lực lượng phá núi xé đất, có thể đồ sát một thành thị dễ dàng, cả không gian cũng bị xé rách. Năm phù văn huyết đồ bị xé rách một tấm, bốn tấm khác cũng không phát huy tác dụng gì, bị các vị hộ pháp trưởng lão thu hồi lại, sợ bị Bệ Ngạn tổn hại lần nữa. Những phù văn huyết đồ này là bảo vật, nếu bị tổn thất bọn họ không chịu nổi. Linh thú có được huyết mạch thánh thú quả thực khủng bố, chiến lực không phải linh thú tầm thường có thể so sánh, trong khoảng khắc liền nuốt trọn ba tên tu sĩ Xâm La Điện vào trong bụng, miệng lớn khủng bố đẫm máu không ngừng nhai nuốt, tu sĩ nhìn thấy cảnh này hoảng sợ lui ra phía sau. Ngũ hộ pháp trưởng lão cùng lục hộ pháp trưởng lão không ngừng vận dụng linh khí của mình, vận dụng hai tòa âm dương tháp đen trắng hóa thành hai tòa tháp cao trăm trượng. Nhìn qua chẳng khác gì hai ngọn núi lớn, bên trong tháp có hào quang đen trắng phun ra nuốt vào đánh thẳng vào Bệ Ngạn. Ngao! Trong miệng Bệ Ngạn phun ra một tia sấm sét, mỗi một tia chớp thô to hơn cả cánh tay, thân thể của nó hóa thành lôi hải giáng mạnh vào hoa ngọn núi. Thân hình của nó như tòa núi nhỏ mạnh mẽ xông về phía trước, quét qua chung quanh như nước lũ, khí thế hung mãnh, ngũ hộ pháp cùng lục hộ pháp đều tạm lánh mũi nhọn, vội vàng bay ngược không dám ngạnh kháng với nó. Ầm ầm, một ngọn núi trong ngục thất bổ nhào, sụp đổ, loạn thạch bay tứ tung, cổ thụ chìm vào trong bùn đất, ngọn núi sụp đổ tạo thành sơn cốc lớn. Hỏng bét, Bệ Nạn đã nổi giận, hành giả đại nhân còn chưa trở về, căn bản không người nào có thể trấn áp nó cả, nếu không chúng ta nên rút lui khỏi nơi đây đi. Hộ pháp trưởng lão thứ 51 nói ra, tất cả hiện tại đã không cách nào khống chế được, tế tự không thể không kết thúc, Bệ Nạn nổi giận. Thị sát khát máu thành thánh, nếu không lui lại thì sẽ tổn thất thảm trọng. Ngũ hộ pháp cùng lục hộ pháp đồng thời ra tay cũng không thể trấn áp Bệ Ngạn, ngược lại khiến nó cuồng bạo hơn, 7-8 người áo đen đã bị nó chém giết. Cổ lực đạt rất không cam lòng, chỉ thiếu chút nữa tế tự có thể thành công, nhưng lại bị Phong Phi Vân phá hư, chuyện này làm cho hắn vô cùng căm hận. Ngao! Ngao! Trên tế đàn có vô số dị thú lồng lộng, tế đàn chấn động mạnh mẽ. Hơn nữa chấn động vô cùng hung mãnh, giống như muốn phá thành mảnh nhỏ vậy. Phong Phi Vân biến thiên tủy binh đảm thành 1.000 chuôi tiểu kiếm dài bằng bàn tay, chúng giống như mưa kiếm bắn mạnh ra ngoài, khóa sắt dài hẹp không ngừng đứt vỡ. Hơn 20.000 đầu dị thú bị trói buộc lập tức thoát khốn lao ra, chúng lao xuống tế đàn, cả đám dị thú trở nên cuồng bạo điên cuồng, nhìn thấy tu sĩ Xâm La Điện thì liều mạng công kích. Tuy trí tuệ của dị thú không cao bằng linh thú, nhưng lại đều có một tia nhanh nhạy, chúng có thể bằng vào giác quan phân biệt ai là kẻ địch của mình. Phốc, răng rắc, rầm rầm. Vô số dị thú tuôn ra, chỉ trong mấy hô hấp đã có hơn 10 tu sĩ Xâm La Điện bị cắn chết, còn hơn 20 người thụ thương, có cánh tay xé rách, có đầu lâu còn một nửa, có người bị chân dị thú đạp vào người, thân thụ trọng thương. Ba tên hộ pháp trưởng lão khác đã ra tay chém giết hơn 100 đầu dị thú, nhưng lại không hề có tác dụng. Bởi vì dị thú thật sự quá nhiều, giết cũng không hết, một khi bị 20.000 đầu dị thú vây khốn, cho dù bọn họ có tu vị cự phách cũng phải vẫn lạc ở nơi này. Phong Phi Vân cởi ẩn tầm xa la đứng trên đỉnh tế đàn, tư thế oai hùng chắc tuyệt, Phong Khinh Vân đạm nhìn qua cảnh người thú đại chiến bên dưới, thập phần kịch liệt, thần thuật cùng bảo quang tràn ngập cả khe núi. Trên mặt hắn tươi cười tà dị, Thiên Vu thần nữ cũng bị tràng diện đột nhiên sinh ra này làm hoảng sợ, nàng thất thần cả buổi. Nàng lại đứng lên, dáng người yểu điệu thướt tha, tóc đen rủ xuống eo, ngọc dung giống như hoa lê mùa xuân, trường bào màu bạc phần phật trong gió tôn lên ngọc thể hoàn mỹ của nàng. Tuy nàng cầm bạch ngân thần trượng có tiên quan sáng lạn, đôi mắt dễ thương của nàng nhìn qua bóng dáng nam tử oai phong trước mặt, một cảm giác quen thuộc và lạ lẫm bỗng nhiên ập vào lòng, dường như đã gặp hắn ở nơi nào rồi. Nàng có tâm địa thiện lương, có thể cảm nhận được nam tử trước mặt không phải là người tốt.
trên người có một sát khí và tà ý đậm đặc, đặc biệt là khi hắn tươi cười lại đầy tà khí, giống như ma đầu cuồng ngạo. Nhưng mà hắn lại ra tay cứu nàng, hiện tại nàng nên làm cái gì bây giờ? Thiên Vu thần nữ giờ phút này trong nội tâm rất do dự, muốn tiến lên cảm ơn đối phương một tiếng, nhưng mà lại cảm giác người này không thể tới gần, nàng phải nhanh chóng chạy khỏi nơi đây, nhưng mà trong lòng lại sinh ra hiếu kỳ với nam tử trước mặt này. Hắn rốt cuộc là ai? Phong Phi Vân dường như cảm nhận được ánh mắt của nàng, hắn quay đầu lại cười với nàng. Nhìn thấy nụ cười này, Thiên Vu thần nữ lập tức sợ tới mức hoa dung thất sắc, liên tiếp lui về phía sau, giống như con thỏ con bị hoảng sợ, dáng người yểu điệu phiêu nhiên bay lên, hào quang rực rỡ, hào quang ngưng tụ thành cánh chim trên lưng nàng, nàng bay về dãy núi xa xa. Phong Phi Vân chợt sửng sốt, hắn sờ sờ mặt mình, tự nói. Ta cười đáng sợ như vậy sao? Ta cười rất ôn hòa mà. Con quỷ nhỏ, còn muốn chạy trốn. Cổ Lực Đạt phát hiện Thiên Vu thần nữ muốn bay đi, hắn nhấc con dị thú tu vị 600 năm bên cạnh ném ra ngoài, lập tức bay lên cao, cánh tay kết thủ ấn, hóa thành một đại thủ ấn màu đen to lớn. Thiên Vu thần nữ bay lên trời cao, chỉ cảm thấy không khí chung quanh cứng lại, thân thể thật giống như lâm vào vũng bùn, không thể nhúc nhích. Quay đầu lại nhìn thấy thủ ấn màu đen khổng lồ đang ập tới, giống như tầng mây áp xuống, uy lực vô cùng, muốn đánh nàng rơi xuống đất. Oanh! Thủ ấn khổng lồ này bị chiến đao chém nứt thành hai nửa, nam tử tuấn Mỹ đầy tà khí lao lên, trong tay cầm chiến đao dài 7 mét, ăn mặc long vân chiến y màu tím, tay áo bồng bềnh, đạp trên hư không mà đi. Thân ảnh của hắn oai hùng chắc tuyệt, không ngừng biến lớn trong tâm trí Thiên Vu thần nữ, tràn ngập trong tầm mắt của nàng. Hắn duỗi bàn tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Thiên Vu thần nữ ôm vào trong ngực, ngọc thể mềm mại nhỏ nhắn của nàng dán sát vào lồng ngực kiên cố vững chãi của hắn, một khí thế uy nghiêm không thể kháng cự làm Thiên Vu thần nữ quên cả suy nghĩ, quên dãy giụa. Cổ Lực Đạt dù sao cũng bị thương nặng, lưng suýt nữa bị chém nứt thành hai nửa, cũng chính bởi vì nguyên nhân này cho nên Phong Phi Vân mới có thể dùng Thiên Tủy binh đảm phá vỡ thủ ấn của hắn. Ngươi muốn mang nàng đi sao, lưu lại đây cho ta. Cổ Lực Đạt chảy máu tươi như suối, hắn phun máu tươi lên tấm da thú long lanh, ném tấm da thú này ra ngoài, da thú mở rộng ra, phía trên có cảnh tượng sơn hà, giống như muốn bao phủ cả trời cao. Hắn tuyệt đối không cho phép Thiên Vu thần nữ bị Phong Phi Vân cướp đi, nếu là như vậy, nguyện vọng cả đời hắn sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Phong Phi Vân tươi cười, trong mắt mang theo thần thái mỉa mai, giống như đang cười nhạo Cổ Lực Đạt vô tri, ống tay áo nhếch lên. Lại mặc ẩn tầm xa la lên người, bao phủ thân hình hắn và Thiên Vu thần nữ biến mất trong hư không, biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. Ngươi trốn không thoát. Cổ Lực Đạt cổ tay vỡ ra, ánh mắt đỏ hồng vận dụng ra tu công kích, hắn san bằng rừng núi 10 dặm chung quanh thành đá sỏi khô cằn, nhưng mà không thể bức Phong Phi Vân và Thiên Vu thần nữ hiện thân. Bọn họ đã rời khỏi khu vực này. Cổ Lực Đạt, Thiên Vu thần nữ đâu rồi? Lục hộ pháp trưởng lão đầu vai có một vết thương nhìn thấy mà giật mình, huyết nhục mơ hồ, có thể nhìn thấy xương trắng bên trong. Ba tên hộ pháp trưởng lão khác cũng nhanh chóng chạy tới, trên người đều là vết thương, sau đó lại có hơn 40 tà tu mặc chiến bảo xâm la điện chạy đến, trên người tràn đầy máu tươi, đó là máu thú và máu của bọn họ. Thiên Vu thần nữ bị Phong Phi Vân vương bát đản mang đi rồi. Cổ Lực Đạt vô cùng tức giận, trên đầu có khói xanh bốc lên. Cái gì, vậy thì hỏng bét, ta hoàng thiếu chủ mà biết chuyện này, chúng ta không ôm nổi đâu. Thần sắc ngũ hộ pháp trưởng lão đầy lo nghĩ, vốn dùng thực lực 5 người bọn họ, cho dù là 10 Phong Phi Vân cũng có thể trấn áp, nhưng lại không có nghĩ tới lại sinh ra biến cố lớn như thế, ngay cả hộ pháp trưởng lão cũng chết một người, bị Bệ Ngạn nuốt vào trong bụng. Xâm La Điện tổn thất thảm trọng, chết một hộ pháp trưởng lão, nửa bước cự phách chết không dưới 10 người. Cũng có không ít cường giả tà đạo từ thiên mệnh tam trọng tới thiên mệnh ngũ trọng chết đi, ghê tởm hơn là Phong Phi Vân còn mang theo Thiên Vu thần nữ rời đi. Đây chính là nhục nhã to lớn. Nếu thông báo tình huống bết bát này lên trên, tất cả mọi người ở đây sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Trong mắt lục hộ pháp trưởng lão sáng tối luân chuyển, lập tức nói. Đem việc này báo cáo cho tánh mạng hành giả đại nhân A, lão nhân gia ông ta dễ nói chuyện rồi, trước khi chuyện còn chưa biến thành xấu nhất. Có lẽ còn có cơ hội cứu vãn, nếu như Phong Phi Vân mang Thiên Vu thần nữ trở về Vu thần Man Thành thì tất cả đã chậm. Mấy hộ pháp trưởng lão khác đều gật gật đầu, rất tán thành cách nói này.
tuyệt đối không thể để Phong Phi Vân mang theo Thiên Vu thần nữ quay về Vu thần Man thành. Ngao! Rừng rậm trướng khí mù mịt đầy tiếng thú giống, đại địa run rẩy, lệ khí tung hoành. Ngay sau đó lại có vô số dị thú gào rú vang lên, tiếng chân dần dần tới gần, không ngừng lao nhanh qua bên này, làm cho tu sĩ vừa chạy ra hoảng sợ. Ngũ hộ pháp trưởng lão nhíu mày, nói. Nơi này không thể ở lâu, tất cả mọi người trước rời khỏi nơi này đi, ta sẽ đi tìm sinh mệnh hành giả đại nhân, bảo lão nhân ra an bài lực lượng phong tỏa toàn bộ con đường từ Sâm La Điện đi tới Vu Thần Man Thành, những người khác đuổi theo tra xét tung tích Phong Phi Vân, nhất định phải đoạt lại Thiên Vu Thần Nữ trong tay hắn, nếu lần đánh cờ này hắn mà thắng, Tà Hoàng thiếu chủ chắc chắn sẽ không để cho chúng ta sống khá giả đâu. Tà Hoàng thiếu chủ bên kia làm sao bây giờ? Lục hộ pháp trưởng lão đầy lo lắng nói ra. Thiếu chủ đang trên đường đi Cổ Cương Phủ, rất nhanh sẽ tới đó chủ trì đại cục, vốn cho rằng có thể trước khi thiếu chủ chạy đã có thể làm cho Phong Phi Vân bại triệt để, không nghĩ tới còn đánh rắn động cỏ, chuyện này càng ngày càng khó làm. Ngũ hộ pháp trưởng lão nói. Tất nên phải trước khi thiếu chủ đi về bắt cho được Phong Phi Vân cùng Thiên Vu thần nữ, vãn hồi mặt mũi, bằng không thì các hộ pháp trưởng lão khác sẽ cười nhạo chúng ta vô năng, thua trong tay tiểu bối. Rừng sâu núi thẳm, đất sung núi chuyển, những dị thú tức giận đã lao ra, những tu sĩ Sâm La Điện nhanh chóng thoát ra ngoài, trừ ngũ hộ pháp trưởng lão, những người khác đang tìm kiếm dấu vết Phong Phi Vân thoát đi lưu lại, bay ra khắp bốn phương tám hướng trong núi rừng. Sơn lĩnh liên miên không dứt, có vách núi cao tới ngàn trượng, tiến thẳng vào mây xanh, có cự mộc mấy trăm tuổi cao tán lá rậm rạp, hương hoa mùi thuốc truyền ra xa hơn 10 dặm, nhưng mà có cự mãng độc xà đang ở quanh, không ngừng phun khói đen ra ngoài, không ai dám leo lên trên. Cũng có thâm cốc trướng khí mù mịt, nhìn không thấy đáy, phía dưới còn có tiếng kêu đáng sợ của dị thú vang vọng. Đây là khu vực núi sông rộng 10 vạn dặm, là rừng thiên nước độc, dị thú rậm rạp, nguy cơ tứ phía, cho dù là tu sĩ khổ hạnh cũng ít khi đặt chân tới nơi này. Nhưng mà đây là vùng đầm lầy hồng hoang, thực sự là nơi non xanh nước biếc, ngăn cách với bên ngoài, tự thành một phiến thiên địa, cảnh tượng xa hoa giống như thế ngoại đào viên. Xíu, yêu yêu. Hai đạo nhân ảnh lăng không bay ra khỏi hư không, rơi thẳng vào bờ hồ rộng vạn trượng, trong nước cạn có đàn khổng tước ba màu bay lên, phát ra tiếng kêu cạc cạc, xẹt qua hồ lớn giống như phỉ thúy, nước trên mặt hồ không ngừng lăn tăn. Sau khi đàn khổng tước ba màu bay đi, trên hồ nước cạn này còn lưu tổ trứng khổng tước, cũng có ba màu, màu trắng, màu xanh, màu tím quấn vào nhau, mỗi quả trứng lớn như đầu người, tỏa ra ánh huỳnh quang. Khổng tước ba màu bay lên trên cao quan sát hai vòng, phát hiện cũng không có nguy hiểm, chỉ là hai nhân loại vô tình ý xâm nhập mà thôi, liền bay trở về, đáp xuống hồ nước cạn tìm kiếm trứng của mình, sau đó đặt mông ngồi xổm giống như khổng tước đại thẩm khí định thần nhàn, bắt đầu ấp trứng. Nhưng mà cổ thật dài của chúng lại nhìn qua một hướng, thập phần chỉnh tề nhìn chằm chằm vào hai nhân loại xâm nhập ở xa xa, vẫn không nhúc nhích, cổ duỗi thẳng, ánh mắt to tròn. Người rốt cuộc là ai? Thả ta ra. Vòng eo nhỏ bé của Thiên Vu thần nữ bị Phong Phi Vân ôm trong tay, thân thể mềm mại không ngừng giãy giụa, thần trượng màu bạc trong tay phát ra hào quang thánh khiết, đánh vào đầu Phong Phi Vân. Sau khi đáp xuống đất, Phong Phi Vân liền thu hồi ẩn tầm xa la, duỗi một tay ngăn cản thần trượng của Thiên Vu thần nữ đánh tới, nhìn nàng thật sâu và không nói gì, đã từng là giai nhân tuyệt sắc trưởng thành, bây giờ biến thành non nót đã mang theo vài phần kỳ ảo. Phong Phi Vân đã từng chỉ là thiếu niên 14 tuổi, hiện tại đã thành thục không ít, gương mặt biến hóa rất lớn, nàng không có nhận ra Phong Phi Vân cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Ngươi nhìn ta làm cái gì? Thiên Vu thần nữ nhíu mày lại, bị Phong Phi Vân nhìn chằm chằm thì nội tâm sợ hãi, nam tử đầy tà khí này không phải người tốt, tu vị lại cao như vậy, hiện tại lại là hoang sơn dã lĩnh, nếu hắn có lòng xấu xa thì phải làm thế nào? Tâm tư của nàng đều ghi trên mặt. Phong Phi Vân chỉ nhìn qua dung nhan xinh đẹp của nàng, đã biết rõ nàng giờ phút này đang suy nghĩ cái gì, lập tức cảm thấy buồn cười. Không cái gì. Phong Phi Vân cười cười, hắn quan sát cảnh vật chung quanh, đây là một hồ nước vô cùng rộng lớn, nước xanh thanh tịnh, trên vách núi xa xa có thác nước chảy xuống, phát ra âm thanh nước chảy róc rách, nước rơi vào mấy cây liễu cổ xưa chung quanh, hơn 1000 cành cây rủ xuống, có mấy con hạc màu trắng đang đậu trên cành. Bên bờ hồ có đàn khổng tước ba màu đang ấp trứng, dưới ánh trời chiều, lông vũ của khổng tước ba màu tỏa ra hào quang lấp lánh, chúng bất động, xếp chỉnh tề cùng một chỗ,
giống như tổ chức thành nhà trẻ vậy. Đây là vùng đất an bình, tịnh thổ như thế này rất khó tìm thấy, còn cách Vu Sư Thánh Địa 8.000 dặm. Đây là bảo địa ẩn thân tuyệt hảo. Tại Cổ Cương Phủ, thế lực Xâm La Điện khổng lồ, cho dù trốn ở đâu cũng không an toàn, chỉ có tăng tu vị của mình cường đại lên mới có thể thắng được quyền chủ động. Hy vọng có thể mau chóng tu luyện ra khối phượng cốt thứ hai. Phong Phi Vân tìm được một khối đá bị nước trùng kích suốt ngàn vạn năm nặng chừng vạn cân, xếp bằng ngồi trên tảng đá, mang linh thú linh hạch ra nắm trong tay, hút linh khí bàng bạc bên trong, tiếp tục tu luyện bất tử phượng hoàng thân. Linh thú linh hạch này tìm được trong long mạch, đào ra trong người linh thú, linh khí bên trong bị hút một nửa, còn lại một nửa, nếu hấp thu toàn bộ có thể luyện ra khối phượng cốt thứ hai. Hiện tại tu sĩ Xâm La Điện khẳng định đang tìm kiếm hắn và Thiên Vu thần nữ. Rất nhanh sẽ tìm tới nơi này, nhất định phải giành giật từng giây tăng thêm một phần thực lực. Thiên Vu thần nữ nhìn qua nam tử đầy tà khí tu luyện ở phương xa, trên người hắn mang theo ánh lửa nhàn nhạt, cơ hồ tất cả tinh khí không ngừng tụ tập vào xương cốt trên đỉnh đầu, đan vào hỏa quang đỏ rực, khối xương này giống như biến thành thần ngọc. Nàng nhẹ tay nhẹ chân, thu liễm toàn bộ khí tức muốn bỏ chạy đi. Nếu ngươi chạy đi, bọn chúng sẽ nhanh chóng bắt được ngươi. Phong Phi Vân con mắt như trước đóng chặt, hai tay nâng linh thú linh hạch. Thiên Vu thần nữ dừng bước lại, nói. Ngươi cũng không phải người tốt lành gì, ta phải về Vu thần Man Thành. Người Xâm La Điện khẳng định đã bố trí thiên la địa võng quanh Vu thần Man Thành, ngươi còn chưa tiến về Man Thành cũng đã bị bọn chúng bắt, ngoan ngoãn lưu ở bên cạnh ta có thể để bảo vệ ngươi. Phong Phi Vân nói ra. Trên mặt Thiên Vu thần nữ mang theo vài phần u sầu. Thập phần do dự, nói. Ta vừa rồi mượn nhờ Vu Bồn quan sát hiện tượng thiên văn, biết rõ Vu thần Man Thành hội tụ thập phương thiên sát, hung hiểm vô cùng, nhưng mà ta không thể không trở về. Nữ nhân ngu xuẩn. Phong Phi Vân nói một câu như vậy liền tiếp tục tu luyện, không cần phải nhiều lời nữa. Thiên Vu thần nữ rất tức giận khi Phong Phi Vân nói câu nữ nhân ngu xuẩn, hừ một tiếng, sau đó thân thể mềm mại bay lên, hào quang trên người phiêu tán xẹt qua mặt hồ. Biến mất tại dãy núi. Nhưng mà nàng nhanh chóng quay trở về, đáp xuống trước mặt Phong Phi Vân, nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, không nói một câu. Tại sao ngươi trở về? Phong Phi Vân vẫn không nhúc nhích nói ra. Thiên Vu thần nữ càng nhìn nam tử trước mặt này càng cảm thấy quen thuộc, nói. Ta chỉ là ở thăm dò ngươi có phải người xấu hay không? Kết quả thế nào? Nàng nói. Nếu như ngươi là người xấu, lúc ta bay đi thì ngươi nhất định sẽ đuổi theo bắt ta trở về, nhưng mà ngươi lại không có làm như vậy. Xem ra ngươi còn thông minh hơn tưởng tượng của ta một chút, không có ngốc đến không hợp thói thường. Thiên Vu thần nữ cắn chặt bờ môi nhỏ nhắn, rất không thích Phong Phi Vân nói nàng đần, nói nàng ngu xuẩn, nói. Ngươi thực có thể bảo vệ ta. Muốn đoạt Thiên Vu thần thụ trong người của ngươi chính là Xâm La Điện, trước mặt thế lực to lớn như Xâm La Điện, trừ phi phát sinh kỳ tích. Bằng không không ai có thể bảo vệ ngươi được. Phong Phi Vân cũng không phải hù dọa nàng, mà là sự thật, cũng chính bởi vì như thế mới bức Phong Phi Vân giành giật từng giây tăng thực lực lên. Tuy Phong Phi Vân thành công mang Thiên Vu thần nữ từ trong tay năm đại hộ pháp trưởng lão Xâm La Điện chạy ra ngoài, nhưng mà đó chỉ mới bắt đầu, từ giờ trở đi, bất cứ bước đi sai lầm nào cũng đủ làm cho hắn lâm vào địa ngục. Mặt trời chiều ngã về tây, màn đêm buông xuống. Một vòng trăng lưỡi liềm đọng trên đám mây xám, bầu trời đêm giống như được nước trong giặt rửa qua, nơi chân trời xa có thể nhìn thấy ánh trăng lập lòe, chúng giống như trang trí cho bầu trời đêm. Thiên Vu thần nữ lựa chọn trầm mặc, lùi qua một bên, vén áo choàng màu bạc thật lên, nàng đi tới bên cạnh hồ nước trong trẻo kia ngồi xuống, dáng người thanh lệ động lòng người, trên mặt đầy tự trách, đều tự trách mình quá đần, tốn hao thời gian mấy năm nhưng không cách nào thức tỉnh Thiên Vu thần thụ. Nếu sớm ngày thức tỉnh lực lượng Thiên Vu thần thụ, có thể sớm một ngày chấm dứt chiến tranh của tất cả đại bộ lạc, chiến tranh sẽ không còn. Nhưng mà nghĩ chuyện này cũng không làm được cái gì. La Ngọc Nhi ngươi căn bản không xứng làm Thiên Vu thần nữ, ngươi chỉ là một nữ tử bán trà ven đường mà thôi, không thể thức tỉnh Thiên Vu thần thụ là do bản thân ngươi, sẽ có người bỏi vì ngươi mà chết. Ngươi chính là một kẻ đồ đần, một ngôi sao tai họa, một đứa xui xẻo. Nàng nghĩ đi nghĩ lại, nước mắt đảo quanh hốc mắt, thập phần ủy khuất, cũng thập phần tự trách, nàng muốn quay về Vu thần Man Thành đi trợ giúp những người cổ cương kia, nhưng lại phát hiện mình ngốc quá, căn bản không giúp được kẻ nào, ngược lại biến thành liên lụy cho người khác.
Phong Phi Vân đã toàn tâm tiến vào trạng thái tu luyện, đã là thời kỳ mấu chốt cô đọng phượng cốt thứ hai, thần thức thu liếm, tuệ cốt trên đầu khắc phù văn phượng hoàng, vận chuyển thiên địa quy tắc lao nhanh vào tuệ cốt, khối xương cốt này càng ngày càng thần dị, trên đầu có ánh lửa lóe lên như lông vũ phượng hoàng. Muốn luyện xương cốt nhân loại thành phượng cốt, đây là một việc thập phần gian nan, không thể cải biến bản chất xương cốt, chỉ có thể cải biến đường vân và bản chất tu luyện đặc thù mà thôi. Dùng bất tử phượng hoàng thân tu luyện phượng cốt chính là phượng cốt chân phượng, so với dùng xương cốt phượng hoàng bình còn nhiều đường vân hơn gấp bội, mỗi khi tu luyện ra một khối phượng hoàng chân phương đều có thể rèn luyện xương cốt, cơ bắp, huyết dịch một lần, tăng thiên phú tu luyện lên thêm một đoạn. Đây là lúc Phong Phi Vân tự mình tu luyện ra khối phượng cốt đầu tiên, cũng không phải dùng phượng cốt gắn vào người, khác đường vân trên phượng cốt càng nhiều thì xương cốt càng giống như thần ngọc. Ồ! Bên ngoài thân thể Phong Phi Vân có từng đạo hỏa diễm xoay tròn chung quanh, sau đó ngưng tụ thành hư ảnh phượng hoàng bao phủ thân thể của hắn vào trong. Giờ phút này nửa hồ nước có ánh lửa hỏa hồng bao phủ, cơ hồ tất cả sinh linh đều bị kinh động, cảm được khí tức vương của Bách Điểu là phượng hoàng. Một ít thân ảnh khổng lồ từ bóng đêm xa xa bay tới, cánh chim khổng lồ lóe lên rồi biến mất trong tầng mây, kinh nghi bất định, xoay quanh bầu trời thật lâu không rời đi. Cũng có một đầu chim màu vàng lớn như núi thò ra khỏi mây, ánh mắt sáng ngời như nhật nguyệt, chiếu sáng phạm vi mấy trăm dặm, sau đó lại lui về hư không, thu vào trong tầng mây. Chỉ là một đám khí tức phượng hoàng liền kinh động linh giác của một ít linh thú vương giả trong phạm vi mấy vạn dặm nhìn sang hướng này. Cách đó mấy vạn dặm, mười vạn dặm núi sông, một nữ tử mang theo tiên vận ôm một con chó thuần trắng đứng trong cổ lâm nguyên thủy, chung có linh thú quái vật khổng lồ bao quanh nàng. Nàng cũng cảm giác được một tia khí tức phượng hoàng, ánh mắt đầy gợn sóng nhìn ra xa xa, tự lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ là yêu tộc có nửa yêu huyết chính là phượng hoàng huyết mạch phượng hoàng cao quý nhất? Đám tu sĩ Xâm La Điện truy tìm Phong Phi Vân đều dừng lại, phát giác được dị tượng chim thú sao động. Vùng núi biến thành không yên tĩnh, phát ra từng tiếng kêu to, chim trên trời bay vòng bất an. Chẳng lẽ trong nơi này có linh thú vương giả đi ra ngoài hay sao? Một tu sĩ tà đạo mặc trường bào Xâm La Điện ánh mắt kinh nghi bất định, có thể làm cho nhiều chim bay cá nhảy cuống lên như thế này, cũng chỉ có linh thú vương giả thường lui tới mới tạo ra ảnh hưởng lớn như vậy. Bên ngoài vùng núi này có vài con linh thú vương giả, đều là linh thú bá chủ tu luyện ngoài 2.000 năm. Bình thường rất ít rời khỏi xào huyệt, một khi rời khỏi xào huyệt thì sẽ có cảnh tượng vạn thú nghênh đón. Một tu sĩ tà đạo hậm hạc nói. Tạm thời không nên tìm kiếm quá sâu trong sơn mạch này, quá hung hiểm, chờ tới khi chim bay cá nhảy này dẹp loạn thì chúng ta lại vào. Ta cũng nghĩ thế. Tu sĩ tà đạo áo đen nhìn thấy trên bầu trời có móng vuốt cực lớn quét qua, chỉ một cái chảo chim đã dài tới 30 thước, thanh lân rậm rạp. Thập phần dọa người, tuyệt đối là hung cầm vô cùng cường đại. Ngay cả hung cầm khủng bố như thế cũng bị kinh động, xem ra địa vực này thật không nên tiến vào, Phong Phi Vân đoán chừng cũng không trốn vào nơi hung hiểm như thế đâu. Hai tên tu sĩ áo bào Xâm La Điện nhanh chóng rời đi, rời khỏi khu vực này. Thân thể Phong Phi Vân bị một đám hỏa diễm bao phủ, hình dáng hỏa diễm chính là Phượng Hoàng Thần Hỏa, hào quang cực thịnh, chiếu sáng một góc trời. Khối xương cốt trên đỉnh đầu của hắn lóe sáng như thần đăng, đường vân rậm rạp đan xen vào nhau. Thiên Vu thần nữ nhìn qua từ xa xa, hơi cảm thấy tò mò, cũng có chút kinh dị, nam tử này rốt cuộc tu luyện công pháp cấp bậc gì, không ngờ dẫn tới nhiều dị tượng khổng lồ như thế, kinh động những dị thú cường đại nhất trong phạm vi 10 vạn dặm, chúng không ngừng lao tới đây, vây quanh bờ hồ. Thiên Vu thần nữ đứng lên nhưng không dám bước đi, chung quanh có rất nhiều dị thú hung mãnh nhìn qua nơi này. Làm cho nội tâm của nàng bỡ ngỡ, trên đỉnh đầu có một bóng lớn to như núi cao, nó vẫn xoay quanh và không rời đi, thỉnh thoảng còn kêu lên như lôi minh. Hắn rốt cuộc là ai, khí tức trên người hắn càng ngày càng cường đại làm cho người ta sợ hãi, hắn nói hắn có thể bảo hộ to, nói không nhất định. Hắn thực có bản lĩnh đó. Cho dù như thế nào thì nàng cũng không cách nào liên hệ nam tử tà khí trước mặt này chính là Phong thiếu gia làm việc ác bất tận năm xưa. Mấy năm qua nàng vẫn ở Thiên Vu thần điện, rất ít quan tâm chuyện ngoài cổ cương phủ, cũng không thiếu gia hư hỏng suýt nữ ngủ với nàng đã là thần vương danh chấn thiên hạ. Nàng muốn suy tính lai lịch nam nhân trước mặt này, nhưng mà nàng vừa suy tính ra một tia thiên đạo thì có lực lượng khác cắt đứt, ngón tay bắn ra. Đây là người không thể bị suy tính, không thể tính ra lai lịch của hắn, không tính ra tên hắn,
trên người hắn có lực lượng thiên đạo đầy đủ cường đại che chở cho hắn. Trong lòng nàng càng hiếu kỳ, đôi mắt to sáng ngời nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, thỉnh thoảng nhíu mày suy nghĩ một chút. Giờ phút này nàng quên đi tất cả phiền não trong lòng của mình, cảm thụ lực lượng lửa nóng trong người Phong Phi Vân truyền ra, làm cho thần thụ của nàng có thể sinh trưởng một chút, phiến lá óng ánh chậm rãi mở ra, chậm rãi hấp thu nhiệt độ trong không khí. Thiên Vu thần thụ không ngờ được hào quang phượng hoàng bao phủ đã sinh trưởng một chút. Mặc dù chỉ là phát triển cực nhỏ, cách thức tỉnh chính thức cần thời gian rất dài, nhưng mà nội tâm của nàng vui vẻ khó hiểu, vội vàng ngồi xuống, dựa theo sư phụ dạy vu kinh mà tu luyện, khống chế Thiên Vu thần thụ chậm rãi hấp thu hào quang trong người Phong Phi Vân tỏa ra ngoài. Phiến lá Thiên Vu thần thụ quả nhiên hấp thu những hào quang và nhiệt độ này. Vì hấp thu nhiều hào quang và nhiệt độ hơn nữa, nàng chậm rãi tới gần Phong Phi Vân. Cũng không biết trôi qua bao lâu, linh thú linh hạch trong tay Phong Phi Vân đã tiến vào trong cơ thể, vọt tới tuệ cốt trên đỉnh đầu, xương cốt trở nên càng thêm sáng chói, bên trên có 10 vạn đường vân phượng hoàng bao phủ, cả thân thể không ngừng phát ra âm thanh đùng đùng. Hắn giống như đang ở trong bếp lò vậy. Oanh! Trong người Phong Phi Vân có khí tức cường hoành tỏa ra ngoài, Thiên Vu thần nữ cách hắn thật gần bay ra ngoài, bay chừng trăm dặm. Bởi vì lực lượng nhu hòa cho nên nàng không có bị thương. Ngay sau đó linh khí thiên địa chung quanh không ngừng rót vào tuệ cốt trên đỉnh đầu Phong Phi, lại lưu chuyển từ tuệ cốt tới các nơi toàn thân Phong Phi Vân, tràn ngập thân hình của hắn, tinh lọc chọc khí trong người. Khí tức này chậm rãi thu hồi lại, cuối cùng hoàn toàn lui về trong người Phong Phi Vân. Phong Phi Vân trở nên bình thản không có gì lạ, hắn vẫn ngồi trên tảng đá, thật lâu sau hắn chậm rãi mở mắt ra. Con mắt thập phần sáng ngời giống như hai viên hàn tinh, nói. Khối phượng cột thứ hai đã cô đọng thành công. Phong Phi Vân không coi ai ra gì đứng lên, hai tay đặt ở vị trí đan điền, hơn 10 linh khí màu tím trong tử phủ nội cung lao ra và hóa rồng, mỗi con dài hơn 3 mét, đây là đại biểu tu vị Phong Phi Vân đạt tới độ cao mới. Thiên mệnh ngũ trọng đỉnh phong, kém một chút là đột phá thiên mệnh lục trọng. Phong Phi Vân cảm thấy đáng tiếc. Khối phượng cốt thứ hai vừa rồi hấp thu linh khí không chỉ rèn luyện xương cốt, không chỉ có rèn luyện thân thể mà còn gia tăng tu vị. Nếu như hấp thu nhiều hơn một tia linh khí, Phong Phi Vân hiện tại đã đột phá thiên mệnh lục trọng, nhưng mà cuối cùng vẫn còn kém một tia. Tất cả đều là thiên ý, không cần cưỡng cầu, dù sao cũng đã đạt tới thiên mệnh ngũ trọng đỉnh phong, cách lục trọng chỉ còn một bước, bất luận biến hóa nhỏ gì cũng có thể làm hắn đột phá cảnh giới, chính thức bước vào nửa bước cự phách. Luyện thể cùng đan điền, một tu luyện là thân thể, một tu luyện là cảnh giới, đại biểu hia phương pháp tu luyện khác nhau. Tu sĩ nhân loại chủ lưu là đan điền, mà yêu cùng thú tu luyện chủ lưu là luyện thể. Tu tiên giới thần tấn vương triều gọi là cảnh giới, linh dẫn, tiên căn, thần cơ, thiên mệnh, niết bàn. Những cảnh giới này đều phán định lực lượng cao thấp của đan điền tu sĩ biến hóa thế nào, hoàn toàn không có quan hệ tới thân thể chút nào cả. Mà người luyện thể cũng có phân biệt lực lượng, ví dụ như có thể dùng thân thể đánh ra một vạn cân lực lượng được xưng là một đầu kỳ ngưu lực lượng, cũng chính là một ngưu chi lực. Hai vạn cân lực lượng là hai ngưu chi lực. Bốn vạn cân lực lượng là ba ngưu chi lực. Tám vạn cân lực lượng là bốn ngưu chi lực. Dùng nó mà suy tính, điệp ra gấp đôi là một rãnh trời. Mười ngưu chi lực bằng một hổ chi lực. Trên một hổ chi lực chỉ là long hổ, lực lượng có thể cõng tòa núi cao. Phong Phi Vân hiện tại sử dụng lực lượng thân thể có thể đánh ra 9 hổ chi lực, một trưởng oanh ra có bóng dáng 9 đầu long hổ, một trưởng có thể đánh nát một tòa thành nhỏ. Phong Phi Vân chỉ dựa vào lực lượng thân thể cũng đã có thể chống lại cự phách sơ kỳ, mặc dù cự phách sơ kỳ sử dụng linh khí nhất phẩm, bộc phát ra lực lượng cảnh giới 8 lần, Phong Phi Vân cũng có thắng khả năng. Nếu là tu sĩ cự phách sơ kỳ không có linh khí, cũng không có bí thuật thần thông gia tăng lực công kích. Phong Phi Vân có thể vững vàng đánh bại hắn, thậm chí đánh chết. Đương nhiên tựu Phong Phi Vân hiện tại đã là thiên mệnh ngũ trọng đỉnh phong cảnh giới, còn kém cự phách không nhỏ, bởi vì thân thể của hắn vô cùng cường đại mới có thể lực áp cự phách sơ kỳ, đây là hai chủng tu luyện khác nhau, đạt được thành quả còn vượt xa người khác. Hai chủng tu luyện kỳ thật là hỗ trợ lẫn nhau, tăng cảnh giới lên, có thể trong vô chi vô giác rèn luyện thân thể, mà ta tu luyện ra khối phượng cốt thứ hai. Cũng làm cho cảnh giới tăng lên một mảng lớn. Hai chủng tu luyện có lẽ chẳng phân biệt chủ lưu cùng thứ yếu mới có thể đạt tới hiệu quả tốt nhất. Tu sĩ chỉ tu luyện đan điền, thân thể cũng sẽ biết từ từ trở nên cường đại,
giống như thiên mệnh thất trọng cự phách có thể đánh ra 7 hổ chi lực. Mà Phong Phi Vân chỉ tu luyện bất tử Phượng Hoàng thân là công pháp luyện thể, hắn vẫn mở đan điền như trước, đạt tới thiên mệnh ngũ trọng đỉnh phong. Trong lòng Phong Phi Vân hơi hiểu ra, tìm một bản bí tịch thần điền tu luyện đan điền có thể làm thân thể và đan điền tương xứng, khí thể cùng tu, như vậy có lẽ sẽ có giúp ích cho bất tử Phượng Hoàng thân. Phong Phi Vân vẫn cảm thấy tu luyện bất tử Phượng Hoàng thân cũng đã là chính xác nhất, tu luyện tốt nhất, nhưng mà hiện tại hắn có tư tưởng mới. Hắn muốn khí thể cùng tu. Trong kho trí nhớ của Phong Phi Vân có vô số điển tịch tu luyện, nhưng mà tuyệt đại đa số đều là phương pháp tu hành của yêu tộc, đương nhiên cũng có một ít công pháp tu luyện đan diền, nhưng mà những công pháp này cũng không phải cao cấp nhất, dù sao Phượng Hoàng yêu tộc cũng không tu luyện đan điền, cho nên thu thập điển tịch tu đan điền rất ít. Phong Phi Vân cũng không có tùy tiện lấy một quyển ra tu luyện, hắn xem ra muốn tu luyện đan điền, cũng nên chọn công pháp xứng đôi với bất tử Phượng Hoàng thân, bằng không thì không bằng không tu luyện. Mạc Phủ Tầm Bảo Lục Bác Đại Tinh Thâm, chính là thánh điển không thua bất tử Phượng Hoàng thân, đạo điển, Kim Tàm Kinh cùng nổi danh với Mạc Phủ Tầm Bảo Lục, tuyệt đối là công pháp tu hành kinh thế của nhân loại, nếu có tu luyện hai chủng công pháp này, có lẽ cảnh giới của ta sẽ tăng lên vô cùng nhanh chóng. Tuy trong tay Phong Phi Vân nắm giữ một phần Mộ Phủ Tầm Bảo Lục Bát Thuật Quyển, nhưng mà chính là thần thông bí thuật, cũng không phải công pháp tu luyện. Hắn cũng không biết trong thần tấn vương triều nho nhỏ tại sao lại có Mạc Phủ Tầm Bảo Lục, đạo điển, Kim Tàm Kinh cấp bậc thánh điển, nhưng mà thần tấn vương triều đúng là có rất nhiều bí mật, sẽ không biểu hiện đơn giản như mặt ngoài, nói không chừng nhất định trong hàng tỷ quốc gia nhân loại đã sắm vai cực kỳ trọng yếu, chỉ là người bình thường không biết mà thôi. Thần tấn vương triều có rất nhiều địa phương cổ quái, ví dụ như vị trí Phong Phi Vân trọng sinh, Thủy Nguyệt Đình cũng sinh ra trên vùng đất này, nữ ma sau khi vẫn lạc cũng trọng sinh ở đây, lại tiếp tục bước vào con đường thiên đạo, còn có mẫu thân Phong Phi Vân chính là cường giả yêu tộc tuyệt đỉnh, vì sao lại xuất hiện tại thần tấn vương triều, còn kết hợp với phụ thân của hắn. Còn có rất nhiều nơi không thể tưởng tượng nổi, trong Vũ Hóa Mộ Viên có địa cấp truyền tống trận đài, trong Vạn Tượng Tháp có mãnh thánh linh vô lượng tháp vỡ vụn. Trong 8 di tích cổ xưa của thần tấn vương triều có phải có nhiều bí mật hay không? Phong Phi Vân cảm thấy thần tấn vương triều là một nơi không tầm thường. Phong Phi Vân ngưng tụ ra khối phượng cốt thứ hai, khí tức phượng hoàng nhàn nhạt kia cũng biến mất, trên bầu trời hư ảnh dị thú khổng lồ cũng mất đi, ánh mắt những dị thú ven hồ cũng đầy nghi hoặc khó hiểu, cuối cùng vẫn rời khỏi đây. Vùng đất này bởi vì khí tức phượng hoàng xuất hiện mà rung động, lại bởi vì khí tức Phượng Hoàng biến mất mà an tĩnh lại, nhưng mà vẫn có một ít thần thức cường đại đảo qua người Phong Phi Vân, cường hoành đến cực điểm, không phải thần thức nhân loại. Khu vực khôi phục lại bình tĩnh, đám khổng tước ba màu trở lại ven hồ, sau đó, vội vàng ngậm trứng của mình bay đi, nơi này đã biến thành nơi thị phi, chúng không dám ở đây nữa. Bên hồ có tiếng ếch xanh, đom đóm bay ra khỏi cỏ nước, chúng lập lòe giống như sao trời. Chỉ có Thiên Vu thần nữ vẫn ở đây, không có rời đi. Ánh mắt Phong Phi Vân nhìn ra xa xa, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, nói. Người bây giờ có ý định đi theo ta hay là tự đi về Vu thần Man Thành? Ta đi với ngươi. Nếu là trước kia có lẽ nàng sẽ do dự, nhưng mà hiện tại nam tử trước mắt có thể thúc đẩy Thiên Vu thần thụ sinh trưởng thì nàng không có chút do dự gì cả. Phong Phi Vân gật gật đầu, quyết định hiện tại rời khỏi đây. Động tĩnh lớn như thế chắc chắn sẽ hấp dẫn tu sĩ tà đạo Xâm La Điện tới đây, vừa rồi bọn chúng còn lo lắng những dị thú này, nhưng mà đám dị thú sau khi rời đi thì bọn chúng cũng sẽ tới đây. Phong Phi Vân cùng Thiên Vu thần nữ nhanh chóng rời khỏi khu vực hồ lớn này, trên bầu trời xuất hiện một đạo thiểm điện, có bóng người mặc trường bào màu đen bay xuống, người này giống như u lĩnh lao tới mặt hồ, giọng nói giả nua, cười lạnh, nói. Phong Phi Vân, người đi không được. Tới thật nhanh. Ngay sau đó lại có 7-8 bóng người xuất hiện trong gió phong tỏa cả bầu trời này lại. Lúc hộ pháp trưởng lão 51 quát 3 chữ Phong Phi Vân thì sắc mặt Thiên Vu thần nữ biến hóa, trở nên cổ quái, cũng có chút kinh dị, vội vàng nhìn qua Phong Phi Vân, cẩn dò xét thì ánh mắt xoay tròn, càng nhìn càng cảm thấy giống. Khó trách, lại cảm thấy quen thuộc, không, không, hẳn không phải là Phong thiếu gia đi ra ngoài nhất định sẽ mang theo hai tên cẩu nô tài. Hơn nữa Phong thiếu gia cũng không lợi hại như vậy, nhưng mà hắn nếu thật sự là Phong thiếu gia thì làm sao bây giờ? Chẳng lẽ Phong thiếu gia còn muốn tai họa ta sao? Tâm hồn thiếu nữ của Thiên Vu thần nữ nhảy loạn, gấp muốn khóc lên,
nàng đối với Phong thiếu gia có sợ hãi từ bản năng, thật giống như con chuột gặp được mèo, con thỏ gặp được diều hâu. Phong Phi Vân tự nhiên không biết nàng giờ phút này suy nghĩ cái gì, chỉ nhìn chằm chằm vào lão giả áo đen đứng giữa hồ, cười nói. Ha ha, thì ra là hộ pháp trưởng lão 51, đuổi theo thật là nhanh nha. Hộ pháp trưởng lão 51 hừ lạnh một tiếng, nói. Nếu không đuổi theo nhanh một chút, chẳng phải lại để ngươi đào thoát sao, Phong Phi Vân, ngươi buông tha đi. Dưới thiên la địa võng của Xâm La Điện chúng ta, ngươi không cách nào thắng nổi đâu. Phong Phi Vân biết rõ hộ pháp trưởng lão 51 đang kéo dài thời gian, hắn khẳng định đã âm thầm thông chi các hộ pháp trưởng lão khác rồi, hiện tại nhất định có vô số cao thủ đang chạy tới nơi đây. Lập tức phá vòng vây, giết ra ngoài. Phong Phi Vân gọi thiên tủy binh đảm ra, thân thể hóa thành một đạo lưu quang bay lên trên hư không, lập tức có ba tên tu sĩ áo đen bị chém giết tại chỗ, đều là tu sĩ thiên mệnh tứ trọng, toàn bộ bị chém thành hai đoạn, chết vô thanh vô tức. Trong nháy mắt đã có ba người đã chết, phong tỏa hư không nhanh chóng bị đánh phá, tu sĩ Xâm La Điện bị hù sợ, Phong Phi Vân cũng thật đáng sợ, tu sĩ thiên mệnh tứ trọng trước mặt hắn như con sâu cái kiến, nói giết liền giết, hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Tốc độ Phong Phi Vân đúng là vô cùng nhanh chóng, hộ pháp trưởng lão 51 cũng không nhìn thấy tốc độ của hắn. Tu vị kẻ này đã mạnh hơn trước rồi. Đi! Phong Phi Vân bắt lấy cánh tay thiên vu thần nữ, nhấc nàng lên và nhanh chóng rời khỏi nơi này. Phong Phi Vân, lưu lại cho ta. Hộ pháp trưởng lão 51 con mắt rét lạnh, hắn vẫn nhìn Phong Phi Vân mà cảm thấy khó chịu, cảm thấy tà hoàng mời chào Phong Phi Vân chính là nuôi hổ gây họa, còn không bằng trực tiếp chém giết hắn cho xong. Phong Phi Vân giết tu sĩ Xâm La Điện thật sự quá nhiều, hơn nữa phần lớn tu vị đều không kém, mỗi người đều hao tổn rất nhiều tài nguyên mới bồi dưỡng ra được. Hắn quyết định phải hảo hảo giáo huấn Phong Phi Vân một phen. Oanh! Hộ pháp trưởng lão 51 đánh ra một đạo kinh đào trưởng, phát huy ra lực công kích vượt qua tu vi 6 lần, trưởng ấn cực lớn đánh vào đỉnh đầu Phong Phi Vân. Phong Phi Vân đột nhiên dừng bước lại, trong mắt mang theo vài phần lạnh lẽo, cũng đánh ra một trưởng, trực tiếp đánh ra 9 bóng dáng long hổ khổng lồ, lực lượng vô cùng hung mãnh, lập tức đánh vỡ kinh đào trưởng, tiến thẳng về phía hộ pháp trưởng lão 51. Cái gì? Chín hổ chi lực. Hộ pháp trưởng lão 51 khiếp ánh mắt mở to ra, hắn cũng đã có tu vị cự phách sơ kỳ nhưng chỉ đánh ra 7 hổ chi lực, nhưng mà Phong Phi Vân mới thiên mệnh ngũ trọng mà thôi, rõ ràng đánh ra 9 hổ chi lực, làm sao không khiến hắn kinh ngạc cơ chứ? Cho dù là yêu nghiệt cũng không có khả năng mạnh như thế. Hắn lại không biết Phong Phi Vân chủ tu chính là luyện thể, đi lộ tuyến hoàn toàn khác hẳn với hắn. Oanh! Hộ pháp trưởng lão 51 vận dụng cánh buồm đen cao chừng 2 trượng, phía trên có ánh sao, hào quang chói mắt bắn thẳng ra ngoài. Đây là một kiện nhất phẩm linh khí, tên là tinh thần phàm, có thể bộc phát siêu một kích mạnh gấp 8 lần tu vị. Lực lượng tinh thần phàm cuối cùng cũng ngăn cản được 9 hổ chi lực, nhưng mà hộ pháp trưởng lão 51 bị đánh bay ra ngoài, đụng vào khu vực núi cao, hai tay máu chảy đầm địa, miệng thổ huyết. Hộ pháp trưởng lão 51 vốn cho rằng Phong Phi Vân cho dù cường đại cũng chỉ xưng hùng thế hệ trẻ mà thôi, dùng tu vị cự phách sơ kỳ của hắn có thể trấn áp, nhưng mà một chiêu đã bị Phong Phi Vân đánh thành trọng thương, trong mắt rung động đã tột đỉnh, nói. Sử dụng linh khí phát huy ra chiến lực gấp 8 lần tu vị cũng bị hắn đánh tan, lực lượng hung hãn như thế, chẳng lẽ là thần thú chuyển thế sao? Phong Phi Vân có thể dễ dàng đánh hộ pháp trưởng lão 51 trọng thương. Mấu chốt là bởi vì hắn quá khinh địch, bị Phong Phi Vân đánh một trở tay không kịp, nếu như hắn nhìn thẳng vào Phong Phi Vân, cho dù bại cũng không có thảm như thế. Giết người cho tuyệt, diệt cỏ diệt tận gốc. Nếu hộ pháp trưởng lão 51 đã trọng thương, Phong Phi Vân liền ý định đánh chết hắn, miễn bị hắn dây dưa với mình mãi. Lớn mật, Phong Phi Vân ngươi còn dám đánh chết một hộ pháp trưởng lão sao? Một tu sĩ áo bào đen bay tới sau lưng Phong Phi Vân đánh ra một đạo thần thuật, ngưng tụ ra một hỏa cầu đường kính 5 mét, hỏa cầu giống như mặt trời nhỏ nện xuống, mang theo lực phá hoại khủng bố. Phong Phi Vân trở tay đánh ra một chưởng, hư không run rẩy, khí kình như nước cuộn trào đánh thẳng qua, chấn vỡ hỏa cầu, đánh thân thể tên tu sĩ tà đạo phía sau thành 5 khối, hóa thành mảnh vỡ rơi xuống đất. Quá hung hãn, giết người vô tình, làm cho người ta kinh hồn táng đảm. Ba tu sĩ tà đạo còn lại bị hù sợ, trong lòng bỡ ngỡ, lập tức bỏ chạy thục mạng,
nhưng lại bị Phong Phi Vân điểm ra ba chỉ, cách hơn 10 dặm đánh chết bọn chúng. Cho dù ngươi giết ta cũng tuyệt đối không thắng được thiếu chủ đã tới Cổ Cương Phủ. Hộ Pháp trưởng lão 51 cắn chặt hàm răng, một ngày trước Phong Phi Vân còn nhỏ yếu hơn hắn nhiều, một ngày sau đó Phong Phi Vân có thể đánh bại hắn. Nếu nhìn từ tuổi mà nhìn, Phong Phi Vân chính là tu sĩ trẻ tuổi có tu vị nửa bước cự phách, nhưng hắn mới 20 tuổi thôi. Tuổi như vậy có thể đánh bại cự phách, nói ra đều không có người tin tưởng, thiên tư như thế cũng chỉ có Tà Hoàng thiếu chủ mới có thể sánh vai với hắn, bởi vì Tà Hoàng thiếu chủ thời điểm 20 tuổi đã có thể đánh bại cự phách. Đại chiến kết thúc rất nhanh, hộ pháp trưởng lão 51 lúc sắp chết đánh ra các loại bí thuật thần thông, nhưng mà cuối cùng vẫn khó tránh khỏi cái chết, bị Phong Phi Vân đóng đinh trong một vách đá, trên người huyết dịch cự phách chảy ra ngoài, không ngừng thiêu đốt hừng hực, muốn hỏa táng cả ngọn núi. Còn kiện linh khí tinh thần phàm cũng bị thiên tủy binh đảm hút hồn binh và tinh khí biến thành rẻ rách xác rưởi. Chỉ trong một phút có 9 người chết ở đây, trong đó còn có một vị cự phách, thiên vu thần nữ nhìn thấy đã sợ run. Một kích cuối cùng hộ pháp trưởng lão 51 đánh ra gấp 10 lần chiến lực, làm cho Phong Phi Vân bị thương nhẹ, ống tay áo bên trái có huyết dịch chảy ra, nhuộm đỏ cả ngón tay, rơi xuống mặt đất. Ngươi không sao chớ? Thiên vu thần nữ nói. Phong Phi Vân cười cười, bị thương đã thành chuyện thường ngày, loại vết thương nhỏ này hắn không đặt trong lòng, nói. Đi, rời khỏi nơi này, cường giả Xâm La Điện sẽ lập tức chạy tới đây. Chúng ta, muốn đi đâu? Phong Phi Vân suy nghĩ lại, sau đó nói. Cường giả Xâm La Điện thật sự quá nhiều, muốn tìm ra con đường thắng lợi trong tay bọn chúng nhất định phải mượn nhờ ngoại lực, cầu thắng trong nguy hiểm. Hắn lại nói. Đi Đồng Lô Sơn. Phong Phi Vân đã quyết định hảo hảo đọ sức với Tà Hoàng thiếu chủ một phen. Cũng không lâu lắm ba hộ pháp trưởng lão Xâm La Điện bay tới từ ba hướng khác nhau, khí tức mỗi người cường đại tới cực điểm, làm cho hung thú ác điểu trong vùng núi này phải ở ẩn. Ba hộ pháp trưởng lão nhìn thấy cảnh trước mặt thì khiếp sợ, nơi này cách đây chưa lâu phát sinh đại chiến kinh thiên động địa, ba ngọn núi lớn bị cắt đứt, nước hồ không ngừng chảy vào trong hố, khói bụi cuồn cuộn, huyết khí xông vào mũi. Trong không khí còn có khí tức khắc nghiệt. Cơ hồ tất cả tu sĩ Xâm La Điện đều chết, ngay cả hộ pháp trưởng lão 51 cũng bị đóng đinh trên vách núi, trên người còn có hỏa diễm thiêu đốt. Hộ pháp trưởng lão 51 phát tin tức ra cách đây mới qua một phút thôi. Đây là Phong Phi Vân một người gây nên. Hộ pháp trưởng lão 19 Thác Bạt Hoành đỏ mắt nói ra. Tuy chuyện này rất khó làm cho người ta tiếp nhận, nhưng mà hai hộ pháp trưởng lão khác vẫn gật đầu. Nhất định phải tính toán thực lực Phong Phi Vân lần nữa, nghe nói triều đình đã phái mấy cường giả tuyệt đỉnh đi Cổ Cương Phủ, xem ra ván cờ giữa thần vương và thiếu chủ đã thăng thành giao phong giữa triều đình và Xâm La Điện. Xâm La Điện cùng triều đình tất có một trận chiến, ai có thể thủ thắng trong trận chiến lần này, kẻ đó sẽ có khí thế áp đảo đối phương, tấn đế khẳng định cũng ý thức được điểm này. Ba hộ pháp trưởng lão nhanh chóng rút đi, muốn mang tình huống nơi này báo lên trên. Chiến lực của Phong Phi Vân đã tăng lên tới cự phách, tin tức này nếu truyền đi sẽ làm cho rất nhiều người cảm thấy lo lắng, ngủ không được yên. Cổ Cương Phủ nằm ở biên giới Thập Vạn Sơn Hà, đi vào sâu xa hơn chỉ mới là bên ngoài Thập Vạn Sơn Hà, bên ngoài Thập Vạn Sơn Hà có diện tích 10 vạn dặm, biên giới bao la, còn lớn hơn cả Cổ Cương Phủ. Tuy chỉ là bên ngoài Thập Vạn Sơn Hà nhưng nó vô cùng hung hiểm, có mấy linh thú vương giả chiếm cứ, linh thú vương giả đều tu luyện ngoài 2.000 năm. Chiến lực có thể so với chân nhân, trừ linh thú vương giả còn có rất nhiều hung thú bá chủ, hung uy hiển hách. Bên ngoài Thập Vạn Sơn Hà cũng là cấm địa với nhân loại, có rất ít bộ lạc cổ cương dám xâm nhập vào trong. Đồng Lô Sơn nằm ở bên ngoài Thập Vạn Sơn Hà. Quách Đại Hải là cường giả cự phách trung kỳ, từng trước đi tìm Đồng Lô Sơn, nhưng mà chưa đi được 1/10 bên ngoài Thập Vạn Sơn Hà suýt nữa chết đi, vô cùng nguy hiểm trốn được trở về. Bởi vậy có thể thấy được bên ngoài Thập Vạn Sơn Hà hung hiểm ra sao. Sở dĩ Phong Phi Vân đi về Đồng Lô Sơn cũng là có hai mục đích. Thứ nhất, Xâm La Điện đang thế lớn, chỉ có mượn nhờ vùng khỉ ho cỏ gáy như Thập Vạn Sơn Hà mới có thể ngăn cản bước chân của bọn chúng, làm bọn chúng ăn thiệt thòi lớn. Thứ hai, Phong Phi Vân cũng muốn biết về bát đại di tích cổ xưa Đồng Lô Sơn, cũng muốn biết bên trong có thần tàng yêu tộc hay không. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Nếu như có thể phát hiện ra vài món thiên tài địa bao, có lẽ có thể trợ chính mình đột phá tới cảnh giới rất cao. Giết một đám tu sĩ Xâm La Điện xong, Phong Phi Vân liền một đường đi vội,
thời điểm đi ngang qua một ít bộ lạc cổ cương nhỏ, cố ý hiển lộ dấu vết cho người cổ cương nhìn thấy. Tại cổ cương phủ rất nhiều bộ lạc có người của Xâm La Điện, sau khi nhìn thấy dấu vết Phong Phi Vân lưu lại thì nhanh chóng báo lên trên. Phong Phi Vân muốn chính là mục đích này, chính là muốn làm cho cường giả Xâm La Điện biết rõ mình đi vào trong Thập Vạn Sơn Hà, xem bọn chúng có dám đuổi theo hay không. Nếu như bọn chúng dám đuổi theo thì Phong Phi Vân muốn lợi dụng vô số dị thú trong Thập Vạn Sơn Hà làm bọn chúng trọng thương, nếu như bọn chúng không dám theo vào, Tà Hoàng thiếu chủ chỉ sợ gánh không nổi thanh danh này. Hôm nay cả Thần Tấn Vương triều cũng biết Xâm La Điện Tà Hoàng thiếu chủ đánh cờ với Thần Vương tại Cổ Cương phủ, nếu như Phong Phi Vân dám xông vào Thập Vạn Sơn Hà mà Tà Hoàng thiếu chủ không dám, như vậy hắn còn không phải bị người trong thiên hạ chê cười hay sao? Đây là một hồi đánh cờ vạn chúng chú mục. Mỗi ngày đều có tin tức truyền vào thần đô và tất cả các phủ. Tà Hoàng thiếu chủ đại biểu Xâm La Điện, Phong Phi Vân đại biểu triều đình, nhưng mà cổ cương phủ chính là sân nhà của Tà Hoàng thiếu chủ, chỉ sợ Phong Phi Vân thất nhanh thôi. Trong đại điện một gia tộc cổ xưa trong thần đô, có mấy vị lão giả mặc tử kim hoa bào đang thảo luận, thu được tin tức truyền về từ cổ cương phủ. Cái gì, Phong Phi Vân trọng thương Vu sư lão tổ cổ lực đạt, đánh chết Xâm La Điện hộ pháp trưởng lão 51. Nói như vậy thực lực của Phong Phi Vân đã tiến vào hàng ngũ cự phách, mới 20 tuổi đầu thôi, thiên tư tuyệt diễm, chấn nhiếp cổ kim, đám người Bắc Minh phá thiên cùng Đông Phương Kính Thủy sợ là vừa bế tử quan rồi, sẽ không trơ mắt nhìn Phong Phi Vân ném mình ra sau đâu. Trong một tiên giáo cổ xưa của địa tử phủ cũng có âm thanh già nua truyền ra, một cô gái xinh đẹp đầy tiên vận báo cáo tin tức. Trời ơi, Phong Phi Vân đi bên ngoài Thập Vạn Sơn Hà, hắn điên không vậy, hắn muốn làm gì? Tất chữ suốt ngồi trong tử lâu một cổ thành ở Vân Thiên Phủ, thích ý uống một vò quỳnh tương ngàn năm lấy từ trong nạp lan sơn trang ra, đột nhiên nghe được Thuyết Thư Tiên Sinh kể chuyện, vì vậy hất tóc lên đứng dậy. Thuyết Thư Tiên Sinh bị Tất chữ suốt vỗ bàn làm giật mình, tay run lên, nước trà trong tay vẫy mạnh làm ướt quần, chậm rãi lau khô nước trà, bình tĩnh nói ra. Nghe nói là dọc theo con đường cổ xưa, đang tìm kiếm đồng lô sơn trong truyền thuyết. Không vội, không vội. Ngươi nói câu trước là gì, Phong Phi Vân cướp đi thiên vu thần nữ trong tay năm đại hộ pháp của Xâm La Điện. Tất chữ suốt uống hơi say. Đúng vậy. Cầm thú a hát. Tất chữ suốt dậm chân. Đúng lúc này bên dưới tử lâu có tiếng ầm ĩ vang lên, một nam tử trung niên lãnh ngạo mang theo một đám hộ vệ mặc linh giáp đi vào trong tử lâu, trong đó một hộ vệ chỉ vào Tất chữ suốt nói. Lục Phiệt chủ. Chính là hắn tối hôm qua lẻn vào trong nạp lan sơn cướp sạch linh dược và quỳnh tương trong bảo khố đấy. Tất chữ suốt nhìn thấy đám người kia thì thu hồi nửa vò quỳnh tương trên bàn lại gánh trên lưng, trực tiếp nhảy ra khỏi cửa sổ cướp đường bỏ chạy, trên cửa sổ còn móc lại chiếc giày, hiển nhiên chạy vội quá nên bỏ lại. Đuổi theo cho ta, đây là một tên đạo tặc, nghe nói có mấy đại gia tộc trong Vân Thiên Phủ bị trộm, trong đó phần mộ tổ tiên một gia tộc bị đào rỗng. Ngay cả băng ti linh y trên người lão tổ tông cũng bị cướp đi, hiện tại nằm trong quan tài trơn bóng không mảnh vải che thân, bắt được hắn thì phải làm thịt hắn ngay, tên này tay chân không sạch sẽ. Cường giả nạp lan phiền đuổi theo, tức giận quát lớn. Trải qua hai ngày đi vội, xuyên qua cả cổ cương phủ, đi tới bên ngoài Thập Vạn Sơn Hà, trên đường đi thiên vu thần nữ không nói lời nào, giống như bị Phong Phi Vân khi dễ vậy, thỉnh thoảng sử dụng ánh mắt kỳ quái nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân. Phong Phi Vân biết rõ trong lòng nàng đang hoài nghi thân phận của mình, tuy trên đời này người trùng tên trùng họ quá nhiều, nhưng nàng là một chí sư cường đại, truyền thừa của cảnh phong chí sư, linh giác hơn người, sẽ không có chuyện không có chút cảm ứng đặc thù trên người Phong Phi Vân, tuy không cách nào suy tính ra, nhưng có thể dựa vào cảm giác a. Dung mạo biến nhiều hơn nữa, nhưng mà tinh, khí, thần của một người sẽ không biến hóa. Nàng mấy lần muốn nói lại thôi. Hiển nhiên rất sợ hãi Phong thiếu gia lúc trước, có bóng mờ lúc nhỏ, dù sao cho dù thiếu nữ nào đang ngủ trên giường, đột nhiên cửa phòng bị một thiếu niên hư hỏng đá văng ra, mang theo biểu lộ dâm ý và dẫn theo hai tên cẩu nô tài hung thần ác sát đi vào, sau đó thiếu niên hư hỏng trực lao tới bên giường nàng, lột sạch quần áo nàng ra, còn suýt cường bạo nàng. Bóng mờ như thế, chỉ sợ không thiếu nữ nào quên được. Huống chi Phong thiếu gia tội ác chồng chất. Đối với thiếu nữ trong Linh Châu Thành mà nói, hắn còn đáng sợ hơn cả ma quỷ. Dù sao cũng đã tới bên ngoài Thập Vạn Sơn Hà, Phong Phi Vân không vội mà đi gấp như trước, hai tay khoanh lại khí định thần nhàn, nhìn qua nàng, ngượng ngùng nói. La Ngọc Nhi. A hát.
Phong Phi Vân nói ra tên của nàng, nàng cả kinh ngây người một lúc mới lên tiếng. Tên này thật lâu chưa có ai gọi, hiện tại tất cả mọi người gọi nàng là Thiên Vu thần nữ nương nương, ngược lại có rất ít người biết rõ tên thật của nàng, bị Phong Phi Vân đột nhiên gọi tên nàng như thế, có cảm giác như bị đột kích ngẫu nhiên, không thua gì năm đó Phong Phi Vân một cước đá văng cửa phòng của nàng ra. Nàng đã có thể xác định nam tử trước mặt chính là Phong Thiếu Gia. Hai người đã không còn là thiếu nữ bán trà và thiếu gia hư hỏng lúc trước, thiếu nữ bán trà con vịt xấu xí biến thành thiên nga, thiếu gia quần là áo lượt hư hỏng càng hung ác hơn trước. Phong Phi Vân nhìn biểu lộ của nàng thì buồn cười, nàng có cần sợ hãi như thế không, sắc mặt đã tái nhợt rồi kìa. Phong Thiếu Gia, giày vò khốn khổ cả buổi, nàng mới cúi đầu xuống, giọng nhỏ như mũi kêu. Giờ phút này làm gì còn bộ dáng Thiên Vu thần nữ cao cao tại thượng. Nàng tay nắm chặt thần trượng, quả thực giống như nha đầu nhà bên bị đại ca ca khi dễ, nếu không phải Phong Phi Vân tu vị rất cao, nàng thậm chí đã muốn chạy trốn. La Ngọc Nhi tự nhiên không phải một tiểu nha đầu, dáng người cao gầy, phát dục đầy đặn, thời điểm 14 tuổi Phong Phi Vân cảm thán nàng phát dục thật sự quá sớm, hôm nay càng thêm khó lường, trước sau lồi lõm, vô cùng nóng bỏng, mặc dù mặc trường bào rộng thùng thình cũng không che giấu được. Nàng thân cao chừng 1m7. Thập phần cao gầy, cổ tuyết trắng thon dài, mái tóc dài đen nhánh rủ xuống chạm vào vòng eo, gương mặt trứng ngỗng mang theo vài phần ngượng ngùng, lại có vài phần thánh khiết, còn có mấy phần khiếp nhược, cũng có vài phần thanh cao. Phong Phi Vân nhìn qua má đào của nàng giống như lão nông nhìn dê con cuối cùng biến thành dê béo, có thể làm thịt được rồi, ánh mắt hắn giờ phút này rất giống ánh mắt lão nông. Bị Phong Phi Vân nhìn thì mặt nàng càng cúi thấp, không dám nhìn thẳng vào Phong Phi Vân. Tâm hồn thiếu nữ như đập loạn như nai con, đã nhiều năm không ai dám nhìn chằm chằm vào nàng như thế này, người khác nhìn thấy nàng đều quỳ trên mặt đất cúng bái, chỉ có Phong Thiếu Gia nhìn mới làm nàng co lại như thế này. Thời điểm nàng sắp sụp đổ cầu xin tha thứ, thỉnh cầu Phong Thiếu Gia buông tha nàng thì Phong Phi Vân rốt cục mở miệng nói chuyện, hiếu kỳ nói. Ngươi mấy năm này theo cảnh Phong Chí Sư học được chút gì đó rồi, vì sao ta phát hiện ngươi ngốc hơn lúc trước thế? Không có a hát. Sư phụ mang truyền thừa cả đời truyền cho ta, hiện tại đã là cửu phẩm chí sư, tinh thông địa lý tinh tượng, thiên văn tính toán tài tình, sắp xếp thôi diễn đại thế, còn xem khí tượng thế nào. Còn có điển tịch phù thuật đọc thuộc lầu lầu toàn bộ. Tuy La Ngọc Nhi rất sợ hãi Phong Phi Vân, nhưng mà thời điểm Phong Phi Vân nói nàng đần thì nàng tức giận, lập tức phản bác lại. Dừng lại, cửu phẩm chí sư. Ha ha. Phong Phi Vân cười to lên. Hắn không biết tại sao mình cười vui vẻ như vậy, hơn nữa hoàn toàn không có chút bộ dáng cường giả, giống như thiếu niên 10 tuổi nghe được chuyện buồn cười nhất trên đời. Có thể vào lúc Xâm La Điện bố trí Thiên La Địa Võng đuổi giết còn đi đùa giỡn nữ hài tử, còn có thể cười vui vẻ như vậy chỉ sợ cũng chỉ có Phong Phi Vân mới có thể làm được. La Ngọc Nhi gấp tới độ nước mắt chảy ra, không ngừng dậm chân, nói. Người ta vốn chính là cửu phẩm chí sư, vì sao ngươi không tin chứ? Ta tin A Hát, chỉ là ta chưa từng thấy cửu phẩm chí sư đần như thế. Phong Phi Vân vừa cười vừa đi, dường như nhìn thấy bộ dáng sốt ruột của nàng thì rất thú vị. Thần kinh căng thẳng mấy ngày nay đã giảm đi không ít. Một ác nhân thiết huyết vô tình gặp được một ngốc nữ hài, luôn có cảm giác không biết nên khóc hay cười, kìm lòng không được cười ra tiếng. Phong Phi Vân là ác nhân, nhưng lại không thiết huyết vô tình, nếu như có thể đùa giỡn nữ hài tử. Hắn không quan tâm đùa giỡn nhiều một chút. Phong Thiếu Gia quả nhiên là thiếu niên hư hỏng chân chính, chỉ biết khi dễ nữ hài tử, hiện tại ta lọt vào trong tay hắn, tuy bên cạnh hắn không có cẩu nô tài, nhưng mà hắn hiện tại còn lợi hại hơn cẩu nô tài rất nhiều, xong rồi. La Ngọc Nhi cắn chặt bờ môi, nhìn thấy Phong Thiếu Gia tươi cười tà ác thì sợ tới mức quên sử dụng linh khí phi hành, trực tiếp dùng hai chân thon dài bỏ chạy vừa cầu khẩn. Phong Thiếu Gia, van cầu ngươi, sư phụ chết rồi, gia gia cũng qua đời, Ngọc Nhi thực rất đáng thương, Ngọc Nhi không muốn làm Thiên Vu thần nữ, cũng không muốn bị người ta khi dễ. Nàng cảm giác mình cầu khẩn mới có thể làm cho Phong Thiếu Gia đáng thương chính mình, sau đó buông tha chính mình. Phong Phi Vân nhìn qua La Ngọc Nhi chạy đi như con ruồi không đầu đâm loạn thì hơi sững sờ, có thể dọa nữ hài tử sợ hãi như thế này, ta thật hư hỏng như thế sao? Hắc hắc. La Ngọc Nhi vốn chỉ trốn tránh Phong Phi Vân, nhưng lại không đầu không não chạy vào trong rừng rậm nguyên thủy bên ngoài Thập Vạn Sơn Hà,
đợi nàng phát ra không đúng thì đã xâm nhập vào rừng mấy trăm dặm rồi. Hỏng bét, bị Phong thiếu gia dọa hồ đồ, sao có thể xông vào nơi hung hiểm này chứ? Sơn lĩnh chung quanh có tiếng thú giống rung trời, đã đi vào mấy trăm dặm nhưng vẫn còn nghe văng vẳng bên tai, làm cho người ra run sợ trong lòng, đôi mắt dễ thương La Ngọc Nhi máy động, dung nhan tuyệt mỹ sinh ra sợ hãi, trong đầu nhớ lại truyền thuyết đáng sợ của Thập Vạn Sơn Hà, làm cho nàng không dám đứng ở nơi này, lập tức muốn bay lên không trung, rời khỏi nơi này, may mắn còn không có xâm nhập rừng hoang, rất nhanh có thể rời khỏi. Nhưng mà vai của nàng bị một bàn tay đè lại, Phong Phi Vân đã đứng sau lưng nàng, thần sắc nghiêm nghị, nói. Không thể phi hành cách mặt đất, như vậy sẽ chết nhanh hơn. La Ngọc Nhi bị Phong Phi Vân bắt được cánh tay, nhưng mà đúng lúc này trên ngọn núi đen xa xa có một con hung cảnh dài 9 mét kêu to bay lên cao, nhưng mà mới bay cách mặt đất 10 dặm thì phía dưới có một con viên hầu màu vàng cầm theo khối đá nặng trăm vạn cân ném thẳng tới, ném chúng vào người con hung cầm, đầu hung cầm nát tan, máu tươi tung tóe. Thi thể hung cầm bị một viên hầu màu vàng cao 7 mét kéo đi. La Ngọc Nhi thấy kinh hồn táng đảm, may mắn vừa rồi Phong Phi Vân ngăn nàng bay lên, bằng không giờ phút này bị nện chết chính là nàng. Đây là vùng đất dị thú tung hoành, trừ phi thực lực vô cùng cường đại, bằng không thì bay lên trời chính là bia ngắm sống cho đám hung thú này. Phong Phi Vân nói ra. Phong thiếu gia, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. La Ngọc Nhi tội nghiệp nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân. Vô cùng thống khổ, nàng cầu khẩn thật sự, cũng không phải là nữ tử đang làm nũng. Thành thành thật thật đi theo đằng sau ta, bằng không thì. Phong Phi Vân cười tà, sau đó đi vào sâu trong bên ngoài Thập Vạn Sơn Hà. La Ngọc Nhi tự nhiên biết rõ dùng tu vị của mình bây giờ không có khả năng thoát khỏi ma trưởng của Phong thiếu gia, nếu không nghe lời hắn, hắn chắc chắn sẽ khi dễ nàng ngay, lông mày nàng cong cong, do dự lại do dự, cuối cùng vẫn thành thành thật thật theo sau. Trong truyền thuyết người cổ cương, Đồng Lô Sơn chính là nơi Thiên Vu Đại Thần đánh bại bầy yêu, vô cùng thần thánh, tồn bên ngoài Thập Vạn Sơn Hà, nhưng mà nằm cụ thể ở đâu thì không ai biết được. Phong Phi Vân dừng lại trong mấy đại bộc lạc cổ cương một thời gian ngắn, xem qua giáp cốt thần văn trên bia đá của bọn họ, đoán đại khái ra phương hướng của Đồng Lô Sơn, dọc theo cổ đạo mà người tầm bảo đi trước, xuyên thẳng qua đầm lẫy man hoang nguy hiểm. Bởi vì không thể phi hành, còn phải tránh né hiểm địa do hung thú chiếm cứ, tốc độ vô cùng chậm chạp, 5 ngày liên tục chỉ đi được vạn dặm, không có nhìn thấy bất cứ người sống nào cả. Dần dần La Ngọc Nhi cũng không có sợ hãi Phong thiếu gia, dường như Phong thiếu gia thật sự biến hóa rồi, tuy vẫn tà dị như trước, nhưng không chủ động chạm một ngón tay vào người nàng, cũng không muốn ngủ với nàng. Trong đầu của nàng hiện ra từng màn khi ở Linh Châu Thành, Phong Phi Vân dường như biến hóa tốt hơn, không chỉ xuất đầu giúp mình, chém một cánh tay của Ngô lão đại, còn diệt trừ ác bá ba nhà ở Linh Châu Thành. Hắn còn cho mình 15 kim tệ nhưng cũng chỉ muốn uống trà của mình, La Ngọc Nhi biết rõ chính mình ngâm trà rất thô, chỉ đáng mấy đồng tiền mà thôi, Phong thiếu gia thật ra đang tiếp tế cho nàng và gia gia. Nói đến 15 kim tệ, nàng nhớ rõ Phong thiếu gia trả thù lao còn chính mình pha trà, hắn không uống một ngụm nào, chính mình còn thiếu nợ hắn 15 chén trà. Nhưng mà hiện tại Phong thiếu gia tại sao biến thành ác nhân chứ, mấy năm qua trên người hắn xảy ra chuyện gì? La Ngọc Nhi đi theo sau lưng Phong Phi Vân, tuyết cơ tinh tế tỉ mỉ, sóng mắt hiếu kỳ, mấy lần muốn đánh bạo hỏi thăm nhưng cuối cùng vẫn không dám hỏi, lặng lẽ ngậm miệng không nói. Gia gia của ngươi chết như thế nào? Phong Phi Vân dọc theo khe nước đi về phía trước, trên đường đi vượt mọi chông gai, cũng không có xoay người lại. La Ngọc Nhi nghe tới gia gia của mình thì con mắt đỏ lên, sóng mũi cay nhừ, nói. Gia gia, hắn là bệnh chết. Xem ta là hài tử 3 tuổi sao, dùng tu vị của cảnh phong chí sư làm sao để cho gia gia ngươi bệnh chết chứ, tùy tiện cầm ra một gốc linh thảo cũng đủ cho la lão hán sống hơn 100 tuổi đấy. Phong Phi Vân dừng bước lại nhìn vào bộ dáng điềm đạm đáng yêu của nàng, dễ dàng đoán ra nàng đang nói dối, hiển nhiên nàng căn bản không biết cách gạt người. Vốn là chuyện nhà người ta, Phong Phi Vân cũng không muốn hỏi nhiều, nhưng mà la lão hán dù sao xem như cố nhân, vì vậy liền thuận miệng một hỏi một câu, lại không có nghĩ đến La Ngọc Nhi nha đầu này gạt hắn, hiển nhiên trong đó còn có nội tình. La Ngọc Nhi không dám nhìn ánh mắt Phong Phi Vân, nhìn chằm chằm vào nước suối dưới chân, nói. Ngày năm thứ 3 ta tới Phụng Thiên Bộ, trong một đêm tam bộ chủ Thiên Vu Bộ xông vào chỗ ở của chúng ta, hắn vốn muốn bắt ta. Ta lúc ấy đang tu tập vu thuật trong vu thần điện, ta
Tam bộ chủ Thiên Vu bộ không nhìn thấy ta nên trói ra ra mang đi. Thường đại ca và cẩu đại đản hai vị đại ca lập tức chạy theo, trong quá trình truy đuổi thì tam bộ chủ Thiên Vu bộ bóp chết ra ra. Sau đó đào tẩu, hu hu hu. Nói xong nàng liền khóc rất thương tâm, nàng từ nhỏ sống nương tựa với La Lão Hán, vốn cho rằng mình làm Thiên Vu thần nữ thì ra ra có thể hưởng phúc, lại không nghĩ tới chính mình đã hại chết ra ra. Phong Phi Vân trong lúc nhất thời không biết nói gì cho phải, nói. Vậy ngươi vì sao phải gạt ta nói ra ra của ngươi là bệnh chết? Ô ô, nếu ta nói ra ra bị người ta giết chết, ngươi sẽ mắng ta không dùng được, nói ta cũng đã là Thiên Vu thần nữ nhưng không có năng lực báo thù cho ra ra, ngươi thích mắng ta nhất, lại mắng ta là ngốc nữ, lại mắng ta đồ đần, kỳ thật. Ta thực rất không dùng được, không thể thức tỉnh Thiên Vu thần thụ, hại chết rất nhiều người. Nàng khóc cường thương tâm hơn, giống như muốn khóc hết uất ức trong mấy năm qua. Phong Phi Vân nói, ta về sau không chửi, mắng ngươi, cũng không cười nhạo ngươi, ngươi đừng khóc có được không, ngươi chính là Thiên Vu thần nữ, có khóc sướt mướt cũng không xấu hổ đâu. Thực không mắng ta, cũng không cười ta. La Ngọc Nhi rất sợ hãi Phong Phi Vân, cảm thấy thiếu gia hư hỏng này nói chuyện không tính toán gì cả. Phong Phi Vân gật gật đầu, nói, Thiên Vu bộ tam bộ chủ là Sử Chân Tương A, người này ta sẽ giết hắn giúp ngươi. A hát. La Ngọc Nhi có chút không dám tin, cho rằng nghe nhầm, nói. Chuyện này không liên quan tới ngươi, ngươi vì sao phải giúp ta, lại nói Sử Chân Tương rất lợi hại, một đấm có thể đánh nát ngọn núi đấy. Phong Phi Vân cười cười, đi đến trước mặt nàng, ngượng ngùng nói. Bởi vì ta là Phong thiếu gia, chuyện khi dễ người cũng chỉ có ta làm, Tiểu Ngọc Nhi ngươi còn thiếu nợ ta 15 chén trà, chậm rãi trả cho bổn thiếu gia, ha ha ha. Phong Phi Vân trực tiếp đi về phía trước, không biết vì cái gì ở cùng với La Ngọc Nhi lại thập phần nhẹ nhõm, không cần phòng bị nàng mưu đồ làm loạn, cũng không cần suy đoán nàng dụng tâm kín đáo, điểm này cùng rất giống Nạp Lan Tuyết Tiên. Nhưng mà Phong Phi Vân biết rõ Nạp Lan Tuyết có tình với mình, cho nên tận lực không đi trêu chọc nàng, miễn khiến nàng càng lún càng sâu. Nhưng mà La Ngọc Nhi thì khác, nàng chỉ sợ hãi hắn, đùa giỡn nàng, trêu chọc nàng là biện pháp buông lỏng tâm tình rất tốt. Nhưng lại không cần lo lắng sẽ thiếu nợ tình cảm gì đó, dù sao nàng không có khả năng sinh ra tình cảm với hắn, nàng giờ phút này trong lòng khả năng vẫn còn có suy nghĩ làm sao đào thoát khỏi ma trưởng của Phong thiếu gia tà ác. La Ngọc Nhi kinh ngạc nhìn qua Phong thiếu gia, tấm lưng kia hơi cà lơ phất phơ, nhưng mà trước mặt địch nhân lại rất hung ác, quả thực giống như hai người khác nhau. Chẳng lẽ hắn ở trước mặt Ngọc Nhi mới như vậy, hơn nữa hắn luôn giúp ta, còn muốn bảo vệ ta, giúp ta báo thù. Ta cũng không phải muội muội của hắn, cũng không phải nữ nhi của hắn, vì cái gì hắn tốt với ta như vậy. La Ngọc Nhi sóng mắt mỹ diệu, lông mi rung động, trong lòng ảo não, Phong thiếu gia cũng thật sự là, tốt với người khác lung tung như vậy, lại không nói vì cái gì, làm cho nhân gia đều nghĩ ngợi lung tung. Nàng lắc đầu, xua tan những suy nghĩ lung tung trong đầu của mình, sau đó liền đuổi theo mau, theo sát sau lưng Phong Phi Vân, nhưng mà hiện tại biểu lộ càng tự nhiên. Thật giống như không phải bị Phong Phi Vân bức bách nàng đi cùng, mà là chính cô ta chủ động đuổi theo Phong Phi Vân. Một ngày này tại Thập Vạn Sơn Hà cũng gặp được bộ lạc. Đây là một bộ lạc cổ xưa, rất ít tiếp xúc với bên ngoài, vài chục năm cũng khó nhìn thấy người xa lạ. Bộ lạc cổ cương này nhìn thấy Phong Phi Vân cùng La Ngọc Nhi thì thập phần nhiệt tình, cũng không cảm thấy sợ hãi. Phong Phi Vân cũng hết sức tò mò. Một bộ lạc nho nhỏ có mấy trăm người nhưng lại có thể sinh tồn trong bên ngoài Thập Vạn Sơn Hà hung hiểm thế này, quả thực làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Hơn nữa nhìn miệng giếng cổ của bộ lạc kia còn có một tấm bia đá, xem qua đã có lịch sử hơn ngàn năm, trong bộ lạc khẳng định còn có những lão giả còn sống, nói rõ bộ lạc nhỏ này tồn tại thời gian rất lâu rồi. Phải biết rằng một cự phách tiến vào bên ngoài Thập Vạn Sơn Hà rất khó sống qua ba ngày, nhưng mà một bộ lạc nhỏ lại có thể sống hơn ngàn năm. Bộ lạc nhỏ này tuyệt đối không đơn giản. Rất nhiều tiểu hài tử cổ cương vây quanh Phong Phi Vân cùng La Ngọc Nhi, trong đó có một tiểu nữ hài giọng thanh thúy, nói. Tỷ tỷ thật đẹp, cũng đẹp như vị tỷ tỷ vừa tới đây ngày hôm qua. Phong Phi Vân phát hiện có vấn đề trong lời tiểu cô nương này, thần sắc khẽ động, nói. Ngày hôm qua cũng có người tới bộ lạc các ngươi sao? Đúng lúc này trong bộ lạc có một đám lão giả đi ra, đón chào từ xa, thập phần hiền lành. Trong đó một người ăn mặc gia thú, cầm ống chúc thuốc lào cười nói.
ngày hôm qua có một tăng nhân áo trắng và một nữ tử mặc Phật y xinh đẹp đi qua, bọn họ cũng là người từ bên ngoài tới. Ở vùng khỉ ho cò gáy như bên ngoài thập vạn sơn hà vô cùng nguy hiểm này, Phong Phi Vân có linh giác hơn người, xu thế cắt tránh hiểm và quan sát dị thú rất nhiều, quan sát đại địa phúc mạch mới có thể bình yên vô sự vượt qua hơn một vạn dặm, đi tới bộ lắc này. Có thể nói không có tu vị cao tuyệt vô song, không có khả năng còn sống đi tới bộ lạc này. Một tăng nhân áo trắng, nữ tử mặc Phật y. Trong mắt Phong Phi Vân sinh ra thần thái tò mò. Phong Phi Vân âm thầm vận chuyển Phượng Hoàng Thiên Nhãn, muốn nhìn rõ người trong bộ lạc này có phải là cường giả cái thế che giấu tu vị hay không, nhưng mà làm cho hắn thất vọng là người trong bộ lạc chỉ là người bình thường, từ hài đồng, trung niên cho tới người già đều là người bình thường. Đương nhiên trong bộ lạc bọn họ có một ít tráng niên một tay có thể đánh ra mấy vạn cân lực, nhưng đối với người cổ cương trời sinh thần lực, chỉ cần rèn luyện thân thể nhiều, đạt tới trình độ này rất dễ dàng. Đối với người bộ lạc này chẳng có gì lạ cả, nhưng mà lực lượng gì đã giúp bọn họ trèo chống cả ngàn năm trong nơi nguy hiểm này. Nội tâm Phong Phi Vân vô cùng hiếu kỳ, hỏi thăm mấy lão giả trong bộ lạc, muốn biết bọn họ có từng bị hung cầm dị thú công kích qua chưa? Không có a hát. Phạm vi 100 dặm chung quanh đây chưa bao giờ xuất hiện dị thú. Một lão giả trả lời. Một lão giả khác nói. Đàn ông bộ lạc ra ngoài săn bắn chỉ cần không đi ra ngoài 100 dặm thì không gặp phải đám hung thú khổng lồ kia, bộ lạc cũng chưa từng bị công kích qua. Phong Phi Vân nghe nói lời này thì càng thêm hiếu kỳ, triển khai thần thức bao trùm phạm vi mấy trăm dặm, phát hiện quả nhiên đúng như lời lão giả này nói, trong phương viên 100 dặm những dị thú tu luyện cao nhất chỉ là 100 năm. Ngay cả dấu chân dị thú 300 năm cũng không gặp. Mà ngoài trăm dặm thù thú ảnh rất nhiều, thường có cuồng thú cao 10 mét đi qua, nhưng lại đều đi đường vong, không có tiến vào phạm vi trăm dặm của bộ lạc. Đây là hiện tượng không bình thường, chẳng lẽ trong bộ tộc nhỏ này có nhân vật khủng bố hoặc là đồ vật khủng bố gì đó, khiến cho đám dị thú cường đại này tránh lui đi không dám tới gần. Rất có thể là nguyên nhân này. Phong Phi Vân lại hỏi. Không biết các vị tiền bối có biết lai lịch bộ lạc, hoặc là tổ đã từng xuất hiện qua nhân vật bất phàm nào chưa? Đương nhiên nếu không tiện nói cũng không sao cả. Mọi người trong bộ lạc rất chất phác, không có nửa phần phòng bị người ta, hơn nữa rất hiếu khách, trong đó một lão giả cười nói không cố kỵ. Đã nhiều thế hệ mất đi, căn bản không có biện pháp hỏi tới tổ nguyên, chỉ có mỗi gia tổ phổ có ghi lại một chút, bộ tộc này truyền đi ít nhất 300 thế hệ. Lão Vu gia của chúng ta nơi này đã truyền thừa được 403 đời. Một lão đầu cầm đầu gậy trúc làm tẩu thuốc nói ra, dường như chuyện truyền thừa nhiều đời này là chuyện rất vinh quang. Ông trời, cũng có hơn 400 thế hệ, đây là truyền thừa còn lâu hơn cả bốn đại môn phiệt Bắc Minh phiệt, Tây Việt phiệt, người cổ cương phủ tuổi thọ dài, theo như mỗi 20 năm truyền thừa một đời, như vậy cũng đã truyền thừa hơn 6.000 năm. Dùng mỗi 25 năm truyền thừa một đời đã tiếp cận vạn năm, thậm chí càng lâu dài hơn. Đây là bộ ao kỳ gì? La Ngọc Nhi cũng kinh ngạc không hiểu, dùng bàn tay nhỏ nhắn che miệng lại, ngay cả nàng cũng có thể cảm nhận được bất thường trong đó. Có hai người sợ Phong Phi Vân không tin, vội vàng thét to bảo lão bà tử của mình cầm tộc phổ nhà mình ra, những tộc phổ này khắc lên cốt phiến cứng rắn, dùng gân thú xuyên vào nhau, một chuỗi dài hơn 10 mét. Hai chuỗi tổ phổ này một chuỗi ghi chép 394 đời truyền thừa, một chuỗi khác ghi chép 403 đời truyền thừa. Nghe nói có một tấm bia đá đã tồn tại khi bộ lạc thành lập, nhưng mà cho tới nay không ai xem hiểu văn tự trên đó. Một lão giả kéo Phong Phi Vân tới trước một tảng đá. Đây là tấm bia đá đen cao 4 mét, thời gian trôi qua, văn tự trên đó đã không rõ, nếu nhãn lực không tốt thì không cách nào đọc được văn tự trên đó. Phong Phi Vân vận chuyển Phượng Hoàng Thiên Nhãn cũng chỉ thấy rõ một phần 10 văn tự trên đó, văn tự khác đã bị thời gian phong hóa, bởi vì thời gian dài gió thổi mưa nắng mài mòn theo thời gian. Phong Phi Vân cũng nhíu mày, văn tự trên tấm bia đá này không phải loại văn tự nào mà hắn từng biết, văn tự mà hắn nói không bằng nói là ký hiệu. Đây là Khoa Văn Vô Kinh. La Ngọc Nhi thập phần thấp giọng nói ra. Phong Phi Vân vội vàng xoay đầu lại, hỏi. Khoa Văn Vô Kinh. Trong bộ lạc, những lão giả, hài đồng, nam tử đều vây tới, ánh mắt đầy lửa nóng, bọn họ đã sớm muốn biết trên bia đá ghi cái gì, nhưng mà rất nhiều cao nhân đi ngang qua bộ lạc lại chưa từng có người nào đọc được văn tự trên đó, thất vọng rời đi, chỉ có cô nương mỹ mạo xinh đẹp này là biết được văn tự trên đó,
bọn họ tự nhiên kích động không thôi. Đôi mắt dễ thương La Ngọc Nhi đầy gợn sóng, môi son óng ánh, lông mi mềm mại, ôn nhu nói. Đây là một loại văn tự chỉ có mỗi đời điện chủ Vu Thần Điện mới biết, nội dung phía trên có rất nhiều nơi bị tổn hại, xem không rõ ràng, nội dung ghi chép mất đi rất nhiều. Một tấm bia đá tổn hại 9 phần, quỷ mới biết được bên trên đã ghi chép cái gì, chỉ có thể đứt quãng nhìn thấy một ít câu. Căn cứ theo La Ngọc Nhi giảng giải, dường như thật lâu trước đây xuất hiện một sinh linh khủng bố, về phần là sinh linh gì. Tới từ đâu thì bia văn mơ hồ, không cách nào thấy rõ, chỉ biết lúc ấy sanh linh đổ thán, tử thương vô số, về sau sinh linh đi nơi nào thì không có nói, chỉ nhìn thấy các chữ như sâu trong thập vạn sơn hà, thiên vu thần nữ, Phật môn diệt sạch mà thôi. Bia văn không trọn vẹn, căn bản không biết phía trên đã ghi chép cái gì. Phong Phi Vân nhíu mày càng sâu, căn cứ vào tin tức không trọn vẹn trên bia đá, dùng tiểu diễn chi thuật bắt đầu suy tính tự nhiên cũng suy tính ra một ít kết quả, dường như vùng đất này trải qua một hồi đại kiếp nạn, trực tiếp làm văn hóa Phật gia phồn thịnh lúc đó bị diệt sạch, hoàn toàn tương tự hạo kiếp trong kinh văn Phật môn. Trước khi Thần Tấn Vương triều chưa thành lập, vào thời kỳ cổ xưa, Phật môn cực kỳ hưng thịnh trên vùng đất này. Cơ hồ mỗi người tin Phật, cơ hồ tất cả tiên môn đều là tu Phật, có vô số cổ tháp và thần miếu đều có từ thời kỳ này. Nhưng vì một trường hạo kiếp, cơ hồ tất cả Phật môn đều diệt sạch, là thời đại Phật môn chấm dứt. Ngự thú trai chính là Phật môn duy nhất vẫn còn bảo tồn trong lần hạo kiếp đó, Phật môn thánh điển Kim Tàm Kinh cũng biến mất vô tung trong lần kiếp nạn đó. Nhưng mà vì sao chàng hạo kiếp của Phật môn lại được ghi chép bằng khoa văn của Vu Kinh? Chẳng lẽ có điện chủ Vu Thần Điện đã từng nhìn thấy sự việc trọng đại trong hạo kiếp đó sao? Phong Phi Vân bắt đầu suy tính nghịch hướng, nếu như trên tấm bia đá này ghi chép về hạo kiếp Phật môn, như vậy chuyện xảy ra chừng một vạn năm trước, nó còn sớm hơn cả Thần Tấn Vương triều thành vài ngàn năm, khi đó một đời thiên vu thần nữ xuất thế, chẳng lẽ bia văn này chính là thiên vu thần nữ khác khắc lên? Tuy La Ngọc Nhi nhìn như ngây ngốc, nhưng nàng là cửu phẩm chí sư hàng thật giá thật, cũng suy luận ra khả năng này. Vừa vặn Phong Phi Vân nhìn sang nàng, nàng cũng nhìn về phía Phong Phi Vân, ánh mắt hai người nhìn nhau đặc biệt ăn ý. Nàng bị ánh mắt Phong Phi Vân nhìn chằm chằm thì đỏ mặt, lộ ra dáng vẻ ngượng ngùng. Cái gì, thiên vu thần nữ khắc bia văn? Những lão nhân bộ tộc nghe câu này thì lập tức quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu với bia đá. Ngay sau đó những người khác trong bộ lạc quỳ xuống, bọn họ thập phần thành kính, trong lòng bọn họ thiên vu thần nữ chính là tồn tại như thần linh. Bia văn của nàng chính là thánh vật của bọn họ. Phong Phi Vân đã kiểm tra qua tấm bia đá này, phía trên không ra chỉ bất cứ lực lượng nào cả, nói rõ những dị thú kia không dám vào tiến vào phạm vi trăm dặm quanh bộ lạc hoàn toàn chẳng liên quan tới bia đá. Vậy nguyên nhân nằm ở đâu? Thời điểm Phong Phi Vân còn muốn hỏi lão nhân nơi này, đột nhiên có đàn vang lên, đặc biệt ưu nhã, thanh thúy dễ nghe, giống như chi âm chi kỷ, ai nghe được tiếng đàn này cũng hít sâu một hơi. Tiếng đàn linh hoạt kỳ ảo, không mang theo chút tạp chất nào cả, chỉ có người tâm tình trong sáng mới có được tiếng đàn như thế này. Chẳng lẽ trong bộ lạc thật sự có cao thủ tuyệt đỉnh lánh đời hay sao? Phong Phi Vân không quấy rầy những người này đang dốc lòng lễ bái bia đá, bước đi tìm tiếng đàn, một đường đi đến sâu trong bộ lạc, đi vào một dòng suối nhỏ đầy hoa đào, nhìn thấy tăng nhân áo trắng ngồi bên cạnh dòng suối đánh đàn. La Ngọc Nhi theo thật sát Phong Phi Vân, trên mặt mang theo vẻ si mê. Nàng đang thưởng thức tiếng đàn ưu nhã. Có nhiều con cá đủ màu sắc trồi lên mặt nước như muốn nghe tiếng đàn, cũng có không ít bướm và chim chóc bay tới đậu trên cây đào, cánh hoa rơi xuống nước, phiêu tán lả tả ra chung quanh. Một khúc nhạc này như tiên âm, tăng nhân áo trắng dừng đánh đàn. Ba ba. Phong Phi Vân vỗ tay, từ từ đi qua, cười nói. Ha ha, thật sự là chân trời xa xăm nơi nào không gặp lại luôn là chân trời xa xăm. Vô sắc vô tương đại sư còn là cao thủ cầm đạo, tiếng đàn linh hoạt kỳ ảo, tạo nghệ âm luật trong thiên hạ chỉ sợ còn kém một người mà thôi. Tăng nhân áo trắng này chính là vô sắc vô tương, hắn đang ngồi bên bệ đá cạnh suối, đàn cổ đặt trên hai đùi, lông mày màu xanh, ánh mắt sáng ngời, tuấn giật mà thanh thản, chắp tay trước ngực cũng có vài phần vui vẻ, ánh mắt xa xưa, nói. Thiên hạ còn có người như vậy. Một bằng hữu. Phong Phi Vân nói. Hôm nay chúng ta không nói nàng, chỉ nói ngươi, ngày đó sau khi chia tay ở ngự thú trai, ngươi không phải đi hướng đông hay sao, tại sao lại đến cổ cương phủ, còn tiến vào bên ngoài thập vạn sơn hà?
Ha ha, đừng nói cho ta, người đi đường rẽ đấy. A-di-đà Phật, hòa thượng tự nhiên sẽ không đi lối rẽ, mà là chuyên môn tới tìm ngươi. Chuyên môn tìm ta. Có người buộc để ta tới tìm ngươi, nếu không tìm ra ngươi, nàng sẽ chết trước mặt của ta. Vô sắc vô tương nói ra. Phong Phi Vân không cần đoán cũng biết vô sắc vô tương nói người kia chính là nàng rồi, sắc mặt hơi cổ quái, nói. Vì vậy người bán đứng bằng hữu, không để ý đạo nghĩa, mang theo nàng tìm tới nơi này. A-di-đà Phật, Phật gia có đức hiếu sinh. Vô sắc vô tương hai mắt khép lại, bạch quang trên người dịu dàng, thập phần thánh khiết như bồ đề thánh thụ. Phong Phi Vân, ngươi là đại lừa gạt, ngươi không phải nói tu vị của ngươi hoàn toàn biến mất, thời gian không nhiều lắm, hiện tại vì sao còn vui vẻ đứng ở nơi này. Trong bộ lạc, Nạp Lan Tuyết Tiên ăn mặc Phật y màu xanh đi tới, thơm mắt lịch sự tao nhã giống như cánh hoa màu xanh bay ra. Nàng rất tức giận, bị Phong Phi Vân lừa quá thảm, đôi mắt khóc suýt nữa mù rồi. Phong Phi Vân vốn tưởng rằng có thể lừa gạt nàng hết hy vọng, lại không ngờ nàng cố chấp như thế, nàng vẫn đi tìm mình, xem ra mình quá xem thường nha đầu này rồi. Phong Phi Vân cười cười nói. Gặp được một vị thần y, hắn làm cho tu vị đã mất có lại được, Tuyết Tiên, người không theo rượu thịt đại sư hảo hảo tu Phật, vì sao chạy tới nơi này? Đại Hòa Thượng có chuyện quan trọng nên đi thần đô, ta vụng trộm chạy đến đây. Nạp Lan Tuyết Tiên không ngờ tin lời của Phong Phi Vân, tin tưởng thực sự có thần y giúp hắn trị liệu tu vị mất đi, ánh mắt nàng đảo vòng, nhìn thấy La Ngọc Nhi đứng bên người Phong Phi Vân thì ánh mắt mở to ra giống như con gà mái nhỏ xù lông, địch ý với La Ngọc Nhi rất nặng, nàng tức giận dậm chân, nói. Phong Phi Vân, ngươi cút tới đây cho ta. Hai tay Phong Phi Vân chắp sau lưng, nhàn nhã dạo chơi đi qua, cười nói. Quay lại đây. Nạp Lan Tuyết Tiên kéo cổ tay Phong Phi Vân sau đó ôm vai của hắn, đôi mắt tử nhìn xéo qua La Ngọc Nhi cách đó không xa, giống như tuyên bố chủ quyền Phong Phi Vân là của ai, nói. Nàng là ai thế? La Ngọc Nhi cũng tò mò nhìn chằm chằm vào Nạp Lan Tuyết Tiên, cảm thấy nàng thực thật xinh đẹp, đứng cạnh Phong Phi Vân chẳng khác gì một đôi trời sinh vậy, nhưng mà nàng không kìm lòng được sờ sờ mặt của mình, có ý ganh đua so sánh với Nạp Lan Tuyết Tiên, nàng cảm thấy mình không kém gì Nạp Lan Tuyết Tiên cả. Phong Phi Vân mặc cho Nạp Lan Tuyết Tiên kéo cánh tay của mình, cười nói. Giới thiệu với các ngươi một chút, vị này chính là chủ nhân Vu Thần Điện, Thiên Vu Thần Nữ, La Ngọc Nhi. Ngọc Nhi, ta giới thiệu cho ngươi một chút, hòa thượng này là Vô Sắc Vô Tương Đại Sư. Vị này, chính là Nạp Lan Tuyết Tiên, muội muội ta. Không phải thân muội muội. Nạp Lan Tuyết Tiên thêm một câu, giống như cố ý nói với La Ngọc Nhi, địch ý của nàng với La Ngọc Nhi không phải nặng bình thường. Dù sao La Ngọc Nhi rất đẹp, hơn nữa thân phận cũng không thấp, làm cho nàng cảm áp lực thật lớn. Vô sắc vô tương an vị bên cạnh khe suối, không buồn không vui, không giận không si, giống như đang ngồi thiền. La Ngọc Nhi rất có lễ phép, thản nhiên thi lễ với Nạp Lan Tuyết Tiên, nói. Nạp Lan Đại Sư, người tốt. Nghe xưng hô như thế lông mày Phong Phi Vân nhăn nhăn, Nạp Lan Tuyết Tiên mặc Phật y. La Ngọc Nhi gọi nàng một tiếng đại sư tự nhiên không có gì không ổn, nhưng mà cẩn thận nghe xong lại cảm thấy La Ngọc Nhi dường như mang theo một ít địch ý, dường như nhắc nhở Nạp Lan Tuyết Tiên, ngươi là người tu Phật, không nên quá thân cận với Phong Phi Vân. Chuyện này không đúng a hát, La Ngọc Nhi cùng Nạp Lan Tuyết Tiên mới gặp mặt nhau lần đầu tiên, hơn nữa tính cách nàng ôn hòa, có lẽ phải dễ dàng thân cận với Nạp Lan Tuyết Tiên mới đúng, vì sao lại có địch ý cơ chứ? Chẳng lẽ là Nạp Lan Tuyết Tiên vừa rồi trứng mắt làm cho nàng phản cảm hay sao? Tuy Nạp Lan Tuyết Tiên tùy tiện, nhưng mà bằng vào trực giác nữ nhân, nàng theo bản năng khẳng định La Ngọc Nhi có ý với Phong Phi Vân, hoặc là nói Phong Phi Vân có ý với La Ngọc Nhi. Nàng đi ra tìm Phong Phi Vân chính là không muốn Phong Phi Vân ở bên ngoài pha trộn với nữ nhân khác, lần này bị nàng bắt được tại trận, làm sao từ bỏ ý đồ chứ? Ta nghe nói Thiên Vu Thần Nữ vô cùng thánh khiết. Cả đời cũng sẽ không động tâm với bất cứ nam nhân nào, không biết có phải hay không. Nạp Lan Tuyết Tiên cười hì hì nói. La Ngọc Nhi khẽ cắn hàm răng, gật gật đầu, nhỏ giọng nói. Đúng. Nạp Lan Tuyết Tiên buông lỏng một hơi, nhưng mà địch ý cũng không có giảm bớt, nói. Ta cùng Ngọc Nhi cô nương mới quen đã thân, rất muốn làm khuê mật với ngươi, muốn nhờ vả ngươi một chút, có được hay không? Phong Phi Vân làm sao không biết trong lòng Nạp Lan Tuyết Tiên đánh chủ ý quỷ quái gì, vừa định muốn nói cái gì đó thì La Ngọc Nhi tươi cười đáp ứng.
Chuyện này làm cho Phong Phi Vân càng thêm không thể tưởng tượng nổi, cảm giác cảm thấy La Ngọc Nhi dường như cũng không phải khiếp nhược như vậy, biểu hiện trước mặt Nạp Lan Tuyết Tiên vô cùng cường ngạnh, tuy cường ngạnh này che giấu khá kỹ nhưng vẫn nhìn ra đôi chút. Nạp Lan Tuyết Tiên cùng La Ngọc Nhi đi tới bộ lạc bên kia, biến mất trong tầm mắt, mà Phong Phi Vân cùng Vô Sắc Vô Tương cũng tìm nơi ngồi xuống. Vô Sắc Vô Tương mang tình huống bên ngoài nói một lần cho Phong Phi Vân nghe, Phong Phi Vân thế mới biết thì ra mình và Tà Hoàng thiếu chủ đánh cờ huyên náo tới mức thiên hạ đều biết, cũng chính bởi vì nguyên nhân này cho nên Vô Sắc Vô Tương cùng Nạp Lan Tuyết Tiên mới biết được Phong Phi Vân tiến vào bên ngoài Thập Vạn Sơn Hà, cho nên chạy tới đây. Nạp Lan nha đầu kia tạo ra không ít phiền toái cho ngươi a. Đã quấy rầy Vô Sắc Vô Tương đại sư tu hành. Phong Phi Vân nói ra. Vô Sắc Vô Tương áo trắng không nhiễm hạt bụi trần, giống như cánh hoa sen, cười nói. Nạp Lan cô nương ngây thơ hoạt bát, bản tính thiện lương, hơn nữa lại si tình với ngươi, ngươi biết trên đường đi nàng câu gì nhiều nhất hay không? Phong Phi Vân cười mà không nói. Vô Sắc Vô Tương học ngữ khí Nạp Lan Tuyết Tiên, nói. Phong Phi Vân khẳng định lại đi hái hoa ngắt cỏ bên ngoài, tính tình tên này tới chết không bỏ, phong lưu thành tánh, thiếu nợ phong lưu rất nhiều, ta phải xen vào mới được. Phong Phi Vân càng cười lớn hơn, có thể tưởng tượng Nạp Lan Tuyết Tiên nói lời này lúc ấy ngây thơ cỡ nào. Vô Sắc Vô Tương đại sư đi hơn 10 vạn dặm, hộ tống Nạp Lan Tuyết Tiên tới đây, ta cảm tạ không hết, nếu xuất ra một ít tài vật linh chỉ sợ bị đại sư nhìn thấp, nếu nơi này có bình rượu lớn, ta nhất định thỉnh ngươi uống thống khoái. Phong Phi Vân cười nói. Nói tới chuyện rượu, sắc mặt Vô Sắc Vô Tương lập tức hơi đổi, hắn uống rượu chính là một ly ngã ngay, vội vàng chắp tay trước ngực, niệm Phật hiệu A-di-đà Phật. Một hài đồng cổ cương nghe thấy lời của Phong Phi Vân thì đi tới, thần thần bí bí nói ra. Đại ca ca, nếu ngươi muốn uống rượu, có thể đi hầm rượu của tộc trưởng, đây là một hầm rượu lớn, nghe nói khi bộ lạc của chúng ta còn chưa xuất hiện, hầm rượu cũng đã xuất hiện. Ta cùng nhị hoa tử từng trượt vào trong, bên trong đen xì, ngoại trừ một đống rượu trái cây ra, bên trong có không gian rất lớn, nhưng mà chúng ta đi vài chục thước là lui về, bên trong vừa đen lại lạnh, ngay cả bó đuốc cũng tắt. Phong Phi Vân cùng Vô Sắc Vô Tương nghe được như thế thì nhìn vào nhau, vội vàng bảo hài đồng dẫn tới nhà tộc trưởng. Nạp Lan Tuyết Tiên đi ở phía trước, đi ra khỏi bộ lạc, mang theo La Ngọc Nhi đi vào rừng dây ẩn mật. Tại đây cổ mộc che trời, cành lá rậm rạp có một ít dây leo lâu năm quấn quanh cành cây thô to giống như dao long. Nạp Lan Tuyết Tiên dừng bước lại, xoay người cẩn thận đánh giá La Ngọc Nhi, đây là nữ tử cực đẹp, ăn mặc trường bào màu bạc, dáng người cao gầy, bộ ngực cao ngất, thập phần có khí chất, quan trọng hơn là La Ngọc Nhi còn cao hơn nàng nửa cái đầu. La Ngọc Nhi cũng đang đánh giá nàng, trước mắt chính là nữ nhân thân mật với Phong Phi Vân, dáng người uyển chuyển, áo xanh như vẽ. Mái tóc chập chờn, đôi mắt đặc biệt sáng ngời, chủ yếu nhất làn da của nàng còn trắng và mịn hơn cả nàng. Các nàng đang dùng bản thân so sánh với đối phương. Nạp Lan Tuyết Tiên đánh vỡ trầm mắc đầu tiên, ôn nhu nói. Người có quan hệ gì với Phong Phi Vân? Ân, hắn rất tốt với ta, hắn nói sẽ bảo vệ ta, còn giúp ta báo thù cho Gia Gia nữa. La Ngọc Nhi không biết mình tại sao lại nói lời này với nàng, nhưng mà sau khi nói ra lại cảm thấy sung sướng, mang trên mặt cảm giác hạnh phúc. Nghe nói như thế Nạp Lan Tuyết Tiên tức giận phồng má lên, nói. Hắn đang lừa ngươi, hắn chính là một đại lừa gạt, chuyên lừa gạt tiểu nữ hài ngây thơ như ngươi. Ngươi không biết hắn từng là thiếu niên quần là áo lượt hư hỏng đâu, ban ngày ban mặt cũng dám đùa giỡn cô nương, loại người này nói ra ngươi còn tin tưởng sao? Hắn thấy ngươi xinh đẹp, dễ bị lừa, mới lừa gạt ngươi như thế. Nghe ta một câu, hắn chính là cặn bã. La Ngọc Nhi cau mày, nói. Sao ngươi lại nói như thế? Vóc người rất đẹp, trước mặt thì thân thiết, ngươi lại ở sau lưng mắng Phong thiếu gia, nếu hắn biết chắc chắn sẽ rất đau lòng a. Ta! Nạp Lan Tuyết Tiên nghe câu này của nàng thì tức tới mức nghẹt thở. La Ngọc Nhi lại nói. Chuyện của Phong thiếu gia, trải qua, ta càng hiểu hơn cả ngươi, hắn trước kia đúng là chuyện ác gì cũng làm, nhưng mà về sau hắn đã thay đổi, cũng làm không ít chuyện tốt. Không quy giúp ta một lần, hắn đã nói sẽ báo thù giúp ta, hắn chắc chắn sẽ nói có tính toán. Chuyện trước kia của Phong Phi Vân nàng rất hiểu. Tóc của Nạp Lan Tuyết Tiên rủ xuống, trong lòng nói xong rồi, không còn thuốc chữa, nàng đã bị Phong Phi Vân rót mật vào tai, nói cái gì cũng vô dụng,
ta nhất định phải đẩy nàng ra khỏi miệng hổ, miễn cho bị Phong Phi Vân dối trá hủy trong sạch. Trong lòng Nạp Lan Tuyết Tiên nghĩ như vậy, lại không biết bị Phong Phi Vân rót mật vào tai, ăn mê dược nhiều nhất chính là nàng ta, thời điểm đẩy người ta ra khỏi miệng hố lại ước gì mình bị Phong Phi Vân ăn tươi. Được rồi, nếu ngươi khư khư cố chấp, vậy ta còn có một biện pháp. Nạp Lan Tuyết Tiên tay niết Phỉ Thúy Phật Châu, trên người có Phật khí tinh thuần tuôn ra, dưới thân thể ngưng tụ đài sen hào quang vạn trượng, trên thân thể mềm mại có Phật âm lượn lờ, sau người có một vòng Phật quang thánh khiết, Thanh Thúy nói. Ngươi là Thiên Vu thần nữ đúng không? Như vậy tu vị chắc chắn sẽ không yếu, nếu không chúng ta so một hồi. Tuy La Ngọc Nhi tu luyện vu thuật, hơn nữa tu vị không thấp, nhưng mà chưa động thủ với ai, nói. Vì sao ta phải so đấu với ngươi? Ai thắng, Phong Phi Vân sẽ là của người đó sẽ gạo nấu thành cơm với hắn, người còn lại chủ động rời đi, không được xuất hiện nữa. Nạp Lan Tuyết Tiên đứng trên đài, tóc dài chập chờn, đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào La Ngọc Nhi. A hát! La Ngọc Nhi nghe được Nạp Lan Tuyết Tiên nói một câu gạo nấu thành cơm, lập tức gương mặt nhỏ nhắn đỏ hồng lên. Ngươi không dám so hay sao? Nạp Lan Tuyết Tiên lại không hiểu cho lắm, nàng cũng không hiểu nhiều ý tứ gạo nấu thành cơm là thế nào, nhưng lại biết đại khái chỉ cần gạo nấu thành cơm, Phong Phi Vân chính là người của nàng, La Ngọc Nhi không thể nhúng chàm, cho nên nàng nhất định phải thắng. Được đứa bé dẫn dắt, Phong Phi Vân cùng Vô Sắc Vô Tương đi tới nhà tộc trưởng, nói rõ ý đồ tới. Tộc trưởng bộ lạc là lão già tóc trắng xóa, lúc tuổi còn trẻ chính là đệ nhất hảo hán của bộ lạc, nhưng mà hiện tại đi không vững, cũng rất hiếu khách. Nói. Trong hầm rượu có hảo tử, tổng cộng hơn mấy chục đàn, các người muốn uống thế nào thì uống. Tộc trưởng gọi người mở cửa đá hầm rượu ra, bên trong có gió lạnh thổi ra mang theo âm hàn. Nói là một hầm rượu, nhưng thật ra là một huyệt động mở ra trên vách núi, nhưng mà thêm hai phiến đá mới tạo thành hầm rượu, hàn khí bên trong cũng tăng thêm vài phần hàn khí cho rượu, làm cho rượu càng ngon hơn một chút. Sau khi tiến vào hầm rượu này, Phong Phi Vân cùng Vô Sắc Vô Tương gương mặt biến hóa, phát giác hầm rượu này không tầm thường, bọn họ tới đây vốn không phải vì uống rượu, mà là muốn dò xét xem bộ lạc này rốt cuộc che giấu cái gì. Ồ, vách đá trên hầm rượu này có khắc một ít bia văn a. Ánh mắt Phong Phi Vân nhạy cảm, nhìn thấy một ít văn tự mơ hồ trên vách đá, giống như đúc trên bia văn bên ngoài, đều là khoa văn vô kinh. Lão tộc trưởng nói. Thời điểm phát hiện ra sơn động thì nó đã có văn tự này rồi, nhưng mà trong bộ lạc không ai có thể đọc được nó cả. Về sau thấy sơn động này vô dụng nên cải biến thành hầm rượu, bình thường còn đông lạnh một ít thịt khô để lưu trữ cho mùa đông. Những văn tự này tràn ngập lực lượng nhàn nhạt, người bình thường căn bản không thấy rõ văn tự này, cũng chỉ có tu sĩ tu vị cao thâm mới thấy được. Vô Sắc Vô Tương chậm rãi đi tới, trong mắt tràn ngập bảo quang, hiển nhiên cũng nhìn thấy văn tự. Nhưng mà cho dù hắn học thức uyên bác hơn nữa cũng không cách nào phân biệt ra văn tự phía trên. Đây là khoa văn vô kinh, nếu Ngọc Nhi ở đây, chắc biết được trên đó ghi cái gì a. Thần thức Phong Phi Vân khẽ động, ánh mắt nhìn vào sâu trong hầm rượu, bên trong tĩnh mịch và lờ mờ không ánh sáng. Thần thức Phong Phi Vân đã thập phần cường đại, có thể kéo dài ra hơn ngàn dặm, nhưng mà sau khi tiến vào huyệt động vài trăm mét thì không thể xâm nhập nữa, hơn nữa còn chưa phải điểm cuối sơn động. Trong thập vạn sơn hà không ngờ có tồn tại hang động thâm bất khả trắc như thế. Lão tộc trưởng dường như nhìn ra tâm tư của Phong Phi Vân, nói. Huyệt động này không thể vào quá sâu, bên trong lạnh thấu xương, trong bộ lạc có vài hán tử khỏe mạnh đánh bạo xông vào trong, nhưng mà chỉ xông vào trăm mét là phải lui về, nghe nói bên trong đều kết băng, đông lạnh huyết dịch của người ta. Tộc trưởng tuổi già nên không thể dừng lại trong hầm rượu quá lâu, vì vậy liền đi ra ngoài trước. Lúc gần đi còn dặn dò hai người bọn họ không nên ở trong hầm rượu này quá lâu. Phong Phi Vân vốn có ý định tìm La Ngọc Nhi đến, bảo nàng xem trên vách đá này khắc cái gì, nhưng mà khi nghe lão tộc trưởng nói như thế, Phong Phi Vân lại kềm nén không được hiếu kỳ trong lòng, ý định đi xem sâu trong huyệt động này cất giấu bí mật gì. Tuy Vô Sắc Vô Tương trời sinh tính đạm bạc, nhưng mà giờ phút này thực sự hiếu kỳ, quyết định cùng Phong Phi Vân đi sâu vào trong huyệt động. Sau khi hai người đi sâu vào trăm mét trong huyệt động, quả nhiên nhìn thấy vách đá chung quanh có băng tinh bao phủ vách đá, khí lạnh từ trong này thổi ra ngoài làm y phục hai người bao phủ một lớp băng. Đi sâu vào 50 mét hàn khí càng mạnh hơn trước, người bình thường đi tới đây chắc chắn sẽ chết cóng ngay.
Phong Phi Vân cùng vô sắc vô tương tu vị thập phần cường đại, thân thể vượt xa người bình thường nên cũng không sợ hàn khí tại đây, ngay cả linh khí hộ thể cũng không cần, liền tiếp tục đi vào sâu trong huyệt động. Lại đi thêm 300 mét thì nhiệt độ đã hạ thấp đến mức cực thấp, băng tinh trên vách đá cũng dày 1 mét, cho dù là tu sĩ nửa bước cự phách đi vào đây cũng bị đông cứng. Ngay cả vô sắc vô tương cũng bắt đầu vận chuyển Phật lực, thân thể có một tầng Phật quang thuần khiết bao phủ, càng nhìn càng thần thánh, hàn khí chung quanh nhanh chóng bị Phật lực ngăn cản bên ngoài. Nhưng mà làm cho vô sắc vô tương kinh ngạc là, Phong Phi Vân còn không có dùng linh khí hộ thể, bằng vào thân thể chống cự hàn khí, ngay cả không dùng linh khí hộ thể nhưng hắn vẫn thản nhiên, chẳng có chút ảnh hưởng nào cả. Bởi vì Phong Phi Vân tu luyện bất tử phượng hoàng thân, huyết dịch trong người nóng bỏng như dung nham sôi sục. Chỉ cần huyết dịch đảo qua một vòng thì hàn khí ngoài ra tan biến, căn bản không tổn thương hắn được, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện hàn khí bị ngăn cách làn da nửa tấc, không cách nào tới gần hơn. Đây không phải là hàn khí bình thường, bên trong chẳng lẽ có huyền băng tủy, thiên băng linh thú, hay sao? Lại đi thêm 50 mét, thân thể Phong Phi Vân cũng gánh không được, trên người hắn có tử khí hiện ra, hóa thành một vòng tròn, miểu quỷ ban chỉ hiện ra bao phủ thân thể hắn lại. Vô sắc vô tương sử dụng Phật châu màu vàng to như nắm đấm lơ lửng trên đầu hắn, kim quang chiếu xuống tạo nên viền vàng quanh người. Sắc mặt hắn mang theo vài phần do dự, nói. Nếu đi thêm 100 mét mà chưa tới điểm cuối của huyệt động, chúng ta nên quay về mới tốt. Phong Phi Vân gật gật đầu, cũng phát giác có khí thức vô cùng nguy hiểm từ sâu trong huyệt động truyền ra, hàn khí nơi này quá quái lạ, nói không chừng phong ấn đổ vật đáng sợ nào đó. Tầng băng trên vách đá xuất hiện một quang điểm màu trắng lóng lánh, chúng du động nhanh chóng trong tầng băng giống như đom đóm, nhìn qua cực kỳ sáng ngời. Phong Phi Vân lại biết những điểm sáng này thập phần đáng sợ, chính là huyền băng tủy, chỉ có nơi chí âm chí hàn mới có thể thai nghén ra chúng, càng là tài liệu rèn luyện ngũ phẩm linh khí hiếm thấy, thập phần khó tìm. Dùng thân thể Phong Phi Vân hiện tại nếu chạm vào huyền băng tủy cũng sẽ tổn thương do giá lạnh mang lại. Nơi này thai nghén ra nhiều hàn băng tủy như thế, Phong Phi Vân cố tình muốn thu thập một ít, nhưng lại không có dụng cụ chứa đựng hàn băng tủy, đây là linh tài có thể rèn luyện ngũ phẩm linh khí, chỉ có dụng cụ chuyên môn mới có thể chứa nó được. Xíu, yêu yêu. Một đạo hàn băng tủy nhỏ như hạt gạo bay ra khỏi tầng băng, mang theo hàn khí rét lạnh thấu xương, Phong Phi Vân vội vàng sử dụng miểu quỷ ban chỉ bộc phát hào quang tam phẩm linh ngăn cản hàn băng tủy nhỏ bé kia. Phát ra tiếng phốc, hàn băng tủy lại đánh vỡ phòng ngự của miểu quỷ ban chỉ, tiếp tục bay thẳng vào Phong Phi Vân. Chỉ trong tích tắc toàn thân Phong Phi Vân đã bị hàn băng đông cứng, băng tinh bao trùm dày đặc, bắt đầu xâm lấn huyết nhục. 3. Phong Phi Vân xé rách hàn băng và tế kình thiên côn ra, một gậy đánh vào hàn băng tủy, đánh tan hàn băng tủy sau đó tiếp tục đi vào sâu trong huyệt động. Trong tay Phong Phi Vân cầm kình thiên côn đã đông cứng một tầng băng. 100 trận pháp của nó đã kích hoạt, giống như 100 đạo hào quang bao quanh, chấn vỡ hàn băng bao phủ quanh kình thiên côn. Vô sắc vô tương cũng bị 3 đạo hàn băng tủy công kích, hắn Phật hiệu cao thâm, tu vị càng thâm bất khả trắc, dùng Phật châu màu vàng đánh bay 3 hạt hàn băng tủy ra ngoài, đương nhiên Phật châu linh tính 10 phần cũng bị một tầng băng bao phủ. Lại đi vào bên trong, hàn băng tủy càng ngày càng nhiều, thỉnh thoảng sẽ bay ra khỏi tầng băng giống như phi đao thật nhỏ và sắc bén. Nhưng mà uy lực còn cường đại hơn phi đao gấp ngàn lần, vạn lần. Không thể lại đi về phía trước, cho dù với tu vị của chúng ta, nếu đi về phía trước cũng sẽ nguy hiểm tánh mạng. Tu vị vô sắc vô tương cao thâm, ứng phó hàn băng tủy coi như bình tĩnh, nhưng mà hắn sợ Phong Phi Vân không chịu nổi cho nên mới nói thế. Không sao, ta còn có thể tiếp tục đi về phía trước. Đỉnh đầu và trái tim của Phong Phi tỏa ra một đạo hỏa diễm sáng ngời, hào quang vô cùng chói mắt. Sóng nhiệt tỏa ra ngoài, đó là 2 khối phượng cốt của hắn, hỏa diễm thủ hộ quanh người hắn. Phong Phi Vân dẫn đầu đi tới trước, dưới lớp băng tinh kia có thể nhìn thấy khoa văn vô kinh, đột nhiên Phong Phi Vân dừng lại, hắn nhìn thấy một dụng cụ trong tầng băng, đó là một cây gậy màu vàng kỳ quái cắm trên vách đá, phía trên điêu khắc đường vân cổ xưa, tỏa ra hào quang nhàn nhạt. Nơi này hàn băng và huyền băng tủy có thể đông nát cả linh khí bình thường, nhưng mà cây gậy màu vàng lại chọc vào bên trong. Một chút cũng không có bị tổn hại. Da dầu Phong Phi Vân run lên, bởi vì hắn nhìn thấy trên cây gậy màu vàng này có một giọt huyết dịch chưa khô, chỉ một giọt huyết dịch nhưng lại làm cho người ta hoảng sợ, ẩn chứa khí tức nguy hiểm không gì sánh được. Đây là một giọt huyết dịch hơn vạn năm chưa khô,
ngay cả chung quanh là huyền băng tủy cũng không thể đông cứng nó lại, có thể tưởng tượng chủ nhân giọt huyết dịch này là một nhân vật hoặc là sinh vật cực kỳ khủng bố. Đây là một cây kim cương sử, là dụng cụ Phật môn. Vô sắc vô tương nhận ra cây gậy cắm vào trong hàn băng, hắn tính tình vốn lạnh nhạt nhưng bây giờ lại vô cùng hưng phấn kích động, bởi vì hắn có thể cảm giác được trong kim cương sử ẩn chứa lực lượng bàn bạc, tuyệt đối là một kiện ngũ phẩm linh khí Phật bảo, thánh vật vô giá. Tứ phẩm linh khí cũng đã được xưng là chấn thế giết binh, cả thần tấn vương triều không cao hơn 20 kiện, ngũ phẩm linh khí uy năng khủng bố bực nào có thể nghĩ được. Nếu như phóng ra một ngoài một kiện ngũ phẩm linh khí, tất nhiên sẽ sinh ra sóng to gió lớn, có lẽ một ít chân nhân lánh đời ngàn năm sẽ đi ra tranh đoạt. Phong Phi Vân tập trung nhìn vào, quả nhiên phát hiện phần đuôi kim cương sử có 4 dây leo màu vàng, bên trong bao quanh một viên Phật châu nhỏ như quả óc chó, nó tỏa ra khí thức bình thản và tường hòa, giống như có thánh Phật đang ngồi thiền bên trong. Nơi này còn chưa đi tới nơi cuối cùng của huyệt động. Chỉ đi được nửa đường đã phát hiện ra thánh vật chấn thế của Phật môn, phía trên còn có một giọt máu tươi vạn năm bất diệt, kim cương sử là ai làm rơi ở đây? Máu tươi trên kim cương sử là của ai? Như không phải là bị hàn băng phong ấn dày đặc, còn có Phật lực bất diệt trên kim cương sử chấn áp, chỉ sợ với khí tức của một giọt máu tươi này cũng đủ trùng kích cự phách trọng thương. Vô sắc vô tương điểm ngón tay lên mặt băng, hào quang màu trắng bắn ra ngoài làm cho cả sơn động chấn động. Nhưng mà không cách nào phá hủy hàn băng được, ngược lại còn có khí tức hàn băng khổng lồ bắn ngược lại, đẩy hắn lui một bước. VIPVANDAN.VN Chương 1047, Người chung kết thời đại Phật môn. Vô sắc vô tương cường đại, Phong Phi Vân cũng biết rõ, Phật hiệu khôn cùng, có thể dẫn tới vạn Phật tùy tùng, một mình một người chống lại tử vong hành giả của Sâm La Điện, đủ để so sánh với trưởng giáo tiên môn. Thậm chí còn cường đại hơn cả trưởng giáo tiên môn, nhưng mà dùng tu vị của hắn lại không cách nào dung chuyển hàn băng, quả thực có chút làm cho người ta sợ hãi. Ta đến thử xem. Phong Phi Vân tế thiên tủy binh đảm ra, ngưng tụ thành một thanh kiếm sắc bén, nhẹ vung lên hư không, dễ dàng cắt ra một khối hàn băng. Thiên tủy binh đảm có thể chém nát linh khí, có thể chém nứt hàn băng cũng nằm trong dự liệu của Phong Phi Vân. Kim cương sử bị đông cứng dưới hàn băng. Phong Phi Vân nắm thiên tủy binh đảm, cẩn thận đâm về phía trước, vô sắc vô tương đứng sau lưng Phong Phi Vân hộ pháp cho hắn, ngăn cản hàn băng tủy bắn ra. Oanh! Thiên tủy binh đảm mới vừa vặn đâm vào sâu một thước, bỗng dưng có một lực lượng bàng bạc từ trong bắn ra, chấn động thiên tủy binh đảm rung rung, hai tay Phong Phi Vân nếu không cầm chắc trong tay thì thiên tủy binh đảm cũng đã bay ra ngoài. Dù vậy Phong Phi Vân vẫn bị lực lượng này chấn động khiến năm ngón tay vỡ ra, làn da tổn thương khắp nơi. Phong Phi Vân cắn răng, tiếp tục đâm sâu thêm nửa tấc, lập tức một Phật âm khổng lồ nổ vang, từ trong kim cương sử bắn ra ngoài, đánh bay Phong Phi Vân cùng vô sắc vô tương đều ra xa hơn 100 mét. Khá tốt hai người cũng chỉ bị thương nhẹ, nếu đổi thành kẻ khác chỉ sợ đã hồn phi phách tán rồi. Hỏng bét, chúng ta không nên tùy tiện ra tay, kim cương sử đã bị dính huyết dịch nên ma hóa rồi, khí linh hung tính 10 phần, bản thân tỏa ra hung tính khủng khiếp, nếu không phải bị hàn băng phong bế. Chỉ sợ đã sớm lao ra ngoài hóa thành hung binh, tàn sát thiên hạ. Vô sắc vô tương lau lau vết máu trên người, quần áo trắng nhiễm bùn đất, lúc này nhìn qua linh khí trong hàn băng với thần thái lo lắng. Cả huyệt động đều tràn ngập khí tức hỗn loạn, Phong Phi Vân tế miểu quỷ ban chỉ thủ hộ bản thân, hắn cảm giác được uy năng khổng lồ của kim cương sử, đây chỉ có 3 phần uy nghiêm tỏa ra, 7 phần đã bị hàn băng phong ấn. Dưới khí tức hỗn loạn này không cách nào tiến thêm nửa bước. Tùy tiện đi tới, cho dù Phong Phi Vân thân thể cường đại, vô sắc vô tương tu vị cao thâm cũng có khả năng chết bên trong. Vô sắc vô tương thần sắc khẽ động, nói. Ta nhớ ra rồi, cây kim cương sử này rất có thể chính là một trong 3 kiện trọng bảo của Phật môn, vong tâm cổ sát chính là thánh bảo Phật môn. Vong tâm cổ sát, vì sao ta chưa từng nghe nói qua? Phong Phi Vân nói. Vô sắc vô tương nói. Một vạn năm trước khu vực này đã xảy ra một tràng hạo kiếp, cơ hồ tất cả thánh địa Phật môn đều bị hủy diệt, trước tràng hạo kiếp này thì nơi đây chính là thiên địa của Phật môn, còn hưng thịnh hơn Phật môn hiện tại gấp 100 lần, lúc ấy tồn tại 3 tòa cổ tháp, chính là 3 Phật môn đứng đầu chính đạo, 3 cổ tháp này có 3 món ngũ phẩm linh khí Phật bảo, chấn nhiếp thiên hạ, không người có thể địch, vong tâm cổ sát chính là một trong 3 món này. Hiện tại thần tấn vương triều đừng nói là ngũ phẩm linh khí. Cho dù là tứ phẩm linh cũng hiếm thấy,
uy năng ngũ phẩm linh khí bộc phát ra toàn bộ, một kích của nó có thể diệt ngàn vạn người, khu vực vạn dặm sẽ biến thành khô cằn. Vô sắc vô tương lại nói. Trên sách cổ Phật môn ghi lại, thời điểm xảy ra hạo kiếp vạn năm trước, ba đại cổ tháp có ba lão tăng cường đại nhất mang theo ba kiện ngũ phẩm linh khí Phật bảo, đồng thời tiến lên ngăn cản chàng hạo kiếp đó, muốn đánh cược lần cuối cùng, chỉ tiếc ba lão tăng vừa đi không quay lại, ba kiện ngũ phẩm linh khí cũng biến mất theo, rốt cuộc không có xuất hiện trên thế gian, không tới một trong ba kiện ngũ phẩm linh khí, kim cương sử lại xuất hiện trong huyệt động này. Ba kiện ngũ phẩm linh khí biến mất, ngay cả thánh điển Phật môn Kim Tạng Kinh cũng không biết kết cục thế nào. Nhưng chắc chắn hạo kiếp đó đã chôn vùi thời đại huy hoàng của Phật môn. Kim cương sử có một giọt huyết dịch, chẳng lẽ chính là huyết dịch của sinh linh đó, chính là sinh linh đánh bại ba lão tăng và gây thương tích cho ba món ngũ phẩm linh khí. Đã qua một vạn năm, thật sự quá xa xưa, lúc ấy rốt cuộc là tình huống như thế nào đã không thể khảo cứu, tất cả cũng chỉ là Phong Phi Vân suy đoán mà thôi, có lẽ căn bản còn kém sự thật cả vạn dặm. Thật lâu sau, trong huyệt động mới ổn định lại, Phong Phi Vân cùng vô sắc vô tương cũng không phải người nhát gan, lập tức xâm nhập vào huyệt động, đi tới trước kim cương sử. Kim cương sử vẫn cắm vào vách đá như trước, bị hàn băng dày 3 mét bao trùm, về phần rãnh băng bị Phong Phi Vân đâm rách đã biến mất không còn nữa, hiển nhiên đã bị hàn băng bổ sung vào. Ồ, giọt máu tươi biến mất rồi. Ánh mắt Phong Phi Vân nhạy cảm, phát hiện giọt máu tươi đã dung nhập vào trong kim cương sử, in một huyết điểm ửng đỏ trên kim cương sử, thập phần chói mắt. Vô sắc vô tương tự nhiên cũng nhìn thấy kim cương sử biến hóa, nghiêm nghị nói. Kim cương sử đã nhiễm tà tính, Phật lực bị huyết dịch xâm nhuộm, biến thành ma binh, một khi phá phong mà ra, tuyệt đối là tai nạn to lớn. Phong Phi Vân tự nhiên cũng cảm nhận được tà tính từ kim cương sử tỏa ra, như không phải bị hàn băng phong bế, chỉ sợ nó đã tự động bay ra xuyên thủng thân thể Phong Phi Vân, thôn phệ toàn bộ máu tươi của hắn. Không thể phá hàn băng nữa, nếu như cây kim cương sử này bay ra ngoài, với tu vị của hắn không cách nào trấn áp được. Hai người càng hiếu kỳ, tiếp tục đi sâu vào trong huyệt động, chưa đi được vài bước đã nhìn thấy trong hàn băng có một bộ hài cốt này giống như hoàng kim tạo thành, có ba đạo hào quang màu vàng chói mắt tỏa ra, giống như có ba viên hàn ngọc khảm vào trên xương cốt, trong chúng có Phật quang nhu hòa tỏa ra ngoài. Nhìn thấy hài cốt này, vô sắc vô tương lập tức sửa y quan, quỳ trên mặt đất bái ba bái, chắp tay trước ngực, trong miệng đọc Phật ngữ suốt nửa canh giờ. Đây là tiền bối Phật môn. Trong thân thể ngưng tụ ra ba khỏa xá lợi, tu vị quả thực cao không thể chạm tới, nếu ta không có đoán sai, chỉ sợ hắn là lão tăng sử dụng vong tâm cổ sát. Vô sắc vô tương vô cùng thánh kính với bộ hài cốt này, sau đó niệm vãn sinh kinh siêu độ lão tăng. Kim cương sử ở gần hài cốt như thế, rất có thể chính là chủ nhân của kim cương sử, cốt cách vạn năm không nát, có thể thấy được lão tăng này tu vị lúc trước khủng bố như thế nào. Phong Phi Vân cẩn thận quan sát hài cốt này. Phát hiện trên hài cốt có vài nơi chí mạng, một chỗ là, cái ót, sọ hoàn toàn nát vụn, một chỗ khác là, lưng, lưng trực tiếp bị bẻ gãy. Hài cốt này chính là trọng bảo, nhưng lại có ba khỏa xá lợi thì Phong Phi Vân muốn lấy nó ra khỏi tầng băng, nhưng lại bị vô sắc vô tương ngăn cản. Tu sĩ Phật môn truy cầu cả đời thanh tịnh, thời điểm còn sống đã thanh tịnh, chết cũng nên để cho bọn họ chết thanh tịnh, vô tướng khẩn cầu Phong huynh giơ cao đánh khẽ, cho tiền bối được ngủ say. Vô tướng có thể xuất ra một kiện Phật bảo bồi thường cho Phong huynh. Vô sắc vô tương lấy ra Phật châu màu vàng lớn chừng nắm tay, chính là hộ thể Phật bảo của hắn, linh tính tràn đầy, xem xét cũng không phải là phàm phẩm, giá trị cũng không kém gì ba viên xá lợi tử, đưa cho Phong Phi Vân. Phong Phi Vân vốn đã tế ra thiên tủy binh đảm, ý đào hài cốt này ra, nhưng mà nghe được vô sắc vô tương nói thế thì xấu hổ, thu hồi thiên tủy binh đảm, cười nói. Không đào thì không đào. Thật sự là xui, sau này ta kiên quyết không tầm bảo với hòa thượng, cái này không thể đào, cái khác không thể đào, thật không thú vị. Đây là một viên Phật châu, Phong huynh cho dù như thế nào cũng nhận lấy đi. Vô sắc vô tương nói. Ngươi cũng gọi ta là Phong huynh, ta làm sao không biết xấu hổ nhận đồ của ngươi chứ, lại nói ta không thiếu bảo vật, sở dĩ đào hài cốt này ra chính là muốn lấy xá lợi tử đưa cho Nạp Lan, nhưng mà nha đầu kia không thích tu Phật, xem như xong. Hai người tiếp tục đi về phía trước, trên đường đi lại nhìn thấy hai kiện Phật môn thánh bảo, một kiện là thanh đồng cổ Phật, một kiện khác là một cái Phật chung to lớn, trên hai kiện thành bảo này nhiễm đầy máu tươi, đã dung nhập vào trong chúng,
tà khí còn lớn hơn kim cương sử vô số lần, giống như đại ma đầu bị phong ấn trong hàn băng. Trong không khí tràn ngập tà khí đậm đặc, yêu ma chi huyết trong người Phong Phi Vân bị tà sát khí ảnh hưởng nên đã dục dịch, đặc biệt là sống lưng Diêm Vương đã chấn động mạnh, tỏa ra rất nhiều hắc khí, không ngừng tuôn ra ngoài. Lưng Phong Phi Vân giống như hóa thành hắc long, tà vô cùng đậm đặc, lưng Diêm Vương giống như muốn xé nát thân thể Phong Phi Vân lao ra ngoài. Oanh! Lưng Diêm Vương bị huyết khí ảnh hưởng, bộc phát âm thanh chói tai trong người Phong Phi Vân, sâu trong lưng, trong xương tủy dường như có âm thanh mang theo tà khí. Ta muốn thiên hắc ám trọn đời, ta muốn địa thấm nhiễm máu tươi, ta muốn thiên hạ Phật tu, tận luân tà đạo. Lưng Phong Phi Vân giống như hóa thành hắc long, kinh mạch hiện ra trên làn da, trở nên đen kịt giống như dây leo dài hẹp, làm cho hắn giờ phút này bộ dáng trở nên đặc biệt hung lệ, giống như tà ma xuất thế. Phong Phi Vân tự nhiên biết rõ biến hóa của mình, tư tưởng càng lúc càng hỗn loạn, ánh mắt đỏ như máu, tràn ngập sát khí và dục niệm, hai cảm xúc mặt trái này không tới từ yêu ma chi huyết, mà là lưng Diêm Vương. Trong lưng Diêm Vương có một tà hồn cực kỳ cường đại ẩn thân sâu trong nó, không ngừng quán thâu sát ý và dục niệm vào đầu Phong Phi Vân, ảnh hưởng tâm thần Phong Phi Vân. Ma tính của hắn bắt đầu kích phát lần nữa. Phong Phi Vân liền tranh thủ mặc cưu cửu quái bào lên người mình, cố gắng áp chế ma tính và dục niệm trong đầu, ma vân trên người thối lui một ít, ảm đạm không ít, nhưng vẫn không cách nào áp chế được. Vô sắc vô tướng phát giác được Phong Phi Vân biến hóa, vội vàng chắp tay trước ngực, miệng niệm tĩnh tâm, Phật văn không ngừng xuất hiện khi hắn tụng niệm, dung nhập vào trong người của Phong Phi Vân. Oanh! Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lưng Diêm Vương bộc phát tà khí mạnh hơn trước, một đạo tà khí vô cùng cường đại lao ra khỏi thân thể Phong Phi Vân, hắn không ngừng giống to, lập tức đánh bay vô sắc vô tương ra ngoài. Đây là lực lượng vô cùng mạnh mẽ, trùng kích lên thân thể vô sắc vô tương và đụng nát Phật khí hộ thân trên người hắn, thân thể bay ra thật xa, hắn bay thẳng ra ngoài, đụng nát hai tảng đá ở miệng hầm rượu, hắn bị trọng thương. Phốc! Vô sắc vô tương miệng phun máu tươi, trong ánh mắt lộ vẻ không thể tin nổi, trong người Phong Phi Vân bộc phát tà tính quá mạnh mẽ, không thua gì nửa bước chân nhân. Ầm ầm, tiếng nổ kinh thiên động địa truyền ra, núi đá sụp đổ xuống, hầm rượu cũng tan nát. Nạp Lan Tuyết Tiên cùng La Ngọc Nhi nghe tiếng động thì nhanh chóng chạy qua. Các nàng vốn vẫn còn thi đấu, nhưng mà tiếng động quá lớn đã hấp dẫn các nàng. Nạp Lan Tuyết Tiên thập phần vội vàng nói. Vô sắc vô tương đại sư, người bị thương như thế, chẳng lẽ là người Xâm La Điện đã đuổi tới? Vô sắc vô tương giờ phút này bị người ta đả thương, nàng không thể nghĩ ra ai khác ngoài Xâm La Điện, làm cho Nạp Lan Tuyết Tiên kinh hãi. Không phải người Xâm La Điện. Vô sắc vô tương lắc đầu, sắc mặt có hơi trắng bệch. Phong Phi Vân đi nơi nào, là người phương nào làm người bị thương? La Ngọc Nhi rất lo lắng an nguy của Phong Phi Vân. Đặc biệt là nhìn thấy vách núi trước mặt sụp đổ, làm cho nàng có dự cảm xấu. Nàng không biết vì sao mình quan tâm an nguy của Phong Phi Vân như vậy, giống như việc nàng cũng chẳng hiểu vì sao đáp ứng quyết đấu với Nạp Lan, có lẽ là bởi vì Phong Phi Vân nếu xảy ra chuyện thì không ai bảo vệ nàng, hoặc có lẽ bởi vì nàng đã sinh ra ỷ lại vào Phong Phi Vân. Tay vô sắc vô tương chỉ vào vách đá sụp đổ, nói. Phong Phi Vân, hóa ma. Hắn lại phun ra một ngụm máu tươi, vừa rồi thân thể Phong Phi Vân bộc phát tà khí quá cường hãn, làm cho hắn bị thương rất nặng, vội vàng khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu chữa thương, nếu như không chữa thương, hắn có thể chết. Hóa ma! Sắc mặt Nạp Lan Tuyết Tiên biến đổi đột ngột, nàng tự nhiên biết rõ Phong Phi Vân trong người có yêu ma chi huyết, một khi hóa ma sẽ trở nên vô cùng đáng sợ, thậm chí có khả năng biến thành ma đầu không có lý trí, giết người thành tính. La Ngọc Nhi tự nhiên không biết những chuyện này, nhưng mà nàng biết rõ Phong Phi Vân khẳng định tao ngộ chuyện không tốt, trong lòng có chút sốt ruột khó hiểu, cầm thần trượng màu trắng quét qua, quét bay một khối cự thạch nặng vạn cân, sau đó tiếp tục quét bay tảng đá khác. Nạp Lan Tuyết Tiên cũng nhanh chóng đi hỗ trợ, phải nhanh chóng mở ra thông đạo đi vào huyệt động. Mà đúng lúc này một đám tu sĩ tà đạo đã cách nơi bọn họ vài trăm dặm, tổng cộng có vài chục người, tu vị đều cực kỳ cường đại. Chính là tu sĩ Xâm La Điện, bọn chúng đã theo vào Thập Vạn Sơn Hà. Đoạn đường này thật sự là hung hiểm, dị thú vô cùng cường đại, còn có linh thú hung cầm, nếu không phải sinh mệnh hành giả đại nhân ra tay, sợ rằng chúng ta đã toàn quân bị diệt. Lục hộ pháp trưởng lão nói ra.
Lục hộ pháp trưởng lão cũng có tu vị cự phách hậu kỳ, nhưng mà đối mặt với linh thú khủng bố trong thập vạn sơn hà cũng cảm thấy sợ hãi khó hiểu. Không biện pháp, ai bảo thiên vu thần nữ mất trong tay chúng ta, loại chuyện hung hiểm này cứ giao cho chúng ta thôi. Hộ pháp trưởng lão Thác Bạt Hoành cũng buồn bực, đừng nhìn cường giả Xâm La Điện thì oai phong, mà bọn họ bởi vì làm mất thiên vu thần nữ cho nên nhất định phải đi vào thập vạn sơn hà. VIPVANDAN.VN Chương 1049, nữ tử tuyệt mỹ bị băng phong. 2. Nhớ tới các tin đồn đáng sợ của thập vạn sơn hà, ngay cả cự phách cũng kinh hồn táng đảm. May mắn có sinh mệnh hành giả đại nhân đi trước dò đường, tìm kiếm con đường an toàn, bằng không thì bọn họ đã sớm chết trong bụng linh thú cường đại. Một đội tu sĩ tà đạo Xâm La Điện do bốn đại hộ pháp trưởng lão dẫn đầu, theo thứ tự là ngũ hộ pháp trưởng lão, lục hộ pháp trưởng lão, thập cửu hộ pháp trưởng lão Thác Bạt Hoành, lục thập thất hộ pháp trưởng lão. Bốn người này đương nhiên là thất bại trong nhiệm vụ lần trước. Bốn phong phi vân chạy đến thập vạn sơn hà chính là tự tìm đường chết, người Xâm La Điện hoàn toàn có thể thủ ở bên ngoài, không cần thiết đi vào bên trong. Nhưng mà trận đánh cờ với Tà Hoàng Thiếu Chủ và Thần Vương huyên náo thiên hạ đều biết, dù sao Xâm La đã từng là đệ nhất thánh địa tà đạo, phong phi vân còn dám xông vào thập vạn sơn hà, mà bọn họ không dám đi vào, chắc chắn bị người ta cười nhạo. Vì vậy làm bốn hộ pháp trưởng lão như bọn họ cũng phải đi theo vào. Các ngươi tới đây. Trong lòng bốn hộ pháp trưởng lão nghẹn một bụng tức giận, sau khi tìm được phong phi vân thì nhất định phải giáo huấn hắn một phen. Ồ, sinh mệnh hành giả đại nhân chuyên tin tức về, phía trước 300 dặm có một tiểu bộ lạc, phát giác được khí tức của thiên vu thần nữ. Ngũ hộ pháp trưởng lão thu được truyền âm của sinh mệnh hành giả, thân thể khẽ động, triển khai thân pháp quỷ dị, thân hình như điện, bóng người giống như quỷ ảnh xuyên qua rừng rậm. Rất nhanh bốn đại hộ pháp dẫn đầu đi tới bộ lạc, 300 dặm đường đối với cự phách chỉ là mấy hô hấp mà thôi. Trong huyệt động, tà khí trên người phong phi vân chấn động, hai mắt đỏ bừng, thét dài một tiếng, một chảo đánh nát hàn băng, băng tinh bay ra, mặt băng vỡ ra, thanh đồng cổ Phật bị phong ấn bên dưới băng bay ra ngoài, bay vào trong tay phong phi vân. Trên thanh đồng cổ Phật có đầy máu tươi, Phật khí cùng tà khí tương dung. Thời điểm nó bay ra khỏi mặt băng, cổ Phật phát ra tiếng gào kinh thiên động địa giống như sấm sét, chấn nát hư không, Phật ảnh huyễn hóa, vạn Phật triều tông xuất hiện. Nhưng mà rất nhanh, một khí tức tà ác xuất hiện, Phật âm biến thành tiếng kêu gào giết chóc, giống như lập tức đến địa ngục. Oanh! Phong Phi Vân một đặt lên cổ Phật, trong thân thể có lực lượng liên hệ với cổ Phật nhanh chóng bị chấn áp rơi vào trong tay Phong Phi Vân. Phong Phi Vân giờ phút này nổi giận, vỗ mặt một cái, lực lượng mang tính xé rách hiện ra, oanh, hàn băng bị đánh nát, hai kiện Phật khí là kim cương sử, tạo hóa thần trung bay ra khỏi băng, cũng bộc phát ra uy năng kinh thiên động địa, Phật âm nhấp nhô, tiếng chuông như thần lôi. Thiên vu thần nữ, chết đi cho ta. Phong Phi Vân trên người ma vân lượn lờ, hai mắt đỏ thẫm, trong miệng khàn khàn đáng sợ, giọng nói này hoàn toàn khác với giọng của Phong Phi Vân, giống như từ trong địa ngục lao ra. Quần áo trên người Phong Phi Vân đã sớm tan nát, chỉ có một kiện yêu ma chiến y khoác lên vai, cánh tay và lông ngực xuất hiện cơ bắp rắn chắc, mang theo ba kiện tà khí Phật môn chiến binh đi sâu vào trong huyệt động. Phong Phi Vân mỗi một bước đạp trên mặt đất đều làm hàn băng tan vỡ, mặt đất nứt ra. Tà khí trên người bị chấn vỡ bắn ra ngoài, ngay cả hàn băng tủy cũng không ngoại lệ. Oanh! Phong Phi Vân cũng không biết chạy bao lâu, xuyên qua bình chướng hàn băng bảy màu, giống như vượt qua không gian xa xôi, chạy vội tới cuối huyệt động. Đây là không gian cực lớn cao tới trăm trượng, rộng lớn mấy trăm trượng, có vài chục cây cột lớn, toàn đều là băng tinh bao phủ, băng hàn bên trong không phải Phong Phi Vân có thể đánh tan. Đây là cung điện bằng băng chìm vào mặt đất. Trong cung điện có ngọc đài hình tròn có một nữ tử đoan trang thánh khiết, tóc dài rủ xuống đất, da thịt tuyết trắng, lông mi như lá liễu, bờ môi như hồng anh, dung mạo tuyệt lệ động lòng người, mặc dù so với Nam Cung Hồng Nhan cùng Đông Phương Kính Nguyệt cũng tuyệt không kém cỏi bao nhiêu. Nàng cũng bị đóng băng dày đặc quanh người, lẳng lặng ngồi xếp bằng, muôn đời bất động, trên người có tiên hà vờn quanh, tiên hà hình dạng như thần thụ, nàng bị đóng băng vạn năm, hai mắt nhắm chặt, có lẽ đã triệt để chết đi. Cung điện dưới đất đóng băng vạn năm, một giai nhân tuyệt sắc đang ngồi trong hàn băng, vạn năm qua không nhúc nhích, thân thể không hủ, da thịt không hươm, thậm chí ngay cả mỗi sợi lông mi của nàng cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.
Thời gian vạn năm thật sự quá lâu, đủ để làm thi thể tu sĩ hư hại, làm cho biển cả biến ruộng dâu, làm cho một quốc độ vĩnh hằng tan vỡ, thành lập hoàng quyền mới, sinh ra nhiều đời hào kiệt, thời gian tụ tập thành con sông dài, không biết chảy về đâu. Ngay cả chân nhân niết bàn cảnh cũng không thể nào sống vượt qua vạn năm, thậm chí có rất nhiều vũ hóa cảnh không thể sống qua vạn năm, thân thể căn bản không ngăn cản được thời gian ăn mòn, cuối cùng nhất chết già, thiên nhân ngũ suy. Nhưng mà nữ tử đông cứng dưới băng cứng này cũng đã bị đóng băng một vạn năm, thân thể như thần ngọc, thướt tha giống như thiên nữ, thật giống như nàng có thể mở mắt và tùy thời phá băng đi ra. Nhưng mà sinh cơ trong người của nàng đã đoạn tuyệt, chết hơn vạn năm trước, sở dĩ thân thể còn không có hư thối đó là bởi vì hàn băng nơi này còn lạnh hơn cả huyền băng tùy, bảo tồn cơ thể của nàng không hư hại, cho nên vẫn như đang ngủ. Phong Phi Vân mang theo ba kiện Phật bảo đầy tà khí. Chỉ thoáng nhìn qua nữ tử trong băng tinh thì gào thét liên tục, kim cương sử, tạo hóa thần trung, đại phạm Phật trung đánh ra ngoài, oanh kích lên đỉnh đầu nữ tử trong băng, bộc phát ra âm thanh đinh tai nhức óc. Tầng băng kiên cố, dày chừng 5 mét, ba kiện Phật bảo không ngờ không thể tổn hại tầng băng. Giết, giết, giết. Trong người Phong Phi Vân bộc phát tiếng hô khủng bố, nếu như cẩn thận nghe thì phát hiện những tiếng hô này phát ra từ sau lưng của hắn, cũng không phải từ miệng hắn phát ra. Kim cương sử, tạo hóa thần trung, đại phạm Phật trung chính là ngũ phẩm linh bảo, có thần uy diệt sạch chúng sinh, chúng không ngừng oanh kích lên mặt băng, rốt cục mặt băng cũng sinh ra vết rạn, đang không ngừng công kích thì vết rạn cũng càng ngày càng lớn hơn. Hai mắt Phong Phi Vân giống như có thiên hỏa thiêu đốt, nóng rực nhìn chằm chằm vào cô gái tuyệt sắc trong tầng băng, trong miệng phát ra tiếng gào rú, không ngừng công kích. 40 đạo thần thức trong người Phong Phi Vân bị một đám tà khí màu đen không ngừng trấn áp vào một góc. Đoàn tà khí này vô cùng hung mãnh, chiếm cứ thân thể Phong Phi Vân, mang theo sát niệm và dục niệm to lớn. Quả nhiên sâu trong lưng Diêm Vương còn có một đạo thần hồn, không ngờ lao ra khỏi lưng Diêm Vương, chiếm cứ thân thể của ta. Phong Phi Vân có thể trông thấy, có thể nghe thấy, thậm chí cảm nhận tất cả giác quan, kể cả xúc giác, khứu giác. Nhưng mà hắn không cách nào khống chế thân thể của mình. VIPVANDAN.VN Chương 1050, Thiên Vu Thần Nữ đời trước. Thân thể của hắn bị lưng Diêm Vương khống chế, không bị hắn chi phối. Lưng chính là nơi giao nhau của các dây thần kinh, tủy sống bên trong có thể khống chế toàn thân, khống chế cơ bắp, nội tạng. Lưng Phong Phi Vân đã bị Diêm Vương khống chế, động tác làm ra không phải do hắn điều khiển, thậm chí trong lưng còn có một đám khí thể màu đen bắt đầu ăn mòn đại não Phong Phi Vân. Vì sao lưng Diêm Vương đột nhiên thức tỉnh? Còn trở nên luống cuống như thế, hơn nữa vì sao ba món chiến binh Phật môn khôn cùng kia có thể bị Diêm Vương tùy ý khống chế, giống như nhận Diêm Vương làm chủ vậy. Phong Phi Vân nghĩ đến một khả năng, chẳng lẽ Diêm Vương chính là sinh linh khủng bố kết thúc thời đại của Phật tu, ba kiện Phật môn chiến binh có huyết dịch của Diêm Vương, cho nên tà hồn bất diệt giấu trong lưng Diêm Vương cảm nhận được ba kiện Phật môn chiến binh kia kêu gọi thì thức tỉnh. Phong Phi Vân càng nghĩ càng kinh hãi. Nhưng đây cũng là khả năng hợp tình hợp lý nhất, cũng chỉ có như thế ba kiện Phật môn chiến binh mới bị Phong Phi Vân khống chế, nên nói là do Diêm Vương khống chế mới đúng. Nhưng mà cũng có điểm không hợp lý, ví dụ như thi thể Diêm Vương trước tiên là do lão tổ Tử Minh Thi Động đào ra từ Vũ Hóa Mộ Nguyên tại Nam Thái Phủ, mà ba kiện Phật binh dính huyết dịch nằm ở dưới mặt đất vạn trượng, hai nơi này cách xa nhau hơn 10 vạn dặm. Còn có một điểm, nữ tử trong băng là ai? Vì sao Diêm Vương không ngừng kêu giết lại giết, cả hai có thù hận lớn lao sao? Giết! Diêm Vương chi phối thân thể Phong Phi Vân, điều động ba kiện Phật môn chiến binh, không ngừng phát động công kích đánh vào mặt băng, bộc phát âm thanh còn lớn hơn cả núi lớn sụp đổ, chấn động không gian lắc lư mạnh mẽ. Phong Phi Vân nhìn kỹ cô gái này, sinh cơ trong người của nàng đã đoạn tuyệt, nhưng mà trong cơ thể có thần hà vần quanh, đó là một cây bất tử thần thụ, nó sinh trưởng trong cơ thể của nàng. Phong Phi Vân cũng quan sát qua Thiên Vu thần thụ trong người La Ngọc Nhi, phát hiện cây thần thụ này giống nhau như đúc. Hẳn nàng chính là Thiên Vu thần nữ của nhiều đời trước. Phong Phi Vân liên tưởng tới tấm bia đá cổ xưa trong tiểu bộ lạc, văn tự trên bia đá chính là Thiên Vu thần nữ khắc, ghi chép hạo kiếp vạn năm trước. Nếu như nữ tử trong băng chính là Thiên Vu thần nữ đời trước, như vậy tất cả có thể giải thích thông suốt. Thiên Vu thần nữ đời trước khẳng định cũng là thiên chi kiều nữ tu vị thông huyền, liên thủ với ba cao tăng đối phó Diêm Vương, không biết đại chiến lúc ấy kinh thiên động địa cỡ nào, trực tiếp làm cho thời đại Phật tu chấm dứt,
cơ hồ tất cả Phật môn đều bị diệt sạch, mà kết quả cuối cùng chính là bốn người vẫn lạc. Mà Thiên Vu thần nữ đời trước đóng băng ở chỗ này, tuy Thiên Vu thần thụ trong người đã sắp chết héo, nhưng mà dù sao còn không có chết, cũng chính bởi vì trong người Thiên Vu thần nữ có Thiên Vu thần thụ còn không có chết héo, cho nên La Ngọc Nhi mới không cách nào thức tỉnh Thiên Vu thần thụ của mình. Trên đời này tuyệt đối không có khả năng xuất hiện hai gốc Thiên Vu thần thụ. Nghĩ đến đây, Phong Phi Vân có cảm giác rộng mở trong suốt, nghĩ thông suốt một điểm rồi, chứ có một điểm là thi cốt Diêm Vương đào ra từ dưới đáy Vũ Hóa Mộ Nguyên, mà Thiên Vu thần nữ lại bị băng phong trong Thập Vạn Sơn Hà, hai nơi cách nhau quá xa. Tin tức đầu tiên kinh thiên động địa. Dưới đáy Vũ Hóa Mộ Nguyên có một tòa băng cung bay lên cao, lơ lửng giữa không trung, hằng cổ không ngã, hào quang vạn trượng, bên trong có hàn khí đóng băng mấy ngàn dặm, một phần ba Nam Thái cũng bị hàn khí xâm lấn, băng tuyết tán loạn. Cái gì, đông cứng mấy ngàn dặm, hàn khí bao trùm một phần ba Nam Thái phủ, ông trời, so với băng cung xuất thế 6 năm trước còn lợi hại hơn nhiều. 6 năm trước băng cung dưới đáy Vũ Hóa Mộ Nguyên bay lên cao, lơ lửng giữa không trung gần 2 năm, lúc ấy cũng chỉ có băng tuyết bao phủ một quận mà thôi, hôm nay lại khuếch tán bao phủ một phần ba Nam Thái phủ. Lúc ấy đệ tử Vạn Tượng Tháp đang đi tới Nam Thái phủ lịch lãm rèn luyện, chỉ tiếc lúc ấy Phong Phi Vân tu vị quá thấp, cũng không có tiến vào Vũ Hóa Mộ Nguyên, rất nhiều tầm bảo sư và tu sĩ lớp già của Vạn Tượng Tháp đã đi tới đó. Sau đó băng cung tiếp tục rơi xuống đất, lúc ấy vô số cường giả đào xuyên qua Vũ Hóa Mộ Nguyên, tuy nhiên không thể nào tìm được tòa băng cung kia, sau đó vẫn bỏ qua. Băng cung xuất thế lần nữa làm cho rất nhiều tầm bảo sư cùng tiên môn đại giáo cổ xưa kích động, muốn lập tức tiến đến Nam Thái Phủ. Trong băng cung có âm thanh chấn động rung trời, có cách ngàn dặm cũng có thể nghe được. Băng cung xuất thế lần này thập phần không tầm thường, bên trong dường như có hai sinh linh khủng bố đại chiến. Rất nhiều người đều mơ ước đi tới Nam Thái Phủ, cảm thấy trong băng cung khẳng định có bảo vật tuyệt thế, tùy tiện đạt được một cũng có thể một bước lên trời, nhưng mà vừa nghĩ tới hôm nay Nam Thái Phủ đã là địa bàn của nữ ma, hơn nữa khắp nơi đều là thi tà hoành hành, có thể nói là cấm địa sinh mệnh, trong lúc nhất thời làm cho người ta do dự. Nữ ma tuyệt đối không dễ chọc, nàng đã từng đánh bại 300 triệu thần vũ quân, thi nằm vạn dặm, làm cho ba đại thiên hầu bại trận, làm cho cả thần tấn vương triều không dám động tới nàng, hôm nay ai cũng không biết tu vị của nàng khủng bố tới cỡ nào, nếu tùy tiện xông vào địa bàn của nàng, chắc chắn sẽ bị gạt bỏ. Đương nhiên vẫn có người lớn gan lẻn vào Nam Thái Phủ. Kim Cương Sử, Tạo Hóa Thần Trung, Đại Phạm Phật Trung chính là Phật bảo từng trấn nhiếp tà ma, nhưng bây giờ nhiễm máu tươi của Diêm Vương nên hóa thành ba kiện hung binh cái thế, tà khí áp đảo Phật khí, đánh nát mặt ngoài của Hàn Băng. Nếu ở bên ngoài, một kích của chúng có thể hủy diệt hơn ngàn dặm. Tuy thể chất Phong Phi Vân cường đại, nhưng dù sao vẫn còn kém chân nhân rất nhiều, mặc dù có Diêm Vương tà khí khống chế ba kiện Phật binh, nhưng vẫn có siêu phụ tải áp lên người hắn, da thịt hắn có vết rạn, huyết châu không ngừng chảy ra ngoài. Không được, phải lập tức đoạt quyền khống chế thân thể lại, bị Diêm Vương rong dài như thế này, thân thể không cách nào thừa nhận ba kiện Phật bảo cắn trả, thân thể sẽ nứt vỡ ngay. Đây chính là thân thể của Phong Phi Vân, cho dù nứt vỡ, Diêm Vương vẫn không có chết, cùng lắm là lưng Diêm Vương thoát thể, sau đó bay đi. Nhưng mà Phong Phi Vân làm sao bây giờ, chẳng lẽ dùng linh hồn tu thành quỷ tà? Dùng tu vị Phong Phi Vân hiện tại căn bản không có khả năng kích hoạt ngũ phẩm linh khí, cưỡng ép tế ngũ phẩm linh khí công kích sẽ chỉ làm thân thể của mình nứt vỡ. Giống như tiểu hài tử cầm con dao găm sắc bén thì đứa bé trở nên nguy hiểm. Nếu như ngươi giao cho nó một thanh đại đao nặng mấy trăm cân, nó không biến thành mạnh mẽ nữa, mà là bị nó đè chết. Chương 1051, Thần Nữ Mở Mắt. 1. Tuy khống chế Phật bảo dùng lực lượng của Diêm Vương, nhưng mà mượn dùng chính là thân thể Phong Phi Vân, siêu phụ tải sẽ tiêu hao thân thể Phong Phi Vân. Diêm Vương có thần hồn cực kỳ cường đại, hắn chỉ phân ra một tia là có thể trấn áp 40 đạo thần thức của ta, liên tục phản công 13 lần đều thất bại, không cách nào đoạt lấy quyền khống chế thân thể. 40 đạo thần thức của Phong Phi Vân bị ép vào một góc nhỏ hẹp, cơ hồ sắp không thể nhúc nhích. Phong Phi Vân nhìn thấy linh đài đại não có hạt châu màu đỏ lơ lửng, giống như một tiểu hỏa cầu đang thiêu đốt, tỏa ra khí tức vô cùng cường đại, trong hỏa cầu này bao phủ một linh hồn Phượng Hoàng. Nhưng mà Phong Phi Vân càng không dám điều động linh hồn Phượng Hoàng đó, đây chính là linh hồn của cường giả Vũ Hóa Cửu Trọng.
dùng cường độ thân thể Phong Phi Vân hiện tại cũng chỉ mượn một tia khí tức của Phượng Hoàng mà thôi. Nếu như cưỡng ép vận dụng toàn bộ linh hồn Phượng Hoàng, trong nháy mắt thân thể của hắn sẽ tan nát lập tức. Diêm Vương giống như một đoàn hỏa diễm cường đại, cảm nhận được lực lượng linh hồn cường đại cho nên tránh xa, không có tiếp cận đoàn hỏa diễm này. Đã từng đường đường là tộc trưởng Phượng Hoàng, rõ ràng bị người khác chiếm lấy thân thể, làm cho Phong Phi Vân cảm thấy cực kỳ căm tức, dùng thần thức trao đổi, lạnh nhạt nói. Nếu không thu tay lại, có tin ta nghiền nát một tia tàn hồn cuối cùng ngươi, cùng lắm ta không cần thân thể, chuyển tu quỷ đạo. Phong Phi Vân 40 đạo thần thức quay chung quanh linh hồn, chuẩn bị triển khai linh hồn Phượng Hoàng hoàn toàn, phai mở một tia tàn hồn Diêm Vương cuối cùng. Tuy Diêm Vương cường đại, nhưng mà chưa từng cường đại tới mức sánh ngang tộc trưởng Phượng Hoàng tộc được, linh hồn Phượng Hoàng triển khai hoàn toàn, một tia tàn hồn của hắn giống như con bươm bướm, lập tức sẽ chôn vùi. Đương nhiên nếu không vạn bất đắc dĩ, Phong Phi Vân cũng không phải làm như vậy, dù sao kẻ nào cũng không muốn chuyển tu quỷ đạo, quỷ đạo một đường tồn tại nguy hiểm quá lớn, tùy triệt để hồn phi phách tán, trọn đời không được siêu sinh. Tiểu tử, trong thân thể ngươi có linh hồn một đại hiền yêu tộc, nhất định là có số mệnh đại hiền yêu tộc ra thân cho ngươi, bổn vương không muốn cùng chết với ngươi, càng không muốn đắc tội vị đại hiền yêu tộc kia, chỉ muốn mượn thân thể của ngươi một chút, rất nhanh sẽ trả lại cho ngươi. Đây là giọng nói lãnh đạm, tuy trong cùng một thân thể, nhưng mà giọng nói như cách xa ức vạn dặm, không cùng một thời không. Phong Phi Vân hơi kinh ngạc, vốn hắn cho rằng Diêm Vương còn bảo tồn một tia tàn hồn chỉ có sát nghiệp, căn bản không có khả năng có lý trí, nhưng mà không nghĩ đến hắn lại có thể trả lời mình nói. Rất hiển nhiên Diêm Vương cho rằng trong óc Phong Phi Vân còn có một đám linh hồn Phượng Hoàng chính là đại hiền yêu tộc trong đầu Phong Phi Vân, hắn cảm thấy sau lưng Phong Phi Vân khẳng định có một đại hiền yêu tộc còn mạnh hơn cả hắn vào thời kỳ toàn thịnh, cho nên không có bỏ Phong Phi Vân, không chỉ ở nhà thân thể Phong Phi Vân. Còn cảm thấy Phong Phi Vân là người có đại khí vận. Hắn cũng tuyệt đối không có cảm tưởng giống như, một đoàn linh hồn Phượng Hoàng này kỳ thực chính là linh hồn Phong Phi Vân. Phong Phi Vân giọng lạnh lùng, nói. Thân thể của hắn lập tức nứt vỡ, căn bản không thừa nhận được ba kiện ngũ phẩm linh khí cắn trả. Nếu ngươi không lui về, sau đó rời khỏi thân thể của ta, ta sẽ hồn phi phách tán ngay lập tức. Không cần lo lắng, lập tức tốt rồi. Diêm Vương cũng không muốn đắc tội Phong Phi Vân, cũng phải thừa nhận linh hồn cường hoành, nhưng mà hắn cũng biết Phong Phi Vân cũng không muốn triển khai linh hồn Phượng Hoàng, dù sao với ai mà nói cũng không có lợi. Oanh! Kim Cương Sử mang theo Phật vận, bộc phát hào quang màu vàng sáng ngời, đột nhiên đánh rơi mất một tầng hàn băng, nữ nhân đang ngồi xếp bằng trong hàn băng đã lộ ra ngọc thể bóng loáng. Thân thể Phong Phi Vân cũng đã có nhiều nơi nứt vỡ, thiếu một ít đã chia năm xẻ bảy. Trong sát na đánh nát hàn băng liền lập tức chặt đứt liên hệ với ba kiện Phật khí, triệt để bỏ qua. Loảng xoảng, ba kiện Phật môn chiến binh lập tức rơi xuống từ không trung, rơi xuống băng cung, vầng sáng thu liếm, tà khí co rút lại, nhưng mà khí tức tà khí khủng bố vẫn còn, giống như ba ngọn núi đứng đó, làm cho không ai dám tới gần. Thân thể cuối cùng không có nứt vỡ, làm cho Phong Phi Vân buông lỏng một hơi, không cần phải đồng quy vu tận với hắn. Nhưng mà sau khi biết trong người của mình có một đại tà ma, cũng không phải chuyện tốt gì, hơn nữa thân thể bị khống chế, loại cảm giác này Phong Phi Vân cảm thấy không thoải mái. Lập tức cút ra khỏi thân thể của ta ngay, bằng không hiện tại ta chôn vùi tàn hồn của ngươi. Phong Phi Vân nói. Nhưng mà Diêm Vương dường như nghe được lời của Phong Phi Vân, trong người Phong Phi Vân tà khí trở nên luống cuống, có thể nghe được tiếng gào rú kỳ quái, đây là tiếng gào tức giận và sát ý. Thật lâu sau Diêm Vương mới giận dữ hét. Tiện nhân kia đã chết rồi, bổn vương cho ngươi chết cũng không an lành. Thân thể Phong Phi Vân không do chính hắn khống chế, thân thể run run, ma vân đan vào làn da, hai mắt đỏ bừng, mang theo dục niệm và cừu hận trực tiếp lao về phía Thiên Vu thần nữ. Các ngươi rốt cuộc có thù hận gì? Phong Phi Vân vô cùng kinh ngạc với chuyện này, lại nói. Có phải là nàng đánh chết ngươi hay không? Chỉ bằng nàng. Nếu không phải bổn vương trọng thương trốn tới khu vực này, chỉ bằng nàng và ba lão chọc kia làm sao có thể làm gì bổn vương một ngón tay cũng có thể ép chết bọn chúng. Giọng của Diêm Vương cuồng ngạo, cũng rất sốt ruột gấp rút, sát khí bức người. Trong lòng Phong Phi Vân cũng bị chấn nhiếp, Diêm Vương chạy tới khu vực này cũng đã thụ trọng thương, Thiên Vu thần nữ cùng ba lão thần tăng cũng chỉ có thể đồng quy vu tận với hắn, nếu như Diêm Vương không có thụ trọng thương.
cho dù bốn người mạnh nhất cả vùng đất Thần Tấn Vương Triều cũng tuyệt đối không làm gì hắn được cả. Tu vị Diêm Vương thời kỳ toàn thịnh cường đại cỡ nào? Nói không chừng đã bước vào vũ hóa cảnh, cho dù đối với nhân tộc hay yêu tộc, loại nhân vật này tuyệt đối là đại ma đầu, người nào có thể kích thương hắn. Trên người Diêm Vương có rất nhiều mê hoặc, hơn nữa hắn không thể tin hết, dù sao tà giả đỉnh cấp như hắn có thể sống đến bây giờ, tâm trí tuyệt đối sẽ không yếu hơn Phong Phi Vân, còn cáo giả hơn rất nhiều. Phong Phi Vân kiếp trước tuy là Phượng Hoàng tộc trường, nhưng lại rất ít liên hệ với người khác, quanh năm bế quan tu luyện, có thể ngồi trên vị trí tộc trưởng đều là do thiên tư tuyệt đỉnh, dùng tu vị vô cùng cường đại trấn nhiếp bảy Phượng Hoàng yêu hậu, mà không phải thông qua mưu lược đoạt được vị trí tộc trưởng. Nếu như Phong Phi Vân kiếp trước thật sự là kiêu hùng quỷ kế đa đoan, cũng sẽ không bị Thủy Nguyệt Đình lừa gạt, chết trong tay nữ nhân. VIPVANDAN.VN Chương 1052, Thần Nữ mở mắt. 2. Diêm Vương hỗn đản này, khống chế thân thể lão tử chơi nữ nhân, không ngờ còn làm cho nàng sống lại. Phong Phi Vân thời điểm này rất muốn mắng mẹ kiếp, nhưng vẫn không thể cải biến sự thật là hắn đang cưới Thiên Vu thần nữ. Nếu nàng tức giận, chẳng lẽ nói cho nàng biết, thực xin lỗi, là người khác cưỡng gian ngươi, ta cái gì cũng không có làm. Trời ạ, trước tiên không nói nàng có tin hay không, mấu chốt là nàng phải cho hắn cơ hội giải thích mới được. Phong Phi Vân nhanh chóng tỉnh táo lại, cho dù đổ trách nhiệm lên đầu Diêm Vương cũng không thể cải biến một sự thật, hắn đang cưỡi lên người Thiên Vu thần nữ, hơn nữa hắn còn không có thoải mái như thế, ít nhất Cửu Long Bão Trụ hiện tại vẫn còn cương cứng. Từ đó có thể nói rõ vấn đề. Làm thì làm, có cái gì không dám thừa nhận. Phong Phi Vân quyết định chắc chắn, lập tức rút Cửu Long Bão Trụ ra, sau đó rời đi, nhưng mà đúng lúc này Phong Phi Vân mới phát hiện một sự thật đáng sợ, thân thể của mình đã không thể động đậy. Mà cùng lúc đó Thiên Vu thần nữ ánh mắt kích động, ánh mắt óng ánh như thu thủy, trong mắt không trống rỗng vô thần, đôi mắt dễ thương nhìn qua Phong Phi Vân, nàng há miệng thở ra khói trắng, lại cảm thán một tiếng. Giờ khắc này Phong Phi Vân mới phát hiện nàng thật đẹp, nhìn qua thật si ngốc. Đột nhiên nàng lật người dậy, tóc đen phiêu khởi, sau đó áp ngược Phong Phi Vân xuống dưới, ngọc thể thước tha đặt lên người Phong Phi Vân, cơ hồ tất cả sức nặng đều đặt lên người Phong Phi Vân, nhưng lại vô cùng mềm mại nhẹ nhàng, cảm giác không thấy nàng nặng bao nhiêu cả. Nàng ngồi trên eo bụng Phong Phi Vân, thật lâu không có nhúc nhích, rất hiển nhiên nàng hiện tại đang nghĩ nên làm thế nào. Đôi mắt của nàng giống như sao trời, nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân thật lâu, lại cảm thán, sau đó duỗi ngón tay ngọc che mắt Phong Phi Vân lại, ánh mắt Phong Phi lâm vào bóng tối, nội tâm chìm vào đáy cốc, chẳng lẽ nàng muốn giết ta? Nhưng mà rất nhanh Phong Phi Vân phát hiện mình sai rồi, hắn cảm giác được chỗ hai người kết hợp tách ra, một bàn tay trắng và lạnh buốt như ngọc run đụng vào Cửu Long Bão Trụ của hắn, sau đó lại buông ra. Nhưng mà ngay sau đó nàng lại nắm lấy cây bổng nóng rực kia, lần này nắm rất chắc, bắt đầu vuốt, tay nàng thật sự là quá nhu nhuận, làm cho Phong Phi Vân rên rỉ thành tiếng. Phốc phốc, nàng do dự sau nửa ngày, sau đó hai chân dùng sức ngồi xuống, lưng thẳng và tóc dài dập dờn, nàng không kìm lòng được rên rỉ một tiếng, Phong Phi Vân cảm thấy toàn thân nóng rực. Ngay sau đó nàng bắt đầu chậm rãi phát lực, đôi tay như ngọc đặt lên phần bụng Phong Phi Vân. Lại nhấp nhô lên xuống càng lúc càng nhanh. Thật sự là nhìn người không thể nhìn vẻ ngoài, Thiên Vu thần nữ mỹ mạo và thánh khiết như thế, dĩ nhiên lại là nữ tử dâm đãng, nàng rên rỉ mất hồn, Phong Phi Vân nghe xong càng hưng phấn. Nhưng mà rất nhanh Phong Phi Vân nghĩ ra nguyên nhân, bởi vì Phong Phi Vân phát hiện phượng cốt ở đỉnh đầu và trái tim đang nóng rực, hơi nóng chảy vào người Thiên Vu thần nữ, thúc đẩy Thiên Vu thần thụ sinh trưởng nhanh hơn, mà sinh mệnh lực của nàng gia tăng nhanh chóng. Lực lượng chấn động tăng lên kinh khủng. Nếu theo tốc độ hấp thu của nàng, không quá nửa giờ lực lượng hai khối phượng cốt trong người Phong Phi Vân sẽ bị sói mòn không còn, tu vị cũng trở về nguyên điểm thậm chí sẽ bị nàng hút khô thân thể thành thây khô. Nàng hiện tại vẫn chưa sống lại chính thức, dù sao đóng băng vạn năm không phải nói tỉnh là tỉnh lại, nàng chỉ sợ sẽ hút đi tất cả lực lượng phượng hoàng trong người mình, sau đó thúc đẩy Thiên Vu thần thụ triệt để phục sinh, trợ giúp nàng sống lại. Phong Phi Vân vừa nghĩ đến đây thì không còn chút dục vọng nào, tuyệt đối không thể ngồi chờ chết, bằng không thì hắn sẽ chết dưới tay nàng. Thời điểm Phong Phi Vân lo nghĩ bất an thò đột nhiên hạ thể Thiên Vu thần nữ có dòng suốt mát lạnh tiến vào thân thể Phong Phi Vân, chảy vào trong tâm cốt và tuệ cốt, đảo quanh thân thể của hắn,
sau khi đạt được lực lượng này thì tâm cốt và tuệ cốt sáng hơn nữa, bắt đầu nóng hơn trước. Đây là lực lượng bổn nguyên của Thiên Vu thần thụ, nàng hấp thu nhiệt đột của phượng cốt giúp Thiên Vu thần thụ phát triển, còn mang lực lượng bổn nguyên Thiên Vu thần thụ ngưng tụ ra đưa ra, rót vào phượng cốt của ta. Phong Phi Vân nhắm mắt lại, căn bản không nhìn thấy biểu lộ của nàng, cũng không dám tưởng tượng bộ dáng thánh nữ thánh khiết rên rỉ sẽ như thế nào. Phong Phi Vân biết rõ chính mình hiểu lầm nàng, có lẽ sức nóng của phượng cốt căn bản là không cần thân thể giao hợp, nàng có thể chủ động hấp thu, Phong Phi Vân sẽ chết. Nàng chủ động giao hợp với Phong Phi Vân, mục đích chính là mang lực lượng bổn nguyên của Thiên Vu thần thụ rót vào trong người Phong Phi Vân, bao dưỡng tâm cốt cùng tuệ cốt. Khó trách nàng vừa rồi thở dài hai lần, khó mà hạ quyết định, thì ra là như thế, nhưng vì sao nàng làm vậy? Phong Phi Vân thật sự nghĩ mãi mà không rõ, hắn là nam nhân cướp lấy trinh tiết của nàng, nàng giết Phong Phi Vân mới là hành vi bình thường, căn bản không có khả năng bảo trụ tính mạng Phong Phi Vân mà chủ động giao hợp, nhìn động tác ngốc ngốc của nàng, hiển nhiên là lần đầu tiên. Chẳng lẽ trong thiên hạ còn có nữ nhân ngu ngốc và thiện lương như thế? Trên đời này người thật sự quá nhiều, mà mỗi người xem giá trị bản thân khác nhau, Phong Phi Vân cho rằng cách làm của mình là chính xác, cũng chưa chắc là chính xác với suy nghĩ của người khác, có người có thể lấy ơn báo oán, có người có thể lấy oán trả ơn, có nữ nhân thiện lương cứu giúp nam nhân cưỡng hiếp nàng, mà có nữ nhân cho dù phu quân đối xử với nàng thật tốt, nàng vẫn có thể nhẫn tâm hạ độc thủ giết phu quân. Nhân tâm khó dò, trên đời này người nào đều có. Ngươi không thể vì hành vi của người ta làm mà bảo người ta ngu ngốc được. Nhưng mà Thiên Vu thần nữ rốt cuộc xuất phát từ thiện tâm hay vì mục đích khác? Phong Phi Vân giờ phút này không quản quá nhiều, nếu không chết thì cứ hưởng thụ, hắn không ngừng rên rỉ, cuối cùng toàn thân căng cứng rót tinh hoa vào trong thân thể Thiên Vu thần nữ. Mà cùng lúc đó Thiên Vu thần nữ cũng rên rỉ kéo dài, sau đó thân thể như mất đi khí lực nằm vào lồng ngực Phong Phi Vân, hơi thở nhu hòa, thổ khí như lan. Sau nửa ngày thì nàng mới rời khỏi người Phong Phi Vân. Lúc Phong Phi Vân có thể mở to mắt, khôi phục năng lực hành động và ngồi dậy, chỉ thấy Thiên Vu thần nữ đã phủ trường bào lên người, thân thể yểu điệu, ngọc dung tinh xảo, trên người có khí tức thánh khiết bao phủ, thần thụ trong người óng ánh, hào quang như ngọc. Thật đẹp, nàng còn đẹp hơn cả cửu thiên huyền nữ trong truyền thuyết. Nàng đứng ở nơi đó, thập phần linh hoạt kỳ ảo, trên người có thánh quang vần quanh. Ta cho ngươi một hồi cơ duyên, xem như trả ơn cho ngươi, hai ta không ai nợ ai, ngươi xem như một hồi mộng xuân đi. VIPVANDAN.VN Chương 1053, Thiên Mệnh Lục Trọng 1. Giọng Thiên Vu thần nữ thanh mỹ, phong khinh vân đảm, có cảm giác tiên vận thản nhiên, nói xong lời này vung tay áo lên, lập tức thu hồi ba kiện Phật khí nhiễm máu của Diêm Vương, một ngón tay vạch trần hư không tiến vào bên trong, rời khỏi băng cung. Khốn khiếp, người đây là ý gì, ta coi trọng ngươi, ngươi coi trọng ta, chúng ta xem như xong, đại gia mày, cả nhà ngươi. Phong Phi Vân rất muốn lưu nàng lại nói cho rõ ràng, nhưng mà nàng đã biến mất trong hư không, với tu vị hiện tại, Phong Phi Vân căn bản không thể đuổi kịp nàng. Ý của nàng Phong Phi Vân kỳ thật cũng hiểu, nói đúng là Phong Phi Vân giúp nàng sống lại trong đóng băng, mà nàng cũng cho Phong Phi Vân cái hắn muốn, hai người xem như hai không thiếu nợ nhau. Từ nay về sau không liên quan. Nhưng mà Phong Phi Vân lại không cho là như vậy, loại chuyện này là hai bên hưởng phúc, sao có thể xem như hồi báo hắn cơ chứ? Hơn nữa Phong Phi Vân nếu không phải xâm nhập vào băng cung này, tối đa qua 3 năm thì Thiên Vu thần thụ sẽ triệt để chết héo, nàng cũng triệt để chết đi, không có khả năng sống thêm nữa, có thể nói cũng là Phong Phi Vân cứu nàng một mạng. Cho nên Phong Phi Vân cho rằng nàng chiếm đại tiện nghi. Tuy có suy nghĩ này hơi vô sỉ, nhưng mà Phong Phi Vân lại nghĩ như thế. Không thể cứ tính toán như vậy, phải đi tìm lý luận. Phong Phi Vân đứng lên, trên người chỉ còn mỗi cưu cửu quái bào, rất hiển nhiên là Thiên Vu thần nữ sau đó đã đắp lên người hắn. Không ngờ đã đột phá thiên mệnh lục trọng, chính thức bước vào nửa bước cự phách sơ kỳ. Phong Phi Vân mừng rỡ, kiểm tra đan điền của mình một chút, phát hiện trong đan điền thai nghén hải dương màu tím, linh khí mênh mông khôn cùng. Có mấy trăm đầu du long màu tím đang lưu động trong thân thể. Phong Phi Vân vốn đã đạt tới thiên mệnh ngũ trọng đỉnh phong, tùy thời đều có thể đột phá, sau khi được lực lượng bổn nguyên của thần thụ gột rửa, lập tức đột phá cửa khẩu bước vào nửa bước cự phách. Nàng nói phúc báo, chẳng lẽ chỉ là như thế, mà chỉ giúp ta đột phá cảnh giới sao?
Phong Phi Vân xoa xoa cái trán, trong lòng thật xin lỗi, càng có hảo cảm với Thiên Vu thần nữ mấy phần. Nếu là nữ tử bình thường, vì phục sinh sẽ hút khô phượng cốt trong người Phong Phi Vân, thậm chí còn hút tính mạng bổn nguyên của hắn, nhưng mà Thiên Vu thần nữ lại cho rằng Phong Phi Vân giúp nàng phục sinh, nàng cảm thấy là mình thiếu nợ Phong Phi Vân, cho nên mới phải chủ động rót thần thụ bổn nguyên vào trong người Phong Phi Vân, bảo trụ tính mạng cho hắn, còn giúp hắn đột phá thiên mệnh lục trọng, xem như hồi báo Phong Phi Vân. Đây tuyệt đối là điển hình lấy ơn báo oán, không muốn chiếm Phong Phi Vân nửa phần tiện nghi, ngược lại là Phong Phi Vân chiếm tất cả tiện nghi. Phong Phi Vân lúc này đỏ mặt, cảm thấy mặc cảm thán nói. Đây là nhân phẩm A-hát, ta cho rằng nữ nhân trong thiên hạ lòng dạ rắn rết, lợi ích hun tâm, không ngờ còn có nữ tử thiện lương như thế. Phong Phi Vân rất ít tán dương một nữ nhân, cũng rất ít sinh ra hảo cảm với nữ nhân, đương nhiên chỉ là hảo cảm mà thôi. Từ giá trị mà Phong Phi Vân quan sát, Thiên Vu thần nữ thật ngu ngốc, Phong Phi Vân cũng không phải là người lấy ơn báo oán, nếu như có người đánh hắn một quyền, như vậy hắn sẽ đánh trả 10 quyền, 100 quyền. Người thiện bị lấn, ngựa hiền bị cưỡi, Thiên Vu thần nữ chính là ví dụ tốt nhất. Diêm Vương lẻn vào lưng Phong Phi Vân, giấu thật sâu, mà ngay cả Thiên Vu thần nữ cũng không phát giác được tàn hồn tà ác này, nói đi thì nói lại. Nếu nàng biết rõ có tàn hồn Diêm Vương nấp trong người Phong Phi Vân, chỉ sợ nàng không hạ thủ lưu tình với Phong Phi Vân, càng không có chuyện vừa rồi. Răng rắc, đột nhiên băng cung vỡ ra vết nứt lớn, vết nứt lan tràn rất nhanh, chúng không ngừng tách ra như mạng nhện và vỡ vụn, Phong Phi Vân thầm kêu không tốt, băng cung sắp tan vỡ. Phong Phi Vân không kịp nghĩ nhiều, vội vàng bay tới bệ thần ở góc tay nam, bàn tay bám vào vách băng, đột nhiên có hào quang bảy màu bắn ra ngoài. Hào quang bảy màu này giống như bình chướng, Phong Phi Vân chính là vượt qua bình chướng đó. Phong Phi Vân chạm tay vào bình chướng này, lập tức cảm giác được một đạo lực lượng không gian chấn động mênh mông, đem thần thức tiến vào thì cảm nhận được khí tức không gian khác. Phong Phi Vân hơi sững sờ, nói. Đây là một tòa truyền tống trận. Không, đây là không gian trùng động tự nhiên, về sau có người tế luyện qua, vượt qua hơn 10 vạn dặm không gian, nơi này đã không phải là Thập Vạn Sơn Hà. Mà là nơi khác cách Thập Vạn Sơn Hà 10 vạn dặm. Phong Phi Vân tự nhiên biết rõ trên đời có không gian trùng động, có trùng động vượt qua mấy vạn dặm, mấy chục vạn dặm không gian, mà có trùng động còn đi xa hơn thiên giai truyền tống trận, vượt qua ngàn vạn dặm dễ dàng như chơi. Phong Phi Vân không kịp nghĩ nhiều, hắn nhanh chóng tiến vào không gian trùng động, mà lúc này sau lưng nổ tung thật lớn, băng cung đã sập một góc, cả không chấn động hỗn độn và mờ mịt. Có vô số hàn khí bay nhanh trong không gian chẳng khác gì lưỡi đao. Khi băng cung sụp đổ, có thể trông thấy bên ngoài có hào quang chói mắt, cảnh tượng bên ngoài là vùng quê bao la, bị băng tuyết bao trùm, mênh mông bát ngát, hơn nữa vùng quê này còn có rất nhiều người vây quanh. Lực chú ý của Phong Phi Vân không phải là vùng quê này, mà là ngưng mắt nhìn kim quang trong băng cung, hào quang cực thịnh, rất giống như mặt trời nhỏ. Đây là Phật quang màu vàng vô cùng chói mắt. Cho Phong Phi Vân trực giác, đây tuyệt đối là trọng bảo, vốn bị băng cung phong bế, sau khi băng cung sụp đổ mới bị ném ra, lơ lửng giữa không trung mà không rơi xuống. Phong Phi Vân vội vàng ra tay thu hồi Phật quang màu vàng, không kịp xem xét đây rốt cuộc là vật gì, lập tức tiến vào không gian trùng động, thời điểm bước vào không gian trùng động thì có tiếng kêu từ xa xôi vọng tới, trên vùng quê có tiếng kêu kim tàm. Ầm ầm, băng cung lơ lửng ở Vũ Hóa Mộ Nguyên đột nhiên sụp đổ. Hóa thành từng khối băng vụn, tan rã trên mặt đất, tất cả mọi thứ trong nội cung biến thành bụi phấn. Đám tu tiên giả vây quanh băng cung cách đó mấy trăm dặm đều nhao nhao cứng lưỡi, không rõ ràng cho lắm, băng cung này xuất hiện mấy lần trong lịch sử, vô cùng thần bí, tuyệt đối có dấu trọng bảo, nhưng mà bây giờ triệt để tan vỡ không còn cái gì cả. Rất nhiều người đều vô cùng thất vọng, liều chết đi tới Nam Thái Phủ, lại đạt được kết quả như thế, làm cho người ta rất không cam lòng. Trên Vũ Hóa Mộ Nguyên hàn khí tan rã, bầu trời cũng không còn bông tuyết. Băng cung không có khả năng vô duyên vô cớ sụp đổ, nhất định là có người lấy trọng bảo bên trong đi, băng cung mất đi tinh khí, cho nên mới sụp đổ. Một lão giả mặc cản thi bào không cam lòng nói ra. Đúng vậy à, vừa rồi ta rõ ràng nhìn thấy một tượng Phật màu vàng lơ lửng tại một góc băng cung, chỉ cao 7 tấc, nhưng mà hào quang như thần đang đâm vào mắt thì đau buốt. Hình như rất giống thánh điển Kim Tàm Kinh của Phật Môn. VIPVANDAN.VN Chương 1054,
thiên mệnh lục trọng. 2. Một lão hòa thượng mặc áo cà sa lúc này kích động nói ra, nhớ mãi không quên nhìn vào nơi băng cung rơi xuống. Cái gì? Kim Tàm Kinh, vô thượng thánh điển của Phật môn, đã từng tạo nên một thời đại Phật tư, mất tích gần vạn năm, bây giờ lại xuất thế. Nếu là Kim Tàm Kinh nguyên vẹn, tuyệt đối là thần bảo mà tất cả tu sĩ ước mơ tha thiết, ngay cả chân nhân trong truyền thuyết cũng xuất hiện, tin tức này truyền đi tuyệt đối là một hồi động đất. Trong ba đại thánh điển, Kim Tàm Kinh cùng đạo điển chân quý nhất, dù sao Mạc Phủ Tầm Bảo Lục chỉ là chí cao vô thượng với Tầm Bảo Sư cùng dương giới tam dị, âm giới tam tà, nhưng với tu sĩ bình thường tác dụng không lớn. Đạo điển cùng Kim Tàm Kinh chân quý tới mức nào? Mượn ngân câu phiệt mà nói, đây chính là một trong bốn đại môn phiệt của thần Tấn Vương Triều, nhưng mà khi Đông Phương Kính Thủy sử xuất bất tử thánh thụ có trong bộ thức nhất của đạo điển cũng tạo thành oanh động lớn lao, ngay cả phiệt chủ ngân câu phiệt cũng đi ra bác bỏ tin đồn, công bố chỉ đạt được vài tàn trang của bộ thứ nhất đạo điển mà thôi. Nếu có người nghĩ lầm ngân câu phiệt đạt được cả bộ thứ nhất của đạo điển, như vậy chỉ sợ sẽ mang tới tai họa ngập đầu cho ngân câu phiệt, cho dù ngân câu phiệt cường đại hơn nữa cũng không ngăn nổi nhân tính tham lam. Chỉ là một bộ trong tám bộ đạo điển cũng đã làm cho ngân câu phiệt gà bay chó sủa, mà bây giờ Kim Tàm Kinh nguyên vẹn xuất thế, có thể nghĩ sẽ tạo thành chấn động cỡ nào. Ta hình như trông thấy Kim Tàm Kinh, nhưng lại nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc lóe lên rồi biến mất. Một thái thượng trưởng lão của Tử Minh Thi Động thần sắc âm u, trong mắt đầy khí tức tử vong. Ai? Người phương nào? Một thái thượng trưởng lão của Tử Minh Thi Động cười âm trầm, nói. Phong Phi Vân. Nghe nói như thế đám tu sĩ không có kích động, ngược lại có chút không tin, một người mặc thiết khải màu đen, hắn giống như thần tướng đứng ra, nói. Thế nhân cũng biết Tử Minh Thi Động các ngươi có thù hận lớn lao với thần vương đại nhân, thật sự tốt cho một chiêu vụ oan giá họa. Một cái tướng sĩ thần vũ quân cũng cười nói. Thần vương đại nhân hiện tại đang ở Thập Vạn Sơn Hà đánh cờ với Tà Hoàng thiếu chủ, làm sao có thể vượt qua hơn 10 vạn dặm, xuất hiện tại Vũ Hóa Mộ Nguyên. Lão đầu, nếu ngươi còn nói hưu nói vượn, ta sẽ lấy mạng của ngươi. Tên thái thượng trưởng lão Tử Minh Thi Động cũng không e ngại, phía sau hắn có hơn 10 chiến thi, đủ bảo hộ hắn toàn thân đi ra, cười lạnh nói. Ai biết hắn nhất định đi Thập Vạn Sơn Hà, nói không đi Thập Vạn Sơn Hà chỉ là ngụy trang, trên thực tế hắn đi Vũ Hóa Mộ Nguyên lấy đi Kim Tàm Kinh. Dù sao lão phu vừa rồi đúng là nhìn thấy bóng người giống Phong Phi Vân, nhưng lại mang theo cưu cửu quái bào. Có tin hay không là tùy các ngươi. Nói xong lời này, tên thái thượng trưởng lão Tử Minh Thi Động này nghênh ngang rời đi, rời khỏi Vũ Hóa Mộ Nguyên, hơn nữa tế ra Ngọc Phủ, dùng tốc độ nhanh nhất đưa về Tử Minh Thi Động. Nhưng mà hắn tế ra Ngọc Phủ thì bị người ta ngăn cản lại. Đây là nam tử mặc áo bào đen ống tay thêu viền vàng, hắn đứng trong rừng cây, trong áo đen có khí tức hắc ám đen kịt hiện ra, hắn bóp nát Ngọc Phủ, ngón tay điểm ra và có bóng người xuất hiện. Nói cho Tà Hoàng đại nhân, Kim Tàm Kinh chính thức xuất thế, rất có thể bị Phong Phi Vân lấy đi. Tuy rất nhiều người không tin lời Thái Thượng trưởng lão Tử Minh Thi Động này nói, nhưng mà việc này quan hệ trọng đại, cơ hồ tất cả tu sĩ đi Vũ Hóa Mộ Nguyên đều muốn truyền tin tức này đi, hơn nữa còn kèm theo tin tức Kim Tàm Kinh rất có thể bị Phong Phi Vân lấy đi. Ngày hôm nay tin tức Kim Tàm Kinh xuất thế truyền khắp cả thần Tấn Vương Triều, thậm chí rơi vào trong tai thần Linh Cung, tin tức thật sự quá chấn nhiếp nhân tâm. Ngay cả trưởng giáo tiên môn cũng không thể quyết chủ ý, tiến về mật địa thương nghị với đám lão ngoan đồng. Trong đế cung, Long La Phù nắm Ngọc Phù trong, ánh mắt quét qua một cái thì hào quang tăng vọt, ngón tay thon dài chấn động, Ngọc Phù trong tay bị bóp nát. Trên dung mạo tinh xảo của nàng mang theo uy nghiêm, thần sắc trên mặt không ngừng biến hóa, mặc dù là Diêu Cát đứng ở không xa cũng không rõ suy nghĩ của La Phù công chúa. Kim Tàm Kinh lại xuất thế trong Vũ Hóa Mộ Nguyên. Việc này ngươi thấy thế nào? La Phù công chúa khí độ bất phàm, đứng dậy, mặc dù mặc cửu ngũ long bào cũng không giấu được thân thể hoàn mỹ của nàng. Diêu Cát mặc quan bào, đôi mắt dễ thương đảo quanh, nói. Việc này có lợi, cũng có tệ, hiện tại thiên hạ đại loạn, cơ hồ tất cả tông phái, tiên môn đầu mâu đều chỉ hướng triều đình, Kim Tàm Kinh xuất thế, tất cả thế lực các nơi ra tay, trái lại triều đình sẽ nhẹ nhõm nhiều lắm, có thể bình tĩnh ứng đối. Thậm chí mượn nhờ cơ hội này khiến các phái lưỡng bại câu thương, không còn lực đối kháng triều đình. Long La Phù gật gật đầu, nàng cũng nghĩ đến điểm này, trong thời gian ngắn, các nơi trong thần Tấn Vương Triều xảy ra các đại sự kiện mấy ngàn năm không có, đá lửa trời giáng, đất tuôn suối máu,
tà hoàng xuất thế, thậm chí một ít người cho rằng đã chết mấy trăm năm cũng xuất thế. Những điều này đều là điềm không may, làm cho Long La Phù cảm giác áp lực thật lớn, mà đúng lúc này Phật Môn Thánh Điển Kim Tàm Kinh rõ ràng xuất thế, đây tuyệt đối là một cơ hội, nếu nắm chắc thật tốt, thậm chí có thể cải biến vận mệnh quốc gia, nếu làm không tốt, diệt quốc tới rồi. Đây là mặt có lợi, mặt có hại thế nào? Long La Phù nói. Diêu Cát có chút do dự một chút, nói. Nếu là có người dùng Kim Tàm Kinh dẫn dắt trận tuyến, nói không chừng sẽ dẫn dắt vào tình thế, quần long phệ thiên, làm cho triều đình trở thành tiêu điểm người người tức giận, giang sơn xã tắc tuyệt đối quá nguy hiểm. Diêu Cát nói uyển chuyển, dù sao có mấy lời kiêng kỵ không thể nói. Long La Phù sắc mặt ngưng trọng, Diêu Cát nói rất đúng, nếu nàng có thể dùng Kim Tàm Kinh suy yếu lực lượng tông môn, tiên giáo, như vậy người khác tự nhiên cũng có thể lợi dụng Kim Tàm Kinh đối phó triều đình. Mấu chốt là xem ai có thể chiếm tiên cơ, như thế sẽ khống chế đại cục. Hiện tại rất nhiều người đều truyền tin tức Kim Tàm Kinh bị Phong Phi Vân lấy đi, tuy chuyện này không có chứng cớ, hơn nữa rất có thể chính là Tử Minh thi động vụ oan hãm hại, nhưng dù sao tiếng người đáng sợ, ba người thành hổ, rất nhiều người có lẽ sẽ chỉ đầu mâu vào triều đình. Trên dung mạo tuyệt mỹ của Diêu Cát mang theo một tia chấn động. Thế nhân cũng biết Phong Phi Vân chính là thần vương triều đình. Mà Kim Tàm Kinh bị hắn lấy đi, mọi người nếu không tìm được Kim Tàm Kinh, như vậy tất nhiên sẽ chỉ đầu mâu vào triều đình, cho dù những người này sẽ không dám trực tiếp chỉ trích triều đình, cũng nhất định sẽ có người âm thầm vận tác, thúc đẩy mọi rời ánh mắt lên triều đình. VIPVANDAN.VN Chương 1055, Đại Chấn Động. Vô liêm sỉ, thế nhân đều biết thần vương tiến nhập thập vạn Sơn Hà, làm sao có thể đi vũ hóa mộ nguyên. Hừ. Tử Minh thi động, thật lớn mật, cũng dám ra tay với giang sơn của trẫm, quả thực là muốn chết. Long La Phù hàn khí bức người, lửa giận bạo phát ra, uy áp bao phủ cả đế cung, trong nháy mắt mấy chục vạn cung nữ và thái giám trong đế cung quỳ xuống, không dám ngẩng đầu lên. Đây là đế vương tức giận, trong thần đô có rất nhiều người tu vị cường đại đều có thể cảm nhận được khí tức khổng lồ này. Tên thái thượng trưởng lão Tử Minh thi động đúng là hơi oan uổng. Hắn thật nhìn thấy thân ảnh người lấy Kim Tàm Kinh rất giống Phong Phi Vân, cũng không phải là muốn giá họa triều đình, lại nói hắn không có lá gan đó. Trong lòng Diêu Cát cảm thán, Long La Phù đã không phải là La Phù công chúa trước kia, uy nghiêm không thể mạo phạm, tuy tuổi còn trẻ, trên người lộ ra khí tức đế vương còn cường đại hơn khí tức của trưởng giáo tiên môn. Nhưng mà Diêu Cát cũng không có quỳ xuống trước khí tức đế vương này, vẫn đứng nghiêm, nói. Có một câu. Thần không biết có nên nói hay không. Long La Phù rất nhanh thu tức giận trong lòng, đôi mắt dễ thương hơi nhíu lại, nhìn qua Diêu Cát, nàng ở trong Hóa Long chỉ tiến hành tẩy lễ lần thứ 7, tu vị gần vô hạn tới Niết Bàn cảnh, có thể nói là đệ nhất nhân dưới chân nhân, khí tức của nàng vừa rồi mở ra toàn bộ, cho dù là thiên mệnh thất trọng cự phách cũng quỳ xuống, nhưng mà nàng vẫn đứng đó phong đạm vân khinh, xem ra nàng quả nhiên lai lịch không nhỏ. Diêu Cát vẫn phụ tá Long La Phù, trợ giúp nàng đăng cơ, lại trợ giúp nàng yên ổn thần tấn vương triều, có thể nói là lập nhiều công lao hãn mã, hơn nữa Diêu Cát cho tới bây giờ chưa bao giờ thua, mỗi một sự kiện lọt vào trong tay của nàng thì không có sơ hở, cũng chính bởi vì như thế, Long La Phù rất tin cậy nàng. Đồng thời nàng cũng rất đề phòng, bởi vì Diêu Cát năng lực càng mạnh, lại càng thâm bất khả chắc, tuyệt đối sẽ không chỉ là một đệ tử âm hư thi động a. Xem ra phải phái người đi âm hư thi động tra rõ thân phận của nàng một chút. Long La Phù nghĩ trong lòng, sau đó nói. Người có lời gì, nói đi. Diêu Cát tự nhiên biết rõ Long La Phù sinh nghi với nàng, nhưng mà nàng lại không sợ, nói. Thần vương thiên tư cùng tâm trí độc nhất vô nhị thiên hạ hiện tại, rất nhiều chuyện vượt qua sở liệu của người ta lại xảy ra trên người của hắn. Ý ngươi là, Kim Tàm Kinh có khả năng thật sự là hắn lấy đi. Có chút ít loại khả năng này. Diêu Cát ngẫm lại nói. Cục diện hiện tại cho dù Kim Tàm Kinh có phải nằm trong tay thần vương hay không, triều đình đều tuyệt đối không thể làm vượt, không thể chiêu thần vương trở về thần đô, thậm chí cũng không thể phái người trợ giúp hắn, bằng không thì triều đình sẽ bị đưa lên đầu sóng ngọn gió. Long La Phù tự nhiên cũng hiểu đạo lý kia, gật gật đầu, sau đó ánh mắt phát lạnh, nói. Việc này chính là Tử Minh thi động khơi mào. Nếu chấm không làm Tử Minh thi động xóa tên tại thần tấn vương triều thì người trong thiên hạ cho rằng triều đình dễ trêu. Truyền ý chỉ của ta, lệnh cho Hổ Thiên Hầu, Tứ Phương Thiên Hầu điều khiển 200 triệu thần vũ quân,
Diệt Tử Minh thi động, phàm là người lập công lớn trong đại chiến có thể được đất phong hầu, đất phong 100 thành. Giọng Long La Phù truyền ra trong không khí, kim quang rực rỡ, tự động ngưng tụ thành văn tự lọt vào thánh chỉ, đóng đế tỷ lên, chiêu cáo thiên hạ. Diêu Cát thần sắc khẽ động, nói. Nếu như tấn đế tín nhiệm, việc này giao do Diêu Cát đi xử lý a. Tử Minh thi động có một thi vương, chiến lực có thể so với chân nhân, thần có thể thỉnh động một thi vương của âm hư thi động ra tay đối phó nó. Giao do Diêu Cát xử lý, Long La Phù càng thêm yên tâm, vì vậy giao thánh chỉ cho nàng, bảo nàng tuyên chỉ, sau đó phụ trách chuyện này. Long La Phù ngẫm lại nói. Sau khi tuyên chỉ, người đi Cổ Cương phủ một chuyến, tự mình tìm thần vương một lần, dù sao xảy ra chuyện lớn như thế, nếu triều đình chẳng quan tâm, thần vương đại nhân sẽ cho rằng triều đình bỏ qua hắn, dù sao thiên hạ đại loạn, trong triều đình nhân tâm không thể ly tán, nói triều đình khó xử, sau đó nói cho hắn biết, Thái Vi nữ thần đã ngưng tụ ra một tia nguyên linh, có cường giả tuyệt đỉnh thủ hộ, bảo hắn yên tâm, chỉ cần vượt qua cửa ải lần này, trẫm sẽ lập tức chiêu hắn quay về thần đo, trở thành vô thượng thần vương. Diêu Cát biết rõ Long La Phù tại sao phái nàng đi gặp Phong Phi Vân, bởi vì nàng hiện tại còn chưa tính là người trong triều đình, cho dù đi gặp Phong Phi Vân cũng không gây phiền toái cho triều đình. Nàng đã bắt đầu nghiên cứu tâm thuật đế vương, trong lòng Diêu Cát nghĩ như thế, lập tức rời đi. Đối với tình huống phức tạp trong nội cung, các tiên giáo bình thản nhiều lắm, cho dù Kim Tàm Kinh có phải nằm trong tay Phong Phi Vân hay không, đều phải tìm được Phong Phi Vân rồi nói sau, ngày hôm sau tin tức truyền đi. Có vô số cường giả ra khỏi nơi bế quan, trực tiếp tiến về Cổ Cương Phủ, vì Kim Tàm Kinh, cho dù tiến vào Thập Vạn Sơn Hà cũng chẳng là gì. Xâm La Điện, Tà Hoàng Cung. Một người mặc trường bào màu đen chạy như bay tới Thềm Ngọc, rất nhanh đã tiến lên đỉnh bậc thang, ở bên ngoài Tà Hoàng Cung quỳ rạp xuống đất, nói. Vũ Hóa Mộ Nguyên có tin tức truyền về, Kim Tàm Kinh xuất thế, rơi vào trong tay Phong Phi Vân. Trong Tà Hoàng Cung có giọng nói truyền ra. Nhưng lại tràn ngập thượng vị giả khí tức, nói. Trong sát na Kim Tàm Kinh xuất thế ta cũng đã biết được, nhưng mà người cướp đi Kim Tàm Kinh lại không thể suy tính, khí tức Kim Tàm Kinh đã bị hắn che giấu triệt để. Cả thần tấn vương triều người mà ta không tính ra, tổng cộng không cao hơn 10, Phong Phi Vân chỉ là một trong số đó, có lẽ lời đồn chính là thực cũng không nhất định, mang việc này truyền cho thiếu chủ và sinh mệnh hành giả, ta muốn biết Phong Phi Vân hiện tại đang ở nơi nào. Chuyện này đã làm cho Tà Hoàng nhìn thẳng vào, lúc trọng yếu hắn sẽ đích thân ra tay. Kim Tàm Kinh chính thức còn giá trị cao hơn bản thiếu của ngự thú trai quá nhiều, cả hai không thể so sánh nổi, mặc dù là nhân vật như Tà Hoàng cũng vô cùng động tâm. Nam tử áo đen quỳ trên mặt đất lập tức rời đi, mang tin tức truyền vào Thập Vạn Sơn Hà. Tin tức Kim Tàm Kinh xuất thế truyền trở về, rất nhiều người đều tiến hành suy tính, phát hiện căn bản không thể suy tính ra được. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này cho nên mọi người mới càng tin tưởng vững chắc Kim Tàm Kinh rất có thể đã rơi vào trong tay Phong Phi Vân, bởi vì Phong Phi Vân chính là người không thể suy tính. Mà cùng lúc đó, Thần Linh Cung cũng phái cường giả ra, lĩnh đội chính là Lý Tiêu Nam, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, tuấn mỹ vô song, sau lưng có 4 kiếm thị dung mạo tuyệt thế đi theo, còn có 16 nhạc sử khuynh quốc khuynh thành đi hai bên, những cô gái này thiên tư không thấp, tu vị cường đại. VIPVANDAN.VN Chương 1056, Kim Tàm Kinh. Cùng đi với Lý Tiêu Nam còn có 10 lão nhân của Thần Linh Cung, cái 10 lão nhân tóc trắng xóa, tọa hạ đều là linh thú khổng lồ, tu vị thông huyền, tại Thần Linh Cung xem như nhân vật quan trọng. Lý Tiêu Nam chính là một trong 5 đại thần đồ của Thần Linh Cung, đệ tử đích truyền của cung chủ, tu vị đuổi theo đại lão thế hệ trước, một đời tuổi trẻ cơ hồ vô địch. Tương lai thành tựu bất khả hạn lượng, 10 lão nhân này cam tâm thần phục, nghe lệnh của hắn. Đương nhiên đây cũng là mệnh lệnh của cung chủ, bọn họ không dám vi phạm. Phong Phi Vân chui ra khỏi không gian trùng động, lại xuất hiện tại huyệt động dưới đất trong Thập Vạn Sơn Hà, bình chướng 7 màu sau lưng sụp đổ, hóa thành không gian hỗn độn. Không gian trùng động đã sụp đổ. Không gian trùng động là có người tế luyện qua, bằng không thì cho dù cự phách tiến vào trong đó cũng sẽ bị xoắn giết. Trận pháp củng cố không gian trùng động tổn hại, tuy trùng động vẫn tồn tại, nhưng nếu như không có cao thủ tinh thông trận pháp chữa trị thì không thể thông qua. Băng cung nghiền nát, liên quan tới trận pháp củng cố không gian trùng động tan vỡ. Phong Phi Vân nhìn qua không gian trùng động sau lưng biến thành vô hình, trong lòng đang nghĩ là ai phát hiện không gian trùng động,
lại còn bố trí trận pháp củng cố. Tìm kiếm trùng động, củng cố trùng động, loại thủ đoạn này cho dù là chân nhân cũng chưa chắc biết. Hẳn là Thiên Vu thần nữ. Phong Phi Vân nghĩ đến Thiên Vu thần nữ rời khỏi điểm một ngón tay vào trong hư không xuất hiện cánh cửa, rất hiển nhiên nàng tuyệt đối là cao thủ trận pháp tinh thông xuyên qua không gian. Hàn băng trong hang động này tan rã, ngay cả hàn băng tủy cũng không khá hơn gì, Phong Phi Vân cũng không kỳ quái, hàn khí ở đây khẳng định có quan hệ với băng cung sụp đổ thì hàn khí mất đi khởi nguồn, tự nhiên cũng sẽ tan rã, thậm chí Phong Phi Vân hoài nghi hàn băng nơi này không phải nước ngưng tụ mà thành, bằng không cũng không tan biến nhanh như thế. Kim quang bắn ra trong hai tay Phong Phi Vân, Phật khí vần quanh, mang theo quang huy thần thánh, đây là thứ hắn trước khi băng cung sụp đổ bắt lấy. Là một Phật Di Lặc kim Phật cao 7 tấc, đầu chọc màu vàng giống như trứng ngỗng. Kim Phật trang nghiêm túc mục, đầu lâu tròn ục ục, giống như một hòa thượng béo đang cười. Hòa thượng này xếp bằng trên đài sen 12 cánh, trên cổ treo một chuỗi Phật châu, chắp tay trước ngực, Phật y lõa lồ, bụng tròn lớn nhưng làm cho Phong Phi Vân chú ý chính là kim tằm sau lưng tượng Phật. Phong Phi Vân lúc đầu cho rằng đây là trứng tằm. Lần hai nhìn qua chính là ấu tằm. Lần thứ ba nhìn qua là một con tằm non đang lớn. Lần thứ tư nhìn qua là con tằm. Lần thứ năm nhìn qua thì thấy con tằm đang nhả tơ, động tác nhả tơ thập phần huyền diệu, giống như kim long hút nước. Lần thứ sáu nhìn qua thì kim tằm đã kết thành cái kén, tơ tằm rậm rạp giống như quy tắc thiên đạo đan vào nhau, chẳng khác gì tinh cầu màu vàng. Lần thứ bảy nhìn qua thì kén tằm nghiền nát, hóa thành một con ngài lớn, dương cánh bay cao, khí thế đủ tranh phong với Phượng Hoàng. Bảy loại biến hóa, bảy bức thần đồ, vòng đi vòng lại, nhưng mà mỗi bức thần đồ lại tràn ngập biến hóa thay đổi, bức trứng tằm đầu tiên mà nói, tuy nó chỉ là cái trứng nhỏ, nhưng mà mỗi khi nhìn thì có cảm giác khác nhau, có khi tròn, có khi dẹp. Phong Phi Vân kiến thức phong phú, chỉ nhìn qua bảy bức thần đồ liền lập tức biết rõ đây tuyệt đối là công pháp vô thượng, thay đổi liên tục, bác đại tinh thâm, chỉ bức thần đồ đầu tiên cũng đã có 1800 biến hóa. Không nghĩ đến thần Tấn Vương triều khu vực này lại có thần bảo như thế. Phong Phi Vân kích động không thôi, công pháp tu luyện này tuyệt đối không kém gì bất tử Phượng Hoàng thân, chính là chí bảo tu luyện đan điền, rất nhanh Phong Phi Vân đã tỉnh táo lại. Đây chẳng lẽ là Kim Tàm Kinh trong truyền thuyết sao? Phong Phi Vân nhớ tới lúc hắn vừa bước vào không gian trùng động, dường như nghe ở xa xôi có người kêu lên hai chữ Kim Tàm, hiển nhiên là có người nhận ra Kim Phật này rất có thể là Kim Tàm Kinh. Suy nghĩ thông điểm này, Phong Phi Vân vội vàng lợi dụng tiểu diễn chi thuật ngưng tụ ngũ hành chi lực bao phủ Kim Phật, ngăn cách tất cả khí tức của Kim Phật. Kim Tàm Kinh là thánh điển vô thượng xuất thế, tất nhiên sẽ kinh động vô số đại nhân vật, những người này có rất nhiều kẻ tinh thông tính toán, một khi để bọn chúng suy đi anh ra Kim Tàm Kinh ở trong tay mình, vậy tuyệt đối là tin tức không tốt. Phong Phi Vân lo lắng tự nhiên không phải không có lý, nhưng mà hắn không nghĩ tới việc lớn hiện tại đã không tốt. Nếu Kim Tàm Kinh đã bị người ta phát giác, như vậy có kẻ nào phát hiện ta lấy Kim Tàm Kinh đi hay không? Phong Phi Vân càng nghĩ càng cảm giác được không đúng, linh giác nói cho hắn biết đại sự không ổn, vì vậy, vội vàng lao ra khỏi lòng đất, đi lên mặt đất, muốn tiến hành tính toán hung cắt thế nào. Phong Phi Vân cũng không có quay về theo đường cũ, mà là phá tầng đất lao ra ngoài. Oanh! Trong nhánh rừng màu đen, thân thể bay lên, lao ra khỏi rừng nhiệt đới. Rơi xuống một tòa núi nhỏ cách đó không xa, dáng người không bị trói buộc, lỗi lạc đứng đó, trong ánh mắt bắn ra hai đạo hỏa diễm nhìn ra xa. Hắn nhìn thấy rất rõ ràng. Tối nay trời đầy sao, thiên địa trống trải. Bỗng dưng ánh mắt Phong Phi Vân co rụt lại, nhìn thấy phương Bắc có mây máu bay lên, thôn vệ cả bầu trời sao, không ngừng áp tới phía Nam, chính là ngôi sao của Phong Phi Vân. Hỏng bét, đại hung tinh tượng, tuyệt phóng hiện ra. Quả nhiên là dẫn phát sóng to gió lớn, sát khí bắt đầu khởi động, trực chỉ thập vạn sơn hà, nguy to. Phong Phi Vân quan sát tinh tượng thì bắt đầu dùng tiểu diễn chi thuật suy tính trên mặt đất, tuy không cách nào suy tính chuyện xảy ra, nhưng lại suy tính ra thiên hạ đại thế đang đặt ở cổ cương phủ, không có nguyên nhân nào khác, tất cả là vì Kim Tàm Kinh. Phong Phi Vân cảm thấy nguy cơ chưa từng có, bóng ma tử vong đã lao tới đỉnh đầu của hắn, dưới áp lực khổng lồ như thế. Chỉ sợ cho dù là triều đình cùng Phong gia cũng không dám che chở hắn, ai hiện tại dám dính quan hệ với hắn, kẻ đó chắc chắn sẽ có nguy hiểm tính mạng. Dùng thế lực to lớn như ngự thú trai cũng không dám bạo lộ Kim Tàm Kinh bản thiếu,
bản thiếu có giá trị không bằng 1/10 của kim tảm kinh nguyên vẹn, nếu bạo lộ bản thiếu, ngự thú trai có khả năng bị diệt. Mà Phong Phi Vân bao giờ nắm giữ kim tảm kinh nguyên vẹn, có thể nói hiện tại thế lực nào cũng không che chở hắn, trừ phi hắn chắp tay đem kim tảm kinh giao ra. Hơn nữa cho dù hắn giao kim tảm kinh ra, cũng sẽ không biết bình an vô sự, bởi vì kim tảm kinh đã từng rơi vào trong tay hắn, hắn khẳng định xem xét qua kim tảm kinh, người không đoạt được kim tảm kinh sẽ ra tay với hắn. Tuyệt đối không thể giao kim tảm kinh ra, cũng không thừa nhận kim tảm kinh nằm trong tay của ta. Không giao ra kim tảm kinh, Phong Phi Vân là cửu tử nhất sinh, giao kim tảm kinh ra, thập tử vô sinh. VIPVANDAN.VN Chương 1057, giao dịch một gốc linh thảo. Phong Phi Vân lập tức chạy về tiểu bộ lạc cổ xưa, ý định lập tức mang theo Nạp Lan cùng La Ngọc Nhi rời khỏi Thập Vạn Sơn Hà, nơi này đã vô cùng hung hiểm, thậm chí còn đáng sợ hơn hung cầm dị thú chung quanh. Nhưng thời điểm Phong Phi Vân lao về bộ lạc kia, lại ngửi thấy huyết khí nồng đậm, khắp nơi đều có tử thi, tất cả mọi người đã chết, thây ngang khắp đồng, dòng suối nhỏ bên cạnh bộ lạc đã biến thành suối máu. Nơi này trải qua đồ sát huyết tinh, mấy lão đầu hiền lành hiếu khách lúc trước, trong đó một lão đầu tử tay cầm tẩu thuốc, mấy tiểu hài tử hoạt bát toàn bộ bị đồ sát, huyết nhục mơ hồ. Chẳng lẽ tới nhanh như thế, không, là người xâm la điện. Phong Phi Vân phát hiện chung quanh những thi thể này là tà khí đậm đặc, chính là công pháp tu sĩ xâm la điện mới có. Phong Phi Vân thập phần lo lắng Nạp Lan cùng La Ngọc Nhi. Tuy hai nữ nhân này tu vị không kém nhưng tuyệt đối không phải đối thủ của Xâm La Điện, nếu rơi vào trong tay Xâm La Điện, hậu quả không tưởng tượng nổi. Phong Phi Vân dùng thần thức tìm kiếm trong bộ lạc, căn bản không có phát hiện Nạp Lan cùng La Ngọc Nhi, tâm thần chìm vào đáy cốc, tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo, Phong Phi Vân cố gắng áp chế tức giận trong lòng. Nếu Xâm La Điện dám động tới bất cứ ai trong các nàng, ta nhất định sẽ huyết tẩy cả Xâm La Điện. Hắn nhớ rõ thời điểm thân thể bị Diêm Vương xâm lấn, hình như đã đánh vô sắc vô tương trọng thương, nhưng mà dùng tu vị vô sắc vô tương, cho dù bị thương nặng cũng không phải người bình thường có thể đối phó được. Có vô sắc vô tương ở đó, Nạp Lan cùng Ngọc Nhi sẽ không có chuyện gì. Phong Phi Vân phóng thần thức ra, bao phủ mấy ngàn dặm, nhưng mà không phát hiện tung tích của Nạp Lan cùng Ngọc Nhi. Nếu như bắt được La Ngọc Nhi, như vậy bọn chúng sẽ ra khỏi Thập Vạn Sơn Hà. Sắc mặt Phong Phi Vân rét run, mang cưu cửu quái bào cùng ẩn tầm xa la lên người, thân thể lập tức trở nên vô ảnh vô hình, sau đó hóa thành một đạo hào quang bay ra khỏi Thập Vạn Sơn Hà. Phong Phi Vân đương nhiên biết rõ hiện tại có rất nhiều người tìm hắn, chỉ có tiến vào Thập Vạn Sơn Hà mới giữ được mạng, ra khỏi Thập Vạn Sơn Hà là cửu tử nhất sinh, nhưng nếu Nạp Lan Tuyết Tiên cùng La Ngọc Nhi xảy ra chuyện gì, nội tâm của hắn bất an cả đời. Bên ngoài Thập Vạn Sơn Hà, trong một bộ lạc cổ cương hơi lớn, nơi này vốn có hơn vạn tộc nhân, nhưng mà người cổ cương nơi đây không ai dám ra ngoài, bởi vì bộ lạc cổ cương bị một đám người áo đen chiếm cứ. Đám người này tu vị cường đại, tùy tiện một tên cũng dễ dàng bóp chết dũng sĩ mạnh nhất của bộ lạc, khiến cho bộ lạc cổ cương này kinh hồn táng đảm. Đám tu sĩ áo đen này chính là người Xâm La Điện. Đây là bộ lạc cỡ trung, hiện tại đã là đại bản doanh tạm thời của Xâm La Điện. Có rất nhiều cường giả tụ tập ở đây, trừ tiến bốn hộ pháp trưởng lão tiến vào Thập Vạn Sơn Hà đuổi giết Phong Phi Vân, còn có càng nhiều người tới đuổi giết Phong Phi Vân. Giáp Sâm, hai nữ tử bên trong đúng là xinh đẹp, đẹp như tiên tử, nếu ngươi giao một gốc linh thảo 4.000 năm kia cho ta, ta có thể cho ngươi chơi một đứa trong đó. Hộ pháp trưởng lão thứ 67 vẻ mặt vui vẻ, trên người tỏa ra khí tức cường đại, hai tên thủ vệ cổ cương đứng ở cửa bị áp lực táp trực tiếp quỳ trên mặt đất. Ngôi nhà nhỏ này có trận pháp bao phủ, giống như cái lồng sắt do hộ pháp trưởng lão 67 thủ hộ. Nạp Lan Tuyết Tiên cùng La Ngọc Nhi sau khi bị bắt đã đưa tới đây. Nam tử tên là Giáp Sâm chính là hộ pháp trưởng lão 35 của Xâm La Điện, có tu vị cự phách trung kỳ, bộ dáng ước chừng 30 tuổi, trên cổ có đầu ngân xà chín đầu quấn quanh, cái đầu rắn duỗi ra, cái lưỡi phun ra kêu tê tê. Nạp Lan Tuyết Tiên cùng La Ngọc Nhi thời điểm bị bắt về. Giáp Sâm đã thấy qua, hắn tu luyện hơn 300 năm, chơi mỹ nữ không biết có bao nhiêu, hắn thu 7 nữ đệ tử đều là tuyệt sắc, là thiên kim tiểu thư của đại gia tộc, cũng đều bị hắn ngắt lấy, nhưng mà không ai có thể so sánh với hai nàng hiện tại. Giáp Sâm cười cười, nói. Vương Túc, người đúng là quá tham, muốn chơi một nữ nhân lại cần một linh thảo 4.000 năm sao?
hộ pháp trưởng lão 67 tên là Vương Túc, âm trầm cười nói. Nữ nhân bình thường không đáng giá tiền này, nhưng mà hai nữ nhân bên trong tuyệt đối đáng giá này, nếu ngươi không cần thì ta tìm Hoành Tiến, tin tưởng Hoành Tiến sẽ vì gia nhân tuyệt sắc, tuyệt đối sẽ cam lòng bỏ vốn hơn ngươi. Sắc mặt Giáp Sâm trầm xuống, hắn tự nhiên biết rõ Hoành Tiến là ai, cũng là hộ pháp trưởng lão của Sâm La Điện, bởi vì hắn tu luyện công pháp tà đạo đặc thù, có nhu cầu lớn với nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp, Hoành Tiến cho dù thế nào cũng chiếm vào tay. Mỹ nhân bài danh thứ 22 của thần Tấn Vương Triều, cho dù bởi vì bị Hoành Tiến nhìn thấy nên diệt môn, sau đó hắn bắt nàng mang về Sâm La Điện, trở thành một nữ nô của Hoành Tiến. Nhưng mà Mỹ nhân này bị Hoành Tiến chơi không tới 3 năm thì chết, cũng không phải bởi vì Hoành Tiến giết nàng, mà là vì túng dục quá độ, tinh khí trên người nàng sói mòn quá nhiều, trở nên không hề xinh đẹp, cuối cùng chết đói trên giường. Tu sĩ tà đạo sở dĩ gọi là tà đạo, mấu chốt bởi vì công pháp tu luyện của họ quá quái dị. Tuy lực lượng tăng lên nhanh, lực công kích cường hoành, nhưng có mặt trái quá lớn, có người trở nên thị sát khát máu, có người cảm thấy hứng thú với máu và thịt người, mà có người càng trở nên dâm đãng, lực khống chế với nữ nhân quá yếu. Cũng bởi vì thế những tu sĩ tà đạo này sẽ trở nên càng lúc càng quái đản, mỗi người đều có ham mê kỳ lạ, cuối cùng bị đại chúng không dung, gọi là tà đạo. Đương nhiên công pháp tà đạo đỉnh cấp sẽ không có tác dụng mặt trái, không khác gì tu sĩ chính đạo, lực khống chế rất mạnh, nhưng mà người có thể tu luyện công pháp đỉnh cấp này quá ít. Công pháp tu luyện tà đạo của Giáp Sâm và Hoành Tiến có thiếu hụt quá lớn, cho nên lực khống chế của bọn chúng càng kém, đương nhiên dùng tu vị của bọn chúng cũng miễn cưỡng khống chế bản thân mình. Giáp Sâm nhếch miệng cười cười, sau đó lấy một gốc linh thảo 4.000 năm ra, nói. Hai nữ nhân này là ta chọn. Giáp Sâm hơi chờ không được, muốn mở trận pháp tiến vào trong nhà gỗ, Vương Túc tiếp nhận linh thảo, hắn tươi cười mừng rỡ, có gốc linh thảo này hắn có thể tu luyện tới cự phách trung kỳ, nhanh chóng thu hồi linh thảo, lại ngăn cản Giáp Sâm, nói. Chuyện này không thể cho ngươi chọn, nữ tử mặc áo choàng màu bạc chính là Thiên Vu thần nữ, trong người nàng có Thiên Vu thần thụ trước khi bị lấy ra, ai cũng không thể động nàng, đương nhiên nếu sau khi lấy Thiên Vu thần thụ đi, chắc chắn cũng bị đưa tới dục nô cung. Trở thành dục nô đỉnh cấp trong dục nô cung, đến lúc đó dùng thân phận hộ pháp trưởng lão của ngươi, mỗi tháng đều có thể đi chơi một lần, cũng không vội nhất thời. VIPVANDAN.VN Chương 1058, ta chỉ muốn giết người. 1. Giáp Sâm cũng biết Thiên Vu thần thụ rất quan trọng với Tà Hoàng đại nhân tầm, cười cười, nói. Nữ tử mặc Phật y cũng đẹp, sẽ hưởng dụng nàng trước, ngươi chờ bên ngoài. Nếu ngươi dám động vào sợi tóc của nàng, ta cam đoan ngươi sẽ hối hận vì sống trên đời này. Một giọng nói suy yếu vang lên. Giáp Sâm ngẩng đầu nhìn qua hòa thượng quần áo dính máu treo trên cột, hòa thượng này quần áo màu trắng, mà bây giờ lại bị máu tươi nhuộm đỏ, vẫn còn nhỏ máu, hắn bị thương rất nặng. Nhìn thấy hòa thượng này, sắc mặt Vương Túc và Giáp Sâm biến hóa, hòa thượng này lợi hại hắn biết rõ, lúc ấy bốn hộ pháp tiến vào trong Thập Vạn Sơn Hà. Hòa thượng này cũng đã bị thương nặng, nhưng vẫn có thể đấu với bốn hộ pháp trưởng lão nửa canh giờ, thậm còn đánh trọng thương hộ pháp trưởng lão 72. Nhưng thương thế của hòa thượng này quá nặng, cuối cùng vẫn bị bọn họ liên thủ chế phục, phong ấn tu vị, dùng khóa sắt cột lên cây cao 10 trượng. Hòa thượng trẻ tuổi mặt mũi hiền lành, nhưng mà khi hắn nói ra lời này làm cho cự phách như Giáp Sâm cũng cảm thấy hàn khí, trong lòng phát run, rất khó tưởng tượng lời lẽ sát khí như thế lại là hòa thượng này nói ra. Giáp Sâm là nhân vật bá chủ tà đạo, nếu bị người ta một câu hù sợ thù sau này không cần tu luyện trong Sâm La Điện nữa, huống chi hòa thượng này còn bị thương nặng, bị trói buộc, hắn càng không kiêng kỵ gì cả. Vậy ta cũng chơi, lão tử chơi trước mặt ngươi, xem ngươi có thể làm gì ta. Giáp Sâm mở trận pháp ra, xông vào, nhìn thấy tiên nhan động lòng người của Nạp Lan Tuyết Tiên thì thân thể nóng bừng lên, rốt cục cảm thấy hao phí linh thảo 4.000 năm không uổng phí. Loại mỹ nhân cấp bậc này, đừng nói một gốc linh thảo, cho dù 10 gốc hắn cũng cam tâm. Ngươi muốn làm gì vậy? Ta cho ngươi biết, nếu ngươi đụng tới ta, Phong Phi Vân nhất định sẽ giết ngươi, ta là thê tử của hắn. Nạp Lan Tuyết Tiên tự nhiên cũng bọn họ nói chuyện, vội vàng tế phỉ thúy Phật Châu ra, muốn chống cự. Nạp Lan Tuyết Tiên nội tâm rất sợ hãi, hai bàn tay run rẩy, vận chuyển phỉ thúy Phật Châu tới cực điểm, thân thể có Phật quang bao phủ. Chiếu sáng làn da trắng nõn, nàng bộ dáng khiếp nhược như vậy, càng làm Giáp Sâm hưng phấn.
Ha ha, lão tử tung hoành thiên hạ hơn 300 năm, làm gì đặt một tiểu hoa nhi vào trong mắt, ngươi đã là nữ nhân của Phong Phi Vân, khẳng định đã không còn thân hoàn bích, lão tử làm gì phải thương hoa tiếc ngọc với ngươi. Giáp Sâm vươn tay, hắn tát một cái, trong lòng bàn tay có hắc quang đánh tan hào quang của Phỉ Thúy Phật Châu, Nạp Lan Tuyết Tiên bị đánh ngã trên mặt đất, trên hai má có hai dấu tay đỏ rực, khóe miệng có tơ máu chảy ra. Nạp Lan Tuyết Tiên từ nhỏ đến lớn đều cẩm y ngọc thực, tụ tập ngàn vạn sủng ái, chưa từng bị người nào đánh qua, nhất thời đáng thương khóc thét lên, cổ tay phát đau, xương đầu suýt vỡ nát, Phỉ Thúy Phật Châu bị đánh bay ra ngoài, bị Giáp Sâm cầm vào trong tay. Tu vị của nàng dù không tệ, nhưng mà vẫn còn kém Cự Phách quá xa. Hòa thượng rượu thịt bảo nàng tu luyện, nhưng mà nàng chưa bao giờ nghe qua, giờ phút này nàng rốt cuộc cũng hối hận, nếu tu vị mình mạnh hơn, cũng sẽ không rơi vào trong tay người khác. Tuyết Tiên. La Ngọc Nhi mặc dù có một chút địch ý đặc thù với Nạp Lan Tuyết Tiên, nhưng nhìn thấy nàng bị đánh thì vội vàng đứng lên giúp đỡ, hung hăng nhìn chằm chằm Giáp Sâm, nói. Nếu ngươi dám làm hại Tuyết Tiên, ta sẽ tự sát, đến lúc đó các ngươi đừng hòng có được Thiên Vu thần thụ.